Bác sĩ thiên tài, Tần Lạc. Tập 26. Chương 452, tạm thời không chết. Hắn sẽ không chết chứ? Tần Lạc lo lắng hỏi. Khó khăn lắm mới bắt được tên hung thủ. Nếu những hành động bạo lực này của Ly hành hạ hắn ta đến chết thì quả là lãng phí quá. Hắn còn chuẩn bị moi ít thông tin từ miệng tên này nữa. Dù gì thì hắn cũng muốn biết rốt cuộc thì người có mối hận thù sâu nặng với hắn là ai mà lại phái người từ ngàn dặm xa. Xôi đến ám sát hắn như vậy, kiểu như không đạt được mục đích thì quyết không chịu thôi. Việc như thế này thì tôi chuyên nghiệp hơn anh đấy. Ly lạnh lùng nói, sau đó nàng liếc mắt nhìn An Tả Hách đang nôn mửa không ngừng, nói, tôi cắt đi hàm răng của hắn ta thôi, còn hắn ta vẫn nói chuyện được bình thường, nếu như mà hắn biết nói. Sao anh lại muốn giết tôi? Tần Lạc gập chân xuống, nhìn chằm chằm vào tên sát thủ rồi hỏi. An Tả Hách liếc mắt lên nhìn hắn một cái rồi lại cúi gằm mặt xuống nôn mửa. Cú đấm ban nãy của Ly uy lực quả nhiên ghê gớm, dư chấn của nó để lại vẫn làm cho An Tả Hách phải cong người đau đớn. Tần Lạc cười cười rồi đứng dậy hỏi, bây giờ phải làm thế nào? Hắn rất hy vọng có thể bắt được hung thủ, nhưng đến khi bắt được rồi thì lại không có cách nào giải quyết hắn ta được. Ở Yến Kinh, hắn không có nơi ở riêng của mình, đến cả nơi dùng hình tra vấn cũng không có. Tên sát thủ này cũng không thể đem hắn ta đến nhà chung cư Lâm ra được, vì đó là nơi ở của tư nhân. Không nên mang thêm những chuyện ân oán bên ngoài vào làm gì. Tần Lạc lúc này nghĩ bụng, cũng đến lúc hắn phải mua một căn nhà rồi. Một căn nhà thuộc về bản thân mình. Anh đem hắn ta đi, Ly nói. Tôi đem nó đi đâu bây giờ? Tần Lạc cười khổ. Thế thì tôi sẽ đem đi, Ly đáp, tôi sẽ giúp anh tìm ra đáp án mà anh cần từ miệng hắn. Cảm ơn cô, Tần Lạc cảm động nói. Khi ở bên Ly thì hắn an phận làm một người đàn ông nhỏ bé không cần phải lo nghĩ gì. Vấn đề gì cũng được nàng giúp mình giải quyết một cách ổn thỏa. Ly không thèm để ý đến những lời cảm ơn chân tình của Tần Lạc, mà dùng tay cầm vào cổ áo của An Tả Hách, sau đó kéo lê anh ta đi về phía chiếc Hammer đang đứng chờ đằng xa. Tần Lạc đã quen với kiểu cách này của Ly rồi nên hắn chỉ nhún nhún vai rồi cũng đi theo sau. Ly rút chiếc còng tay quân dụng được làm bằng bạc từ eo mình ra. Khóa tay An Tả Hách vào ghế lái phụ. Sau đó nàng chui đầu vào ghế điều khiển, khởi động xe rồi rời đi. Này, tôi còn chưa lên xe mà. Tần Lạc kêu lên thất thanh. Lẽ nào anh còn muốn tôi đưa anh đi đến chỗ hẹn với người phụ nữ khác? Ly lướt mắt nhìn hắn rồi hỏi. Thế này thì tôi phải làm thế nào? Tần Lạc trợn tròn mắt hỏi. Hắn thấy ngữ khí mà Ly nói với hắn lạ lẫm vô cùng. Đó là chuyện của anh. Ly nhấn ga rồi lái thẳng xe đi. Cho anh một lời khuyên. Lời nói của Ly từ xa vọng lại, nghe trong trẻo nhưng lại lạnh lùng vô cùng. Trong vòng 3 phút hãy rời khỏi đây, nếu không thì cảnh sát sẽ mời anh đi uống trà đó. Tần Lạc nhìn hết một lượt tứ phía, thấy những chiếc xe ở xung quanh đang vội vội vàng vàng rời đi, thì chắc chắn một điều là sẽ có người gọi điện báo cảnh sát. Hắn biết là rất khó đợi xe được ở những chỗ xảy ra việc như thế này, người khác cũng sẽ không bao giờ đứng đợi xe ở đây. Hắn chạy về phía trước một đoạn, sau khi rời khỏi hiện trường thì mới bắt được một chiếc taxi để về thành phố. Tần Lạc không phải là lần đầu tiên đến đại viện khu quân đội, nhưng lần nào đến đây cũng bị mấy viên cảnh vệ to cao lực lưỡng đứng chặn ở cổng. Sau khi hắn gọi điện cho Vương Cửu Cửu thì rất nhanh, Vương Cửu Cửu liền chạy ra đón hắn. Vương Cửu Cửu chỉ bận một bộ đồ ngủ ở nhà, một bộ đồ thể thao màu trắng, làm cho nàng trở nên đơn giản, mộc mạc lạ thường. Nàng còn cột tóc đuôi ngựa, làm cho khuôn mặt trái xoan của nàng càng thêm yểu điệu, đáng yêu, chân đi đôi dép bông hình con thỏ, đúng kiểu dáng của một cô gái nhỏ ở trong nhà. Nàng kéo Tần Lạc đi đến phòng bảo vệ rồi nói với một người đàn ông trạc tuổi trung niên trực trong đó, anh Lý, đây là bạn của em, ngày sau anh ấy đến đây thì anh cứ để cho anh ấy vào nhé. Khi nào rảnh em sẽ làm giấy tờ cho anh ấy. Người đàn ông trung niên kinh hoàng đứng phát dậy, mỉm cười nịnh nọt nói. Vương tiểu thư, tôi sẽ nhớ mà. Ngày sau mỗi lần vị tiên sinh này tới thì cử đi vào trong là được. Giấy tờ thì không cần thiết đâu. Người mà Vương tiểu thư bảo lãnh thì còn có vấn đề gì được cơ chứ? Giấy tờ thì vẫn phải cần chứ. Cả cái đại viện này đâu chỉ có mỗi nhà của em đâu, cũng không thể để anh phải khó xử chứ. Vương Cửu Cửu cười nói. Vâng, vâng, Vương tiểu thư thông tình đạt lý, đã hiểu cho những người làm việc trong tầng lớp chúng tôi. Người đàn ông xoa xoa tay cười nói. Quân nhân luôn có những tính cách đặc trưng, vì họ là những người đã trải qua máu lửa rồi, nên cho dù khi họ nịnh nọt lấy lòng người khác thì vẫn có chút ngại ngùng, e thẹn.
họ vốn biết rằng mình cần phải đứng thẳng ngồi lên, nhưng thói quen của một xã hội to lớn bắt buộc họ phải cong lưng hạ người thấp xuống. Điều này không phải là lỗi của người ta, mà là cái xã hội đã bắt người ta phải làm như vậy. Đi thôi, Vương Cửu Cửu thân mật bước lên ngoắc tay vào cánh tay Tần Lạc, động tác vô cùng tự nhiên, giống như là người bề dưới ôm lấy người bề trên vậy, không giống với việc lợi dụng người khác. Mặc dù Tần Lạc muốn kháng cự lại vẻ thân mật này, nhưng lại không tìm được cái cớ nào thích hợp cả. Đợi lâu lắm rồi phải không? Tần Lạc hỏi. Đi gặp ông nội một chút, rồi nói một số chuyện với ông, cũng vừa mới về thôi, Vương Cửu Cửu nói. Nhưng Trương Nghi Y Thi lại nóng ruột lắm rồi đấy, em vừa mới về đã bảo. Em gọi cho thấy rồi, cứ như sợ thầy chạy mất luôn ấy. Làm gì có chuyện đó chứ? Có đồ ăn ngon thì sao chạy được? Tần Lạc cười nói. Thầy nói thật đấy chứ? Vương Cửu Cửu nở một nụ giảo hoạt. Thầy phải chuẩn bị tâm lý sẵn đi, Trương Nghi Y trước giờ vẫn không có chỗ để trổ tài nấu bếp, vừa mới biết. Là thầy muốn đến đây ăn tối thì bà đã chuẩn bị cả một buổi chiều rồi đó. Mẹ em đang làm bếp sao? Tần Lạc trợn tròn mắt ngạc nhiên, cảm giác như hai chân không thể sải bước thêm được nữa. Bây giờ đổi ý thì đã muộn rồi. Vương Cửu Cửu gật đầu cười lớn. Tần Lạc muốn khóc mà nước mắt không tài nào chảy ra nổi. Hắn không thể nào hiểu nổi tại sao mà một người phụ nữ đẹp như vậy, làm ra được những đồ đẹp mặt như thế, nhưng khi ăn vào lại khiến cho người ta có cảm giác như muốn sống cũng không nổi, chết cũng không xong, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung sống không bằng chết. Lẽ nào, những thứ đồ đẹp lại đều là có độc cả? Vừa bước vào bên trong vườn, Vương Cửu Cửu đa hét lên, Trương Nghi Y, thầy Tần đến rồi. Trương Nghi Y ừ lên một tiếng, tiếp đó lại mắng, con danh con gọi mẹ một tiếng mẹ thì chết ngay được à? Không phải đã nói trước rồi sao, trước mặt người khác mày. Phải nể mặt mẹ chứ. Âm thanh từ xa đến gần, tiếp đó, Trương Nghi Y liền đi đôi dép lê chạy ra. Bà mặc trên người một bộ đồ thể thao màu trắng y hệt Vương Cửu Cửu, nhưng nhìn không giống với phong cách của Vương Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu mặc bộ đồ này thì nhìn trẻ trung, thời thượng, đầy sức sống vì dáng vóc của nàng thuộc loại cao cao gầy gầy, vì thế mà bộ đồ nhìn có vẻ rộng thùng thình. Còn Trương Nghi Y thì không cao bằng con gái, thân hình thì đậm đà hơn nhiều, vì vậy mà bộ quần áo nhìn vừa khít khi mặc lên người bà, đặc biệt là vùng ngực, nó cứ hất lên hất xuống theo nhịp chạy của bà. Tần Lạc vội đưa tầm nhìn ra chỗ khác, rồi chủ động chào Trương Nghi Y, cháu chào bác. Hắn thực sự là không biết nên gọi người phụ nữ này thế nào nữa. Hắn là thầy giáo của Vương Cửu Cửu, lẽ dạ là coi như cùng một bối phận với Trương Nghi Y, nếu gọi bà là chị thì Vương Cửu Cửu chắc chắn là không đồng ý. Nhưng gọi bà là bác thì Tần Lạc lại thấy có gì đó kỳ kỳ, cảm giác như là bạn trai đến nhà bạn gái ra mắt bố mẹ vậy. Trương Nghi Y cười tâu toét, tiểu Tần này. Đừng có khách khí như vậy nhé. Gọi cô là cô được rồi, sao lại gọi là bác như thế, làm cô già đi bao nhiêu đây? Cháu thấy cô già lắm sao? Ha ha, lâu lắm không gặp cháu rồi. Cô lại cứ tưởng cháu chê cô nấu ăn không ngon, nên không muốn đến đây ăn cơm nữa cơ. Tần Lạc cười khổ, nói, làm gì có chuyện như vậy ạ? Cô làm cơm rất ngon mà. Đôi khi, con người ta vẫn phải nói ý những câu có lỗi với lương tâm mình. Thật vậy sao? Cháu cũng thấy như thế sao? Trương Nghi Y mắt sáng lên, giống như là nhận được một lời khích lệ gì lớn lao lắm vậy, ha ha cười lớn nói, con bé Cửu Cửu suốt. Ngày nói cô nấu cơm khó ăn, làm cho khách không dám đến nhà nữa. Làm gì có chuyện như vậy chứ? Món nào cô cũng học trong sách nấu ăn mà, hơn nữa còn qua cả việc cải tiến, gia công của cô nữa. Hỏng là ở cái bước cải tiến gia công này đấy. Vương Cửu Cửu tiếp lời. Con danh con thì hiểu cái gì chứ? Trương Nghi Y lườm Vương Cửu Cửu một cái, rồi ân cần bước lên phía trước đưa dép cho Tần Lạc đi, sau đó tiếp tục nói, ai ăn qua rồi. Đều nói là ngon, chỉ có con là lắm điều thôi. Ngày sau con có gọi mẹ là mẹ đẻ đi chăng nữa thì mẹ cũng không nấu cho con ăn đâu. Nào, tiểu Tần, vào ngồi đi. Tần Lạc đi đôi dép lê trong nhà vào rồi bước vào ngồi lên ghế sofa ở bên trong phòng khách. Vương Cửu Cửu biết Tần Lạc thích uống trà, liền chạy đi pha trà cho Tần Lạc. Còn Trương Nghi Y thì ngồi luôn xuống cạnh Tần Lạc, tủm tỉm nhìn hắn. Tần Lạc bị đôi mắt khêu gợi chằm chằm dí vào mình thì có cảm giác đứng ngồi không yên, muốn chủ động nói gì đó nhưng lại không biết mình nên nói gì. Đều là người một nhà không cần phải xấu hổ thế đâu. Trương Nghi Y nhìn ra được sự quẫn bách của Tần Lạc thì cười an ủi. Làm gì có ạ? Tần Lạc cười nhạt nói.
Có điều cô lại thích nhìn bộ dạng e dè này của cháu. Chấm, gạch dưới. Vừa đúng lúc đó Vương Cửu Cửu bê trà đi ra, nghe thấy mẹ nàng nói như vậy thì cáu nói, Trương Nghi Y, đừng có mà dê thế chứ. Tao dê cái gì đâu, tao dê cái nào, tao nhìn con rể của tao thì có gì là sai chứ. Không biết ai ngày nào cũng nghĩ đến chuyện gả cho người ta đâu. Nằm mơ còn gọi tên người ta ra nữa, rõ ràng người ôm mình là mẹ mình, vậy mà còn sờ mó lung tung trên người người ta. Trương Nghi Y tức giận phản kích nói. Khuôn mặt Vương Cửu Cửu nghe Trương Y Nhi nói như vậy, thì đỏ lựng lên, liếc trộm Tần Lạc một cái rồi nói, thầy Tần, thầy uống trà. Sau đó lấy tay móc móc ra ý cho Trương Nghi Y, nói, Trương Nghi Y, mẹ lại đây con. Bảo cái này, xì, xem ai sợ ai chứ. Trương Nghi Y từ trên ghế sofa đứng thẳng người lên. Sau đó bà như sực nhớ ra một điều gì đó, lại quay ra cười với Tần Lạc rồi nói với giọng hiền hòa. Trìu mến tiểu Tần này. Hoa quả ở trên bàn cháu muốn ăn gì thì cứ tự nhiên nhé, cháu có hút thuốc không? Nếu hút thuốc thì nhà cô không có rồi, đều bị cô đốt hết rồi. Chấm, gạch dưới. Tần Lạc ngượng ngùng gật gật đầu. Hai mẹ con Trương Nghi Y và Vương Cửu Cửu theo gót nhau đi vào trong bếp. Trương Nghi Y, sao mẹ lại có thể nói chuyện đó ra ngoài được chứ? Mẹ có tin là con sẽ liều chết với mẹ không hả? Vương Cửu Cửu căm hận nói. Con còn nói mẹ dê được thì sao mẹ không nói con dê được chứ? Trương Y Nghi khinh khỉnh đáp. Nhưng vấn đề là mẹ vốn dê mà. Vương Cửu Cửu cũng không vừa nói. Thế chẳng lẽ mẹ không nói đúng sự thật hay sao? Trương Y Nghi nhún vai đáp lại. Có là sự thật đi chăng nữa thì mẹ cũng không được nói ra. Vương Cửu Cửu tức đến phát điên. Con làm thế không phải là bảo mẹ lừa gạt người ta sao? Trương Y Nghi coi như không có gì nói. Không phải mẹ suốt ngày bảo con lừa gạt người ta đó sao? Mẹ là mẹ của con, vì thế nên mẹ mới có tư cách dạy con lừa gạt người. Con đâu phải là mẹ của mẹ đâu, con dựa vào đâu mà dạy mẹ lừa gạt người ta? Trương Nghi tỉnh bơ nói. Chương 453, con đâu phải là mẹ của mẹ. Hắn sẽ không chết chứ? Tần Lạc lo lắng hỏi. Khó khăn lắm mới bắt được tên hung thủ. Nếu những hành động bạo lực này của Ly hành hạ hắn ta đến chết thì quả là lãng phí quá. Hắn còn chuẩn bị moi ít thông tin từ miệng tên này nữa. Dù gì thì hắn cũng muốn biết rốt cuộc thì người có mối hận thù sâu nặng với hắn là ai mà lại phái người từ ngàn dặm xa. Xôi đến ám sát hắn như vậy, kiểu như không đạt được mục đích thì quyết không chịu thôi. Việc như thế này thì tôi chuyên nghiệp hơn anh đấy. Ly lạnh lùng nói, sau đó nàng liếc mắt nhìn An Tả Hách đang nôn mửa không ngừng, nói, tôi cắt đi hàm răng của hắn ta thôi, còn hắn ta vẫn nói chuyện được bình thường, nếu như mà hắn biết nói. Sao anh lại muốn giết tôi? Tần Lạc gập chân xuống, nhìn chằm chằm vào tên sát thủ rồi hỏi. An Tả Hách liếc mắt lên nhìn hắn một cái rồi lại cúi gằm mặt xuống nôn mửa, cú đấm ban nãy của Lưu uy lực quả nhiên ghê gớm, dư chấn của nó để lại vẫn làm cho An Tả Hách phải cong người đau đớn. Tần Lạc cười cười rồi đứng dậy hỏi, bây giờ phải làm thế nào? Hắn rất hy vọng có thể bắt được hung thủ, nhưng đến khi bắt được rồi thì lại không có cách nào giải quyết hắn ta được. Ở Yến Kinh... Hắn không có nơi ở riêng của mình, đến cả nơi dùng hình tra vấn cũng không có. Tên sát thủ này cũng không thể đem hắn ta đến nhà chung cư Lâm ra được, vì đó là nơi ở của tư nhân, không nên mang thêm những chuyện ân oán bên ngoài vào làm gì. Tần Lạc lúc này nghĩ bụng, cũng đến lúc hắn phải mua một căn nhà rồi. Một căn nhà thuộc về bản thân mình. Anh đem hắn ta đi, Ly nói. Tôi đem nó đi đâu bây giờ? Tần Lạc cười khổ. Thế thì tôi sẽ đem đi, Ly đáp. Tôi sẽ giúp anh tìm ra đáp án mà anh cần từ miệng hắn. Cảm ơn cô, Tần Lạc cảm động nói. Khi ở bên Ly thì hắn an phận làm một người đàn ông nhỏ bé không cần phải lo nghĩ gì. Vấn đề gì cũng được nàng giúp mình giải quyết một cách ổn thỏa. Ly không thèm để ý đến những lời cảm ơn chân tình của Tần Lạc, mà dùng tay cầm vào cổ áo của An Tả Hách, sau đó kéo lê anh ta đi về phía chiếc Hammer đang đứng chờ đằng xa. Tần Lạc đã quen với kiểu cách này của Ly rồi nên hắn chỉ nhún nhún vai rồi cũng đi theo sau. Ly rút chiếc còng tay quân dụng được làm bằng bạc từ eo mình ra, khóa tay An Tả Hách vào ghế lái phụ. Sau đó nàng chui đầu vào ghế điều khiển, khởi động xe rồi rời đi. Này, tôi còn chưa lên xe mà. Tần Lạc kêu lên thất thanh. Lẽ nào anh còn muốn tôi đưa anh đi đến chỗ hẹn với người phụ nữ khác? Ly lướt mắt nhìn hắn rồi hỏi. Thế này thì tôi phải làm thế nào? Tần Lạc trợn tròn mắt hỏi. Hắn thấy ngữ khí mà Ly nói với hắn lạ lẫm vô cùng. Đó là chuyện của anh.
Ly nhấn ga rồi lái thẳng xe đi. Cho anh một lời khuyên. Lời nói của Ly từ xa vọng lại, nghe trong trẻo nhưng lại lạnh lùng vô cùng. Trong vòng 3 phút hãy rời khỏi đây, nếu không thì cảnh sát sẽ mời anh đi uống trà đó. Tần Lạc nhìn hết một lượt tứ phía, thấy những chiếc xe ở xung quanh đang vội vội vàng vàng rời đi, thì chắc chắn một điều là sẽ có người gọi điện báo cảnh sát. Hắn biết là rất khó đợi xe được ở những chỗ xảy ra việc như thế này, người khác cũng sẽ không bao giờ đứng đợi xe ở đây. Hắn chạy về phía trước một đoạn, sau khi rời khỏi hiện trường thì mới bắt được một chiếc taxi để về thành phố. Tần Lạc không phải là lần đầu tiên đến đại viện khu quân đội, nhưng lần nào đến đây cũng bị mấy viên cảnh vệ to cao lực lưỡng đứng chặn ở cổng. Sau khi hắn gọi điện cho Vương Cửu Cửu thì rất nhanh, Vương Cửu Cửu liền chạy ra đón hắn. Vương Cửu Cửu chỉ bận một bộ đồ ngủ ở nhà, một bộ đồ thể thao màu trắng, làm cho nàng trở nên đơn giản, mộc mạc lạ thường, nàng còn cột tóc đuôi ngựa, làm cho khuôn mặt trái xoan của nàng càng thêm yểu điệu, đáng yêu, chân đi đôi dép bông hình con thỏ, đúng kiểu dáng của một cô gái nhỏ ở trong nhà. Nàng kéo Tần Lạc đi đến phòng bảo vệ rồi nói với một người đàn ông trạc tuổi trung niên trực trong đó, anh Lý, đây là bạn của em, ngày sau anh ấy đến đây thì anh cứ để cho anh ấy vào nhé. Khi nào rảnh em sẽ làm giấy tờ cho anh ấy. Người đàn ông trung niên kinh hoàng đứng phát dậy, mỉm cười nịnh nọt nói, Vương tiểu thư, tôi sẽ nhớ mà. Ngày sau mỗi lần vị tiên sinh này tới thì cử đi vào trong là được. Giấy tờ thì không cần thiết đâu, người mà Vương tiểu thư bảo lãnh thì còn có vấn đề gì được cơ chứ. Giấy tờ thì vẫn phải cần chứ, cả cái đại viện này đâu chỉ có mỗi nhà của em đâu, cũng không thể để anh phải khó xử chứ. Vương Cửu Cửu cười nói. Vâng, vâng, Vương tiểu thư thông tình đạt lý, đã hiểu cho những người làm việc trong tầng lớp chúng tôi, người đàn ông xoa xoa tay cười nói. Quân nhân luôn có những tính cách đặc trưng, vì họ là những người đã trải qua máu lửa rồi, nên cho dù khi họ nịnh nọt lấy lòng người khác thì vẫn có chút ngại ngùng, e thẹn. Họ vốn biết rằng mình cần phải đứng thẳng ngồi lên, nhưng thói quen của một xã hội to lớn bắt buộc họ phải cong lưng hạ người thấp xuống. Điều này không phải là lỗi của người ta, mà là cái xã hội đã bắt người ta phải làm như vậy. Đi thôi, Vương Cửu Cửu thân mật bước lên ngoắc tay vào cánh tay Tần Lạc, động tác vô cùng tự nhiên, giống như là người bề dưới ôm lấy người bề trên vậy, không gióng với việc lợi dụng người khác. Mặc dù Tần Lạc muốn kháng cự lại vẻ thân mật này, nhưng lại không tìm được cái cớ nào thích hợp cả. Đợi lâu lắm rồi phải không? Tần Lạc hỏi. Đi gặp ông nội một chút, rồi nói một số chuyện với ông, cũng vừa mới về thôi, Vương Cửu Cửu nói. Nhưng Trương Nghi Y thì lại nóng ruột lắm rồi đấy, em vừa mới về đã bảo. Em gọi cho thấy rồi, cứ như sợ thầy chạy mất luôn ấy. Làm gì có chuyện đó chứ, có đồ ăn ngon thì sao chạy được, Tần Lạc cười nói. Thầy nói thật đấy chứ, Vương Cửu Cửu nở một nụ giảo hoạt, thầy phải chuẩn bị tâm lý sẵn đi, Trương Nghi Y trước giờ vẫn không có chỗ để trổ tài nấu bếp, vừa mới biết. Là thầy muốn đến đây ăn tối thì bà đã chuẩn bị cả một buổi chiều rồi đó. Mẹ em đang làm bếp sao? Tần Lạc trợn tròn mắt ngạc nhiên, cảm giác như hai chân không thể sải bước thêm được nữa. Bây giờ đổi ý thì đã muộn rồi. Vương Cửu Cửu gật đầu cười lớn. Tần Lạc muốn khóc mà nước mắt không tài nào chảy ra nổi. Hắn không thể nào hiểu nổi tại sao mà một người phụ nữ đẹp như vậy, làm ra được những đồ đẹp mặt như thế, nhưng khi ăn vào lại khiến cho người ta có cảm giác như muốn sống cũng không nổi, chết cũng không xong, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung sống không bằng chết. Lẽ nào, những thứ đồ đẹp lại đều là có độc cả? Vừa bước vào bên trong vườn, Vương Cửu Cửu đa hét lên, Trương Nghi Y, thầy Tần đến rồi. Trương Nghi Y ừ lên một tiếng, tiếp đó lại mắng, con danh con gọi mẹ một tiếng mẹ thì chết ngay được à? Không phải đã nói trước rồi sao, trước mặt người khác mày. Phải nể mặt mẹ chứ. Âm thanh từ xa đến gần, tiếp đó, Trương Nghi Y liền đi đôi dép lê chạy ra. Bà mặc trên người một bộ đồ thể thao màu trắng y hệt Vương Cửu Cửu, nhưng nhìn không giống với phong cách của Vương Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu mặc bộ đồ này thì nhìn trẻ trung, thời thượng, đầy sức sống vì dáng vóc của nàng thuộc loại cao cao gầy gầy, vì thế mà bộ đồ nhìn có vẻ rộng thùng thình. Còn Trương Nghi Y thì không cao bằng con gái, thân hình thì đậm đà hơn nhiều, vì vậy mà bộ quần áo nhìn vừa khít khi mặc lên người bà. Đặc biệt là vùng ngực, nó cứ hất lên hất xuống theo nhịp chạy của bà. Tần Lạc vội đưa tầm nhìn ra chỗ khác, rồi chủ động chào Trương Nghi Y, cháu chào bác. Hắn thực sự là không biết nên gọi người phụ nữ này thế nào nữa. Hắn là thầy giáo của Vương Cửu Cửu,
lẽ dạ là coi như cùng một bối phận với Trương Nghi Y, nếu gọi bà là chị thì Vương Cửu Cửu chắc chắn là không đồng ý. Nhưng gọi bà là bác thì Tần Lạc lại thấy có gì đó kỳ kỳ, cảm giác như là bạn trai đến nhà bạn gái ra mắt bố mẹ vậy. Trương Nghi Y cười tâu toét, tiểu Tần này, đừng có khách khí như vậy nhé. Gọi cô là cô được rồi, sao lại gọi là bác như thế, làm cô già đi bao nhiêu đây? Cháu thấy cô già lắm sao, ha ha, lâu lắm không gặp cháu rồi. Cô lại cứ tưởng cháu chê cô nấu ăn không ngon, nên không muốn đến đây ăn cơm nữa cơ. Tần Lạc cười khổ, nói, làm gì có chuyện như vậy ạ? Cô làm cơm rất ngon mà. Đôi khi, con người ta vẫn phải nói ý những câu có lỗi với lương tâm mình. Thật vậy sao, cháu cũng thấy như thế sao? Trương Nghi Y mắt sáng lên, giống như là nhận được một lời khích lệ gì lớn lao lắm vậy, ha ha cười lớn nói, con bé Cửu Cửu suốt. Ngày nói cô nấu cơm khó ăn, làm cho khách không dám đến nhà nữa. Làm gì có chuyện như vậy chứ? Món nào cô cũng học trong sách nấu ăn mà, hơn nữa còn qua cả việc cải tiến, gia công của cô nữa. Hỏng là ở cái bước cải tiến gia công này đấy. Vương Cửu Cửu tiếp lời. Con danh con thì hiểu cái gì chứ? Trương Nghi Y lườm Vương Cửu Cửu một cái, rồi ân cần bước lên phía trước đưa dép cho Tần Lạc đi, sau đó tiếp tục nói, ai ăn qua rồi. Đều nói là ngon, chỉ có con là lắm điều thôi. Ngày sau con có gọi mẹ là mẹ đẻ đi chăng nữa thì mẹ cũng không nấu cho con ăn đâu. Nào, tiểu Tần, vào ngồi đi. Tần Lạc đi đôi dép lê trong nhà vào rồi bước vào ngồi lên ghế sofa ở bên trong phòng khách. Vương Cửu Cửu biết Tần Lạc thích uống trà, liền chạy đi pha trà cho Tần Lạc. Còn Trương Nghi Y thì ngồi luôn xuống cạnh Tần Lạc, tủm tỉm nhìn hắn. Tần Lạc bị đôi mắt khêu gợi chằm chằm dí vào mình thì có cảm giác đứng ngồi không yên, muốn chủ động nói gì đó nhưng lại không biết mình nên nói gì. Đều là người một nhà không cần phải xấu hổ thế đâu. Trương Nghi Y nhìn ra được sự quẫn bách của Tần Lạc thì cười an ủi. Làm gì có ạ? Tần Lạc cười nhạt nói. Có điều cô lại thích nhìn bộ dạng e dè này của cháu. Chấm, gạch dưới. Vừa đúng lúc đó Vương Cửu Cửu bê trà đi ra, nghe thấy mẹ nàng nói như vậy thì cáu nói, Trương Nghi Y, đừng có mà dê thế chứ. Tao dê cái gì đâu? Tao dê cái nào? Tao nhìn con rể của tao thì có gì là sai chứ? Không biết ai ngày nào cũng nghĩ đến chuyện gả cho người ta đâu. Nằm mơ còn gọi tên người ta ra nữa, rõ ràng người ôm mình là mẹ mình, vậy mà còn sờ mó lung tung trên người người ta. Trương Nghi Y tức giận phản kích nói. Khuôn mặt Vương Cửu Cửu nghe Trương Y Nghi nói như vậy, thì đỏ lựng lên, liếc trộm Tần Lạc một cái rồi nói, thầy Tần, thầy uống trà. Sau đó lấy tay móc móc ra ý cho Trương Nghi Y, nói, Trương Nghi Y, mẹ lại đây con. Bảo cái này. Xì. Xem ai sợ ai chứ. Trương Nghi Y từ trên ghế sofa đứng thẳng người lên. Sau đó bà như sực nhớ ra một điều gì đó, lại quay ra cười với Tần Lạc rồi nói với giọng hiền hòa. Trìu mến tiểu Tần này, hoa quả ở trên bàn cháu muốn ăn gì thì cứ tự nhiên nhé, cháu có hút thuốc không? Nếu hút thuốc thì nhà cô không có rồi, đều bị cô đốt hết rồi. Chấm, gạch dưới. Tần Lạc ngượng ngùng gật gật đầu, hai mẹ con Trương Nghi Y và Vương Cửu Cửu theo gót nhau đi vào trong bếp. Trương Nghi Y, sao mẹ lại có thể nói chuyện đó ra ngoài được chứ? Mẹ có tin là con sẽ liều chết với mẹ không hả? Vương Cửu Cửu căm hận nói. Con còn nói mẹ dê được thì sao mẹ không nói con dê được chứ? Trương Y Nghi khinh khỉnh đáp. Nhưng vấn đề là mẹ vốn dê mà. Vương Cửu Cửu cũng không vừa nói. Thế chẳng lẽ mẹ không nói đúng sự thật hay sao? Trương Y Nghi nhún vai đáp lại. Có là sự thật đi chăng nữa thì mẹ cũng không được nói ra. Vương Cửu Cửu tức đến phát điên. Con làm thế không phải là bảo mẹ lừa gạt người ta sao? Trương Y Nghi coi như không có gì nói. Không phải mẹ suốt ngày bảo con lừa gạt người ta đó sao? Mẹ là mẹ của con, vì thế nên mẹ mới có tư cách dạy con lừa gạt người. Con đâu phải là mẹ của mẹ đâu, con dựa vào đâu mà dạy mẹ lừa gạt người ta? Trương Nghi tỉnh bơ nói. Chương 454, Nữ Kỵ Sĩ. Con người ta xấu thì chẳng có gì là sợ. Mà chi sợ một điều là mình không biết là mình rất xấu, giống như chị Phượng, chị Phù Dung, chị Tiên Hoa, v.v. những nhân vật xấu như ma có tiếng trên mạng Trung Quốc nhưng lại tự cho mình là xinh đẹp, thỉnh thoảng lại còn thích khoe hàng này nọ, nói chung là mặt dày vô đối. Một người nấu gì đó không ngon không quan trọng, mà cái quan trọng là họ không hề biết rằng cái thứ đồ ăn mà họ kỳ công làm ra đó lại là độc dược. Giống như là mẹ đẻ của Vương Cửu Cửu vậy. Nhưng thật đau khổ là trái lại.
bà ấy cho rằng mình là một nữ chủ nhân hiếu khách, nhiệt tình thì nên chủ động tích cực giúp khách bày bố thức ăn, và gắp thức ăn mời khách. Vì thế mà trong bát của Tần Lạc đầy ắp như một ngọn đồi nhỏ vậy, nào thì là sườn này, móng giò này, gà này, tôm này, v.v. Toàn những thứ giàu protein nhưng khi ăn vào lại làm cho con người ta buồn ói. Còn đau khổ hơn, đó là Tần Lạc vừa phải nhét thức ăn vào miệng, như ăn để chết, vừa phải trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi nọ của Trương Nghi Y. Hắn thầm cầu nguyện bữa ăn này mau kết thúc, chứ nếu không cái tính mạng nhỏ nhoi của hắn coi như tiêu tùng mất. Tôm này ăn ngon chứ? Cô làm đấy, Trương Nghi Y đắc ý nói. Vâng ạ, Tần Lạc phồng mồm trợn má, hắn giờ đây chỉ có thể hàm hồ trả lời như vậy thôi. Món sườn xào chua ngọt này thế nào? Có ngọt quá không? Cô biết cháu là người miền Nam nên đã cố ý bỏ thêm vào đó hai thìa đường đấy. Trương Y Nhi tấm tắc nhìn vào những miếng sườn cháy cạnh trên đĩa, thầm khen mình thật là khéo tay. Ừ, vâng, Tần Lạc gật đầu đáp lại, hắn muốn khóc mà không ra nước mắt. Đó đâu có phải chỉ hơi ngọt thôi đâu, mà là quá ngọt ấy chứ. Không biết trước khi bà cho hai thìa đường đó thì đã bỏ vào trong đó bao nhiêu thìa rồi nữa, mà không biết thìa nhà họ có phải là cái muỗng đựng được nửa cân hay là tám lạng đường nữa. Bạn đã từng uống qua loại mật ong tinh khiết chưa? Đúng rồi, đó, chính là cái vị đó đó. Ngọt kinh khủng, ngọt đến phát lợm giọng. Rau cải này cũng không tồi phải không? Cô xào đấy, Trương Nghi Y vẫn say mê giải thích. Tần Lạc như sắp chết đến nơi đáp. Cô nàng này đẹp chứ? Cô sinh ra nó đấy. Trương Nghi Y chỉ vào Vương Cửu Cửu nói. Tần Lạc trợn tròn mắt. Trương Nghi Y, mẹ nói cái gì thế? Vương Cửu Cửu giận dữ quát lên. Vừa rồi trong nhà bếp mẹ đã hứa với con thế nào rồi? Hứa là không nói ra chuyện thương thầm nhớ trộm của con với người ta ra hả? Trương Nghi Y khoát tay nói tiếp, con cứ coi như Tiểu Tần là thằng ngốc không bằng. Chỉ với cái vẻ mặt mê dai thế kia, lại còn cần đến mẹ giúp con giấu giếm sao? Đến thằng ngốc cũng nhìn ra được, nói xong liền liếc sang Tần Lạc cười đầy ẩn ý. Có phải mẹ lại muốn cãi nhau rồi không? Vương Cửu Cửu không ngoảnh sang nhìn vào Tần Lạc, mà chỉ nhìn chăm chăm vào Trương Nghi Y. Nàng còn rất trẻ nên nàng rất dũng cảm. Nàng theo đuổi vì tình yêu chân chính. Nhưng đó không có nghĩa là nàng mất đi sự e thẹn, rụt rè của một người con gái. Mẹ của mình nói toạc chuyện của hai người ra trước mặt Tần Lạc, làm cho nàng có chút ngượng. Ngùng, vì thế mà theo phản xạ tự nhiên, nàng muốn né tránh nó đi. Mà biện pháp né tránh tốt nhất, đó là cãi nhau với Trương Nghi Y, làm cho bà không còn cách nào tiếp tục đề tài này nữa. Đánh nhau mẹ còn không sợ thì sợ gì cãi nhau cơ chứ? Trương Nghi Y phản bác, mẹ cũng chi là muốn hỏi Tiểu Tần mà thôi. Tiểu Tần này, cháu thấy con bé Cửu Cửu nhà ta thế nào? Rất tốt ạ. Tần Lạc không thể không nói vậy. Vậy sao, cô sinh ra nó đấy? Trương Nghi Y dương dương tự đắc nói, tựa như có thể sinh ra được một đứa con gái như Cửu Cửu thì đó là cái quý giá nhất đáng để bà kiêu hãnh cả đời này vậy. Cô cũng thấy là nó rất tốt, đẹp người. Đẹp cả nết, dịu dàng, lương thiện, đoan trang, hiền thục, dáng dấp cũng không tồi. Ta thường nói thế nào ấy nhỉ, cái cần có thì có, cái không cần có thì không có, công bằng mà nói, cô là mẹ đẻ nó, suốt ngày ở bên cạnh nó mà chẳng có cách nào tìm ra được tật xấu nào của nó cả. Tiểu Tần, cháu thấy thế có đúng không? Trương Y Nhi nói xong liền quay sang Tần Lạc nhìn với con mắt mong đợi. Đúng ạ, Tần Lạc lại gật đầu một lần nữa. Cháu cũng nghĩ là như vậy sao? Cháu cũng nghĩ vậy, Tần Lạc có một dự cảm không tốt, hắn muốn nói sang chuyện khác, liền nói, món gà hấp bia hôm nay rất ngon, ngoài khét trong lại mềm, vào miệng đã tan rồi, không những thế, hai vị bia và gà hòa vào làm một, ha ha, không tồi chút nào. Nghệ thuật làm bếp của cô ngày càng tốt lên đấy, Tần Lạc tự thấy khả năng chém gió của mình thật tài tình. Thật vậy sao, Trương Nghi Y sung sướng nói, vậy thì cháu cưới Cửu Cửu nhà cô đi, thì ngày nào cô cũng làm cho cháu ăn. Chấm, gạch dưới, Tần Lạc nghe xong chỉ muốn tự tát vào mặt mình một cái. Lòng vòng suốt nãy giờ, vậy mà chỉ với một câu nói mà đã bị Trương Nghi Y tóm về chỗ cũ rồi, hơn nữa lại tìm ra được cái cớ hợp lý nhất để hỏi giúp nàng nữa chứ. Không khí trong nhà ăn đột nhiên bị lắng đọng lại. Trương Nghi Y sau khi cân nhắc chuẩn bị kỹ càng câu hỏi rồi hỏi xong thì không nói gì thêm nữa, mắt chớp chớp nhìn Tần Lạc. Vương Cửu Cửu thì cúi gầm đầu xuống. Dùng đũa gặp từng hột cơm đưa lên miệng, vẻ mặt chăm chú như đang kiểm tra số lượng xem có bao nhiêu hột vậy. Tần Lạc nhai đống thức ăn trong miệng một cách chậm rãi. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Cửu Cửu,
như đang nhìn đôi đũa trong tay nàng cứ nâng lên rồi lại đặt xuống vậy. Sao, không đồng ý sao? Trương Nghi Y đợi mãi cả ngày vẫn không lấy được đáp án mà mình mong muốn thì cuối cùng vẫn không kiên nhẫn nổi, lại phải lên tiếng hỏi. Tần Lạc nuốt hết chỗ thức ăn trong miệng, sau đó uống một ngụm nước ấm rồi nói, không phải là không đồng ý mà là không thể. Tại sao lại không thể? Trương Nghi Y ép từng bước một, có thể nhận ra được là, vì hạnh phúc của con gái mình, cho dù mất hết thể diện cũng phải hỏi cho rõ ràng. Bởi vì cháu có vợ chưa cưới rồi, Tần Lạc nói. Lần này hắn không né tránh nữa, hắn cho rằng, nên nói chuyện đàng hoàng về những vấn đề này với Vương Cửu Cửu thôi, chuyện càng để lâu càng khó giải quyết. Ngày trước hắn cho rằng từ chối sẽ làm tổn thương đến thể diện người khác, nhưng với cái xu thế phát triển như hiện nay thì ngày sau sẽ là tổn thương đến lục phủ ngũ tạng mất. Cô biết, Trương Nghi Y gật đầu, cô gái nhà văn nhân mà, cô đã gặp rồi, đẹp lắm, có thể sánh ngang với Cửu Cửu nhà chúng ta. Cô ấy là người khác. Tần Lạc cười khổ. Hắn biết Trương Nghi Y đang cố tình hiểu lầm đề tài. Bởi vì, với cái gia thế của bọn họ thì không thể nào lại không biết được tình hình của mình, cả một cái gia đình chính trị này, nếu mà không điều tra rõ nguồn gốc ngọn ngành ba đời tổ tiên của bạn thì họ sẽ không cho phép con cái nhà họ qua lại với bạn đâu. Họ làm bất cứ điều gì cũng vô cùng cẩn trọng, thà không có bạn còn hơn là bị bạn cho một nhát dao vào sau lưng lúc nào không biết. Người khác, Trương Nghi Y giả bộ kinh ngạc, đôi môi nhỏ nhắn há hốc ra, mắt trợn tròn nói. Vợ chưa cưới mà còn có mấy người cơ à? Câu nói này của Trương Nghi Y rõ ràng là rất lợi hại. Không phải, Mục Nguyệt là được đính hôn từ khi còn bé. Đó là ý của cha mẹ, còn chúng cháu thì chẳng có dự định tiếp tục phát triển mối quan hệ này hơn nữa. Mục đích ban đầu đến Yến Kinh của cháu cũng là vì đến để thối hôn mà. Còn giờ đây cháu và Mục Nguyệt chỉ là bạn thôi, người cháu muốn nói ở đây là một người khác, người này có lẽ Cửu Cửu cũng biết, đó là Lâm Hoán Khê. Ngày trước là giáo viên trong trường Đại học Y khoa Thủ đô. Tần Lạc cố gắng giải thích. Lâm Hoán Khê, Trương Nghi Y nhắc lại cái tên này một lần nữa rồi nói tiếp, tên nghe thì đẹp đấy, thế người thế nào? Rất tốt, Tần Lạc đáp, đối với cháu rất tốt. Thế còn Cửu Cửu thì sao? Trương Y Nghi liếc mắt về phía Vương Cửu Cửu nói. Rất tốt, Tần Lạc đáp. Cái gì tốt? Trương Nghi Y nhướng mày lên hỏi. Cái gì cũng tốt. Tần Lạc bị dồn ép đến độ cảm giác như ngạt thở. Cháu thấy Cửu Cửu có tốt không? Có đối xử tốt với cháu không? Trương Nghi Y có điệu bộ như không hỏi đến tận gốc rễ thì sẽ không chịu buông tha vậy. Người tốt, đối với cháu cũng rất tổ, Tần Lạc không thể không trả lời câu hỏi một cách chính diện. Vậy thì cháu có thích Cửu Cửu không? Thích, Tần Lạc nói, đây không phải là lần đầu tiên hắn nói ra lời này. Lần trước trong một đại hội biểu dương giáo viên, hắn cũng từng nói ra câu này trước mặt vô số giáo viên, học sinh. Một cô gái như Vương Cửu Cửu thì bạn có lý do gì để từ chối cơ chứ? Như những gì mà Trương Nghi Y nói, nàng vừa xinh đẹp, lại lương thiện hiền hòa, dám yêu dám hận. Có lẽ cũng sẽ có người cho rằng, một người con gái như vậy thì có vẻ là hơi chủ động quá. Nhưng, đời người có mấy tí, thoáng cái là hết rồi. Kiếp này bỏ qua rồi thì kiếp sau liệu còn có thể gặp được nữa không? Có những người nguyện cả đời theo đuổi lãng nhãng mang theo luôn cả vào nấm mồ cùng mình. Còn có những người thì chỉ cần trong nháy mắt thôi cũng là quá đủ với họ rồi. Có những lúc, một giây cũng là cả một đời, chỉ cần có được một giây đó thì đã có thời gian của cả một đời người để hồi tưởng nhớ nhung. Đến khi người ta già rồi, râu tóc bạc phơ thì tài sản, quan vị mà cả đời phấn đấu để có được đó còn gì là ý nghĩa nữa. Nào thì mỹ nhân, nào thì những thân hình lõa lồ, còn có gì hấp dẫn với bạn được nữa. Cái mà bạn cảm thấy hưởng thụ nhất, đó chính là hồi ức. Thế thì tốt quá rồi, cháu đã có thể từ chối lần một hôn ước thì cũng có thể từ chối lần hai mà. Trương Nghi Y nói không phải là cô ích kỷ mà bởi vì cô là mẹ của Vương Cửu Cửu. Cháu hiểu ý của cô. Tần Lạc nói tiếp, nhưng, làm thế không được. Sao lại không được, con gái cô không bằng cô gái đó. Trương Y Nghi giả bộ ngạc nhiên nói. Vương Cửu Cửu, hừ, lên một tiếng, rồi kéo tay Tần Lạc đứng dậy, nói, đừng có để ý đến mẹ em. Chúng ta đi ra ngoài đi, cũng không thèm để ý xem Tần Lạc có đồng ý không nữa, nàng ngoắc luôn tay hắn vào rồi lôi đi. Trương Nghi Y ngồi trên ghế nhìn theo bóng của hai người rồi thở dài một hơi sau đó lắc nhẹ đầu lẩm bẩm, cô con gái ngốc nghếch của ta. Phụ nữ cả đời này chỉ có thể đối xử bất công với người khác nhưng có thế nào đi nữa thì cũng không được đối xử bất công với chính mình. Sao con lại không giống mẹ của mình được một chút chứ?
Đại viện trong khu quân đội không được coi là mỹ quan nhưng nhìn đâu ra đấy, tiểu viện vuông vuông vắn vắn, đông đều chẳng khác gì những khối đậu phụ hình vuông cả. Có. Điều là khoảng cách giữa các nhà rất rộng, làm cho những ngôi nhà này nhìn có vẻ đơn thân độc mã mà lại cao ngạo. Gió mát hiu hiu, những chùm sao nhô cao lấp lánh. Đi dưới một nơi dùng để diễn binh rộng lớn như thế này, lại được ngửi mùi hương thơm ngát từ vạn vật của mùa xuân, thì tâm tình của con người ta cũng sẽ yên tĩnh như cái bầu trời đêm này vậy. Em xin lỗi thầy, mẹ em là như vậy đấy. Vương Cửu Cửu phá tan sự yên lặng đang bao trùm giữa hai người. Hai người đi bộ bên nhau được cả nửa tiếng đồng hồ rồi mà không ai chịu lên tiếng nói với người kia câu nào. Không sao, Tần Lạc cười cô là mẹ em mà. Là một người mẹ, thì đều có những ý nghĩ như vậy cả thôi. Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc rồi cười lớn nói, có vẻ như thầy hiểu được hết vậy ấy. Thầy đâu phải phụ nữ đâu mà hiểu được những điều đó chứ. Đem lòng mình ra để cảm thụ tấm lòng người khác, Tần Lạc nói. Vương Cửu Cửu thở dài, nói, y nầm biết đáp án rồi nhưng em vẫn không khỏi chờ đợi. Em đang nghĩ là liệu có một ngày nào đấy, cái đáp án này sẽ bị đạp đổ thì sao? Tiếp sau đó, nàng quay đầu lại, nhìn Tần Lạc nói, thầy Tần, thầy thấy em giống cái gì? Giống cái gì? Tần Lạc ngẩn người ra. Đúng rồi, giống cái gì? Vương Cửu Cửu nghiêng đầu nói. Tần Lạc không thể hiểu nổi Vương Cửu Cửu đang nghĩ gì, vì thế nên không trả lời ngay. Em giống với một nữ kỵ sĩ. Vương Cửu Cửu tự mình nói ra đáp án. Em cưỡi một con ngựa trắng, cầm một thanh gươm sắc nhọn, băng sông vượt núi, bao nhiêu lần công kích. Nhưng vì sao vẫn không mở được cửa trái tim ở nơi thầy? Chương 455, bao vây. Trăng sáng treo lủng lẳng trên trời cao, khuôn mặt của cô gái còn đẹp hơn cả tấm ngọc bích rộng lớn này. Vẻ mặt của nàng có một chút gì đó ưu sầu, một chút gì đó tiếc nuối, nhưng nhiều hơn thế là sự thản nhiên và một nỗi niềm giải thoát. Sự trưởng thành của người đàn ông phải cần đến cả 10 năm, nhưng sự trưởng thành của người phụ nữ thì có thể chỉ cần đến một người đàn ông là đủ. Từ một người con gái vui vẻ, thẳng thắn vậy mà giờ đây thành một người lúc nào cũng có tâm sự đầy mình, thẳng thốt một điều gì đó không yên. Quả thực nàng đã thay đổi rất nhiều, rất nhiều. Nàng không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu. Nhưng nàng cảm kích chính mình khi quen được Tần Lạc, nàng thầm cảm ơn số phận cho nàng được gặp Tần Lạc. Mình đã dồn toàn bộ tình cảm của mình cho anh ấy khi mình đang trong thời đẹp nhất. Không có kết quả, cũng không chờ mong kết quả. Quen biết được nhau, không phải cũng là một việc tuyệt đẹp hay sao? Trong lòng Tần Lạc rối bời, không biết phải trả lời thế nào nữa. Một người vĩ đại nào đó đã từng nói, tình yêu khi không dẫn đến hôn nhân thì là một trò đùa vô bổ. Còn khi không có hứa hẹn gì thì làm sao có đủ dũng khí để nắm tay cô ấy đây? Em thích anh, à không, em yêu anh, Vương Cửu Cửu nói. Tần Lạc hé miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng cứ ngần ngừ khó nói. Vương Cửu Cửu thấy vậy liền chấp lời, anh đừng vội từ chối em như vậy. Đây là lần cuối cùng em nói ra những lời như thế này. Ngày sau, sau nữa em sẽ không nói như vậy nữa đâu, và cũng không chờ mong hay cầu xin điều gì nữa. Ngừng một lát. Nàng lại tiếp tục cười nói, em yêu anh, chỉ là muốn anh biết như vậy, chỉ có vậy mà thôi. Tôi nên nói gì đây? Tần Lạc cười khổ hỏi. Anh không phải nói gì cả. Vương Cửu Cửu nói, em biết anh khó xử, em cũng chưa từng nghĩ là em sẽ là người thay thế. Em chỉ là Vương Cửu Cửu của anh. Một Vương Cửu Cửu độc nhất vô nhị. Vương Cửu Cửu ngước mắt lên nhìn Tần Lạc, nói với một giọng vô cùng chân thành, vô cùng khẩn thiết. Đúng vậy, em là Vương Cửu Cửu. Chẳng có ai giống em được cả. Tần Lạc gật đầu nói. Trong lòng hắn, Vương Cửu Cửu chính là Vương Cửu Cửu, một Vương Cửu Cửu duy nhất. Vương Cửu Cửu giang tay sang hai bên, để mặc cho gió lùa vào lồng ngực, nói, thời tiết thật đẹp. Nếu anh không muốn quay về tiếp nhận những thứ đồ ăn độc hại của Trương Nghi Y thì hãy để em dẫn anh đi hóng gió nhé. Được thôi, Tần Lạc gật đầu, hắn thực sự là không muốn quay về ăn cả cái bàn đầy dãy thức ăn mà Trương Nghi Y đã kỳ công nấu chút nào. Nếu làm thế thì quả thực là quá tàn nhẫn đối với mình. Hắn vốn là định ăn xong cơm là về nhà, nhưng nếu Vương Cửu Cửu đưa ra yêu cầu như vậy thì hắn cũng khó mà từ chối được. Hơn nữa, dưới tình huống cự tuyệt nàng một lần rồi lại cự tuyệt thêm lần nữa thì thực sự là quá nhẫn tâm, làm như vậy thì quả thật là một sự hành hạ không hơn không kém. Tần Lạc nghĩ bụng, có lẽ đây sẽ là một kết cục tốt nhất. Bạn bè, một tình bạn như mình và Mục Nguyệt vậy, đó cũng là một việc không tồi chút nào. Một người con gái lương thiện thì nên được hưởng hạnh phúc.
và cái hạnh phúc đó thì mình không phải là người có thể cho Vương Cửu Cửu được. Em đi lấy xe, Vương Cửu Cửu phấn khởi nói. Được, tôi đợi ở cổng, Tần Lạc đáp lại. Vương Cửu Cửu quay người đi lấy xe, còn Tần Lạc thì đi một mình ra đến cổng chỗ trạm canh gác. Lúc này, có một chiếc Mercedes-Benz tiến lại gần. Hàng chữ đỏ trên biển số xe cũng đủ để nói lên thân phận của chủ nhân nó rồi, thậm chí đến binh lính cạnh gác ở trạm cũng không ngăn lại hỏi han gì cả. Khi xe đi ngang qua thì ông ta liền đứng thẳng người lên, sau đó cung kính đưa tay lên chào theo kiểu quân đội. Chiếc Mercedes-Benz lướt qua người Tần Lạc rồi lại chậm chậm lùi về phía sau, sau đó dừng lại bên cạnh Tần Lạc. Cánh cửa kính trên xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt mà Tần Lạc đã quá đỗi quen thuộc. Bạch Tàn Phổ. Tên Bạch Tàn Phổ điên, chính là tên Bạch Tàn Phổ, người mà bị Tần Lạc cầm chai rượu gõ cho nát đầu. Vẻ mặt Bạch Tàn Phổ vẫn là điệu bộ không coi ai trong thiên hạ là gì, hai mắt hắn hơi nheo lại, miệng hơi nhếch lên, điệu cười nhạt làm cho người ta cảm giác khó chịu, rồi nói, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi nghĩ chắc chắn là anh không muốn thấy tôi chút nào. Tần Lạc cười nói, hắn không ngờ là lại gặp tên này ở đây, nếu không cần thiết. Hắn thực sự là không muốn có bất kỳ qua lại gì với hai người đàn ông của Bạch gia và người đàn ông đó của Tần gia. Họ không phải là những nhân vật cùng đẳng cấp, chơi cũng không phải là cùng một trò chơi. Không sai, Bạch Tàn Phổ chỉ vào đầu mình rồi tiếp tục nói, tôi vẫn còn nhớ chứ. Người khác cũng đang giúp tôi nhớ đó, chỉ là không biết ngày sau có cơ hội nào đền đáp lại hay không thôi. Tần Lạc nghe ra được sự phẫn nộ và thù hận trong lời nói của hắn ta, liền nói, sẽ có cơ hội thôi. Bạch Tàn Phổ gật gật đầu nói, chỉ mong là vậy. Có điều, nghe nói là anh lại đắc tội với thái tử ở Lan Đình phải không? Tôi không biết ai là thái tử cả. Tần Lạc nói, nghĩ bụng, chuyện ở Lan Đình cuối cùng thì cũng bị truyền ra bên ngoài. Với cái tính cách chết vì sĩ diện đó của thái tử thì e rằng sẽ quyết không từ bỏ ý đồ đâu. Bạch Tàn Phổ nhếch mép lên cười nói, nhắc nhở anh một tiếng. Thái tử không dễ ăn nói như tôi đây đâu. Sẽ không vì miếng thẻ bài anh đưa ra mà để mặc anh thích làm gì thì làm đâu. Nói cho cùng thì thái tử vẫn là thái tử, còn anh thì chỉ là một thằng mạo nhận mà thôi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, Tần Lạc gật đầu nói. Bạch Tàn Phổ cười cười, sau đó cánh cửa kính xe từ từ kéo lên, rồi chiếc xe rời về phía xa, Tần Lạc nhìn theo bóng dáng con Mercedes-Benz khuất về phía xa, lộ rõ vẻ mặt suy tư. Không thể nói là lời nhắc nhở của Bạch Tàn Phổ không phải là sự thật. Thái tử không phải là người dễ dàng bỏ qua như vậy. Nếu không ai biết đến sự kiện Lan Đình, thì nể mặt Long Vương hoặc Long gia, thái tử có lẽ sẽ tạm thời nhẫn nhịn mà làm lắng đọng nó đi, nhưng việc này một khi đã bị lộ ra ngoài rồi thì chẳng khác nào đã ép thái tử vào một con đường khác, nếu hắn ta không đòi lại công lý cho mình thì hắn sẽ bị mất hết uy tín và danh dự. Bị một tên vô danh tiểu tốt dùng mũi súng chĩa vào mình uy hiếp mà không biết phải làm sao. Một thái tử như vậy còn là thái tử nữa không đây? Rất nhanh sau đó, một chiếc xe màu đỏ từ từ tiến lại gần. Lên xe, Vương Cửu Cửu ngồi ở ghế điều khiển vẫy tay với Tần Lạc. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vui tươi của nàng mà Tần Lạc có chút do dự, nhưng rồi vẫn cười cười mở cửa xe. Tốc độ lái của Vương Cửu Cửu không hề kém nhanh, kém xa những cảnh ghê gớm mà hắn chứng kiến trên TV hay trong phim. Nàng lái xe về hướng ít người qua lại. Hưởng thụ toàn bộ cái cảnh về đêm và cơn gió hiu hiu lạnh của buổi tối ngày hôm nay. Anh là người khách thứ hai của chiếc xe này, Vương Cửu Cửu cười nói. Vậy người thứ nhất là ai? Là Tiểu Hoa, khi xe vừa mới được mua về, em còn muốn chở anh đi hóng gió cơ, nhưng không ngờ anh lại bị thương phải nhập viện nên em đã chở Tiểu Hoa đi đến viện thăm anh. Vì vậy mà anh đã trở thành người thứ hai. Mái tóc dài của Vương Cửu Cửu tung bay trong gió. Những đường nét uốn lượn trên khuôn mặt nàng hiện lên một vẻ mỹ miều, gợi cảm. Tôi cũng chuẩn bị học lái xe, Tần Lạc nói. Được đấy, em dạy anh, bắt đầu từ ngày mai. Đáng tiếc là bây giờ thì không được, Tần Lạc lắc đầu, trong những ngày tới, tôi phải đi sang châu Âu một chuyến. Hả, châu Âu, Vương Cửu Cửu kinh ngạc nói. Sao lại phải đi rồi? Lần này là vì chuyện gì? Lâu lắm anh không đến trường rồi, mọi người đều rất nhớ anh đấy. Nhớ lại đám học sinh đáng yêu của mình, Tần Lạc cũng cảm thấy vô cùng áy náy, liền quyết định, dù thế nào đi chăng nữa thì trước khi đi châu Âu cũng sẽ phải đến trường thăm chúng một chuyến. Hắn liền nói, đi giải quyết việc sinh tồn của Trung Dược ở châu Âu. Ngày mai đi, ngày mai tôi sẽ về trường một chuyến. Tốt quá, bọn họ sẽ vui mừng lắm đó. Em phải giữ bí mật này đã,
sau đó anh hãy cho bọn họ một sự bất ngờ. Vương Cửu Cửu sung sướng nói. Tần Lạc cười nói, tôi gặp Bạch Tàn Phổ. Vừa xong, ở đâu cơ? Ở ngay trước cổng sân vào. Ở đại viện ấy à? Bạch Tàn Phổ chạy đến đó làm gì không biết? Vương Cửu Cửu khó hiểu hỏi lại. Cái này thì tôi cũng không rõ. Tần Lạc nói. Anh ta tự mình lái xe đến sao? Không, là xe của quân đội. Còn có một người nữa ngồi bên cạnh anh ta. Số xe là bao nhiêu? Vương Cửu Cửu thắc mắc. Tần Lạc sau khi nói ra biển số xe thì Vương Cửu Cửu liền trầm ngâm hồi lâu rồi nói. So với hai người đàn ông trong Bạch gia với nhau thì chú Phùng coi trọng Bạch Tàn Phổ hơn. Anh ta nói cái gì rồi sao? Không nói gì cả, Tần Lạc nói. Hắn không muốn nói ra sự việc, vì như thế sẽ phá hỏng tâm tư của nàng lúc này. Hắn nhìn ra được là tâm tình nàng tối nay không được tốt, cho dù nàng vẫn một mực cười nói, nhưng khi nào im lặng thì nỗi buồn phiền hiện lên rõ rệt, không tài nào che đậy nổi. Thế thì không cần phải để ý đến anh ta, em hát cho anh nghe nhé, Vương Cửu Cửu cười nói. Thế rồi, ở nơi thôn quê đồng không mông quạnh, trong tiếng gào thét của gió đêm, giọng hát nghe có phần nghịch ngợm, lại có phần lười biếng của một cô gái vọng lại. Vòng tròn đen như mực ở trong mắt em. Nhìn vào anh em muốn biết anh đang nghĩ gì. Anh thần bí tựa như đảo Sicily vậy. Còn em thì hiếu kỳ như một con mèo nhỏ. Có người nói hiếu kỳ sẽ làm cho người ta trở nên ngốc nghếch. Tần Lạc không phải lần đầu tiên nghe bài hát này. Lần trước sinh nhật Tiểu Hoa, khi hắn dẫn cả lớp đi hát thì Vương Cửu Cửu cũng hát bài này. Khi đó, lòng ái mộ của Vương Cửu Cửu đối với Tần Lạc cũng vô cùng rõ ràng. Vì việc xung đột giữa Tần Lạc và người ta mà Vương Cửu Cửu không những đã gọi xe quân đội đến, mà còn gọi cả mẹ Trương Nghi Y của mình đến nữa. Tất nhiên, là trên thực tế thì Trương Nghi Y chỉ vì muốn con gái bà lấy le trước mặt bạn bè mà đã kêu cả một xe quân đội đến. Vậy nên sự việc này khi được truyền từ miệng các bạn học của nàng thì nó đã trở thành một việc để ghi nhớ luôn bài hát đó. Sau khi bài hát kết thúc thì Tần Lạc liền hỏi, vì sao mà em lại thích bài hát này vậy? Bởi vì nó hay mà. Anh không thấy bài hát này làm cho người ta có cảm giác ngọt ngào sao? Đàn ông thì giống chó, còn phụ nữ thì giống mèo. Người đàn ông thì cao to, có tính tấn công, còn phụ nữ thì lại thích cuộc sống đơn thuần giản dị. Hì hì, câu này là em xem ở trong một quyển sách đấy, không phải là em nói đâu. Tần Lạc cũng cười theo. Brum brum. Tiếng động cơ từ đằng sau truyền đến, một chùm ánh sáng chói mắt từ đâu hóng tới, thắp sáng cả một bầu trời đêm. Tần Lạc và Vương Cửu Cửu ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy có không biết bao nhiêu chiếc Việt dã đang phóng nhanh tới. Giống như là những con báo hoang đang vồ đến con mồi mà mình nhắm được. Ở cái ngoại ô hoang vu hẻo lánh này mà đột nhiên lại xuất hiện những chiếc xe như vậy thì quả là không bình thường chút nào. Trong lòng Tần Lạc và Vương Cửu Cửu đều có một dự cảm không tốt lành. Không thể để bọn họ bắt được, Vương Cửu Cửu nói, sau đó nàng nhấn chân ga, chiếc xe đua BMW màu đỏ vụt bay về phía trước. Tăng tốc một cái thì đã nhanh chóng bỏ xa những chiếc xe quân đội lại sau lưng. Xoẹt! Lại bị một chùm sáng nữa hất vào mắt, chói đến độ làm cho ta không thể mở mắt ra. Lần này, chùm ánh sáng đến từ phía trước. Trước sau tập kích, họ bị bao vây vào chính giữa. Chương 456, tội mưu sát. Két! Vương Cửu Cửu dẫm mạnh phanh xe, cho xe đỗ ở giữa lòng đường. Đằng sau thì có truy binh, đằng trước thì có người chặn lại. Hơn thế nữa, đối thủ còn nắm rõ hành tung của bọn họ, đã sớm đặt sẵn bẫy ở nơi đây. Những chiếc xe này đã sớm dừng ở đây để đợi bọn họ tự chui đầu vào giỏ, đợi đến khi bọn họ tiến đến gần rồi thì mới bật đèn hiện thân. Hai bên lề đường thì đều là rãnh sâu, không có con đường nào khác để cho bọn họ chọn lựa. Không, bọn họ căn bản là không có sự lựa chọn nào khác. Thật không thích cái cảm giác này chút nào. Vương Cửu Cửu phẫn nộ dùng tay cào cào lên đầu nói. Gan chúng lớn thật đấy. Xem ra hắn ta bị chọc cho nổi giận rồi. Tần Lạc nheo mắt nhìn ra tứ phía, suy nghĩ xem mình và Cửu Cửu còn có khả năng thoát khỏi nơi này hay không. Em không tin hắn ta dám giết người. Vương Cửu Cửu sát khí đằng đằng nói. Trong lúc nói thì nàng đã thò tay vào túi lấy điện thoại ra gọi. Brum, brum. Những chiếc xe đuổi theo ở phía sau dừng lại bên cạnh bọn họ, nhưng xe vẫn để máy, bất kể lúc nào cũng có thể phát động truy đuổi lần nữa. Bọn họ vô cùng cảnh giác, cho đến giờ phút này đây mà bọn họ vẫn không một chút khinh thường. Quả không để cho hai người thoát ra khỏi vòng vây. Cạch cạch cạch, cửa xe được mở ra, một tốp người mặc áo đen nhảy xuống từ hai xe. Tổng cộng có 6 người đàn ông, bên trái 3 người, bên phải 3 người,
phân thành hai nửa, quây chiếc xe BMW thoạt nhìn có vẻ nhỏ gọn của Vương Cửu Cửu lại một cách nghiêm ngặt, cẩn mật. Là ai đã phái các người đến đây? Vương Cửu Cửu quay người, nhìn vào đám người mặc đồ đen hỏi. Vương tiểu thư, việc này không liên quan gì đến cô cả. Người đàn ông cầm đầu mặc đồ đen lên tiếng nói. Thân hình của hắn cao to lực lưỡng, phải đến 1m9 trở lên mất. Mặt ngăm đen, mũi diều hâu, ánh mắt âm u lạnh lẽo, hắn nói với giọng điệu hung hãn như kiểu người ta có mối ân oán sâu nặng lắm với mình vậy. Vậy thì có liên quan đến ai? Tần Lạc. Việc của anh ấy chính là việc của tôi. Nói đi, ai phái các người tới đây? Vương Cửu Cửu hỏi lại một lần nữa. Nàng còn lâu mới để mặc cho bọn chúng đem Tần Lạc đi. Vương tiểu thư, rất xin lỗi cô. Chúng tôi chẳng có lý do gì để mà trả lời câu hỏi này của cô cả. Người đàn ông mặc áo đen quay sang phía Tần Lạc, nói, Tần Lạc tiên sinh, chúng tôi tình nghi anh có liên quan đến một vụ mưu sát. Mời anh đi cùng chúng tôi một chuyến. Mưu sát, tôi giết ai rồi chứ? Tần Lạc cười nhẹ, thầm nghĩ, tên thái tử kia quả thật là ghê gớm. Không động đến thì thôi, mà đã động đến thì đáng sợ. Vừa mới ra tay mà đã cho người ta vào tội mưu sát. Hắn ta muốn một chiêu giết chết kẻ địch hay sao? Nhưng như vậy liệu có gấp gáp quá không? Trình Kiến Quân. Trình Kiến Quân là ai? Tần Lạc hiếu kỳ hỏi. Hắn không tin là thái tử có thể đặt một vụ án dễ người vốn không liên quan đến mình lên đầu mình. Nhân viên thu thập thông tin điều tra tình báo ở Lan Đinh tin tức. Người đàn ông mặc đồ đen nói. Thế thì có liên quan gì đến tôi? Tần Lạc vẫn không thể hiểu nổi. Tôi quen anh ta sao? Đúng vậy. Người đàn ông mặc đồ đen dùng ánh mắt hung dữ của mình nhìn chằm chằm vào Tần Lạc. Xem ra, tôi phải giải thích cho anh một chút mới được, anh ấy chính là người đã bị các người đánh chết ngay ở trên đường quốc lộ. Đợi đã, Tần Lạc kinh hãi nói anh ta chết rồi. Không sai, trọng thương mà chết, đã được đưa đến bệnh viện nhưng không còn cách gì cứu chữa nên đã tử vong. Không thể như thế, làm sao có thể chết được, Tần Lạc nói, hắn không phải là một sát thủ nhưng hắn là một bác sĩ. Những việc như khám bệnh cứu người này thì chẳng có ai có thể chuyên nghiệp hơn hắn được cả. Hơn thế nữa, Ly còn là một người phụ nữ biết chừng mực. Mặc dù nàng ra tay tàn nhẫn, độ sát thương đó thì quyết không thể làm cho người ta phải chết được. Từ đầu đến cuối, Ly đều không hề dùng đến vũ khí lợi hại gì, chỉ là muốn cho anh ta một bài học cảnh cáo mà thôi. Nếu nàng không nghĩ đến chuyện giết người thì người đó nhất định sẽ không chết được. Cũng giống như nàng dùng dao chặt hết cả hàm răng của tên sát thủ đó mà lại không hề làm thương đến đầu lưỡi của hắn ta vậy. Ly là một cao thủ dùng cực hình. Nàng làm sao có thể phạm phải một sai lầm như vậy được chứ? Đi giết một người quân nhân tại ngũ. Chắc chắn là vụ oan, một vụ vụ oan trần trùng trục. Chúng tôi cũng hy vọng là điều đó không thể xảy ra. Người đàn ông đó nói, vẻ mặt bi thương của anh ta không giống với giả bộ chút nào. Xem ra người đã chết đó có quan hệ mật thiết với anh ta. Nhưng, anh ấy đã chết thật rồi. Tôi nghĩ là, rất nhanh thôi, chúng tôi có thể chứng minh rõ cho anh biết điều này. Bây giờ thì xin mời anh đi cùng chúng tôi một chuyến. Không, anh ấy không thể đi cùng các anh. Vương Cửu Cửu nói, tôi phải tìm luật sư. Anh ấy phải nhận được sự đồng ý của luật sư thì mới được đi cùng các anh. Vương tiểu thư, tôi nghĩ là cô đã nhầm rồi. Đây là việc trong quân đội chúng tôi. Thì tất nhiên việc xem xét ra quyết định sẽ do bên bộ quân đội chúng tôi xử lý. Chúng tôi không cần đến luật sư. Vậy thì phải có người của bộ quân đội đi cùng mới được. Tôi không nhận được mệnh lệnh nào như vậy cả. Đại hán mặc đồ đen nói. Mệnh lệnh mà tôi nhận được đó là, mời Tần Lạc tiên sinh đi về hỗ trợ việc điều tra với chúng tôi. Anh nhận được mệnh lệnh từ ai? Ủy ban kỷ luật Lan Đình. Chấm, gạch dưới. Vương Cửu im lặng không nói gì. Đó là địa bàn của thái tử, nhà họ Vương rất khó mà có thể nhúng tay vào được. Đây cũng chính là nguyên nhân mà nàng phải cố gắng di rời bạn của Tần Lạc là Lăng Tiếu đi. Vì nàng biết nội bộ bên trong như thế nào, nàng không dám cam đoan tình hình an toàn của bọn họ ở đó. Tôi đã gọi điện thoại rồi, lát nữa sẽ có người đến đây nói chuyện với mấy người về việc này. Vương Cửu Cửu tháo dây an toàn ra, đẩy cửa xe rồi bước xuống dưới, nói. Theo tôi nghĩ thì đây là một sự hiểu lầm, Tần Lạc không thể nào giết người được. Mặc dù nàng không hiểu được nguyên do nhưng nàng tin Tần Lạc, tựa như là tin vào chính bản thân mình vậy. Nàng biết hắn sẽ làm những gì và những việc gì thì hầu không bao giờ động đến. Nếu sự việc quả thực là như vậy thì chúng tôi sẽ trả lại sự trong sạch cho anh ấy.
Anh ấy là bạn của Vương tiểu thư, chúng ta không được làm bậy. Người đàn ông áo đen nói. Anh ta phất mạnh tay một cái, nói, đưa đi. Ai dám, trong tay Vương Cửu Cửu đột nhiên có thêm một khẩu súng nhỏ màu bạc sáng quắc. Nàng dùng súng dí thẳng vào người đàn ông cầm đầu, sẵn giọng quát. Người đàn ông bận đồ đen ngẩn người ra một lát, rồi cười nhạt nói, Vương tiểu thư, ông nội cô là quân nhân, cha cô cũng là quân nhân. Cô sinh ra trong một gia đình quân nhân như vậy thì cô phải hiểu hơn ai hết, đó là cái mà người quân nhân không sợ nhất chính là súng đạn. Hắn liếc nhìn khẩu súng nhỏ trên tay Vương Cửu Cửu một cái rồi nói, súng lục Elizabeth được chế ở Anh. Đẹp mà lại dễ dùng, tầm bắn xa, nhưng đáng tiếc, bên trong chỉ có 5 viên đạn. Người đàn ông mặc đồ đen vừa nói vừa bước tới bên Vương Cửu Cửu, nói, chúng tôi có 12 người đến đây cơ. Cho dù mỗi một viên đạn của cô đều không lãng phí, thì cũng chỉ có thể làm bị thương được 6 người mà thôi. Cô muốn giết chết hết tất cả chúng tôi sao? Nếu cô đã quyết định làm như vậy rồi thì hãy làm luôn đi. Hắn cho tay vào trong người, lấy ra một khẩu súng lục màu đen nhắm thẳng vào đầu Tần Lạc. 5 tên thủ hạ cũng như nhận được mệnh lệnh, đồng thời rút súng ra nhắm thẳng vào Tần Lạc. Hai bên đối mặt với nhau, đại chiến sắp sửa bùng nổ. Vương tiểu thư, cô muốn nổ súng sao? Người đàn ông bận đồ đen nói với giọng ép người một cách quá đáng. Vương Cửu Cửu tiến thoái lưỡng nan. Nếu nổ súng thì sự việc sẽ được làm lớn, đến lúc đó thì không những không cứu được Tần Lạc, mà đến bản thân mình cũng bị dính vào bên trong. Hơn nữa, tội danh giết quân nhân là vô cùng lớn. Cho dù bối cảnh nhà nàng có thâm hậu đến mấy thì cũng khó mà giải quyết sự việc này một cách êm đẹp được. Tất nhiên những đối thủ đó cũng không thể để mặc cho bạn có thể giải quyết sự việc một cách ổn thỏa được. Bọn chúng không khác con cá sấu trốn dưới đáy hồ, khi bạn bị thương. Ở vào giai đoạn yếu ớt nhất thì nó sẽ cắn cho bạn một nhát. Cho dù không thể ăn tươi nuốt sống bạn được thì nó cũng phải xé rách một miếng thịt của bạn ra. Đây là một sự lựa chọn cực kỳ ngu xuẩn và cũng là một sai lầm mà đối thủ của bạn hy vọng bạn phạm phải nhất. Còn nếu không nổ súng thì nàng không thể bảo vệ được cho Tần Lạc. Nếu cô không nổ súng thì e rằng Tần Lạc tiên sinh phải đi cùng chúng tôi một chuyến rồi. Người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng nói, đưa anh ta đi, Tần Lạc tiên sinh. Xin anh đừng có động tĩnh gì vội, nếu không, chúng tôi sẵn sàng bắn chết anh ngay tại đây. Các người có thể đưa anh ấy đi, không phải bây giờ. Vương Cửu kiên định nói, nàng vừa gọi xong điện thoại rồi, người của nàng đang trên đường đến đây. Nếu có người của mình đi cùng thì Lan Đình mới không dở trò gì được. Bất luận đó là cảnh sát hay là quân đội, thì thủ đoạn hành hạ phạm nhân của họ nhiều không kể xiết. Người khác không biết chứ nàng thì biết rất rõ. Khi còn bé... Những đứa trẻ trong đại viện còn kể ra những kiến thức mà mình biết được một cách dương dương tự đắc. Chỉ trong khoảng thời gian là 10 phút thôi, thì bọn họ có thể hành hạ một người làm cho người ta sống cũng không nổi, mà chết cũng không xong. Đưa đi, đại hán mặc đồ đen lại ra lệnh một lần nữa. Các người dám, Vương Cửu Cửu xông ra ngăn lại. Nàng biết, Tần Lạc chẳng có cách nào phản kháng lại được, bởi vì những người này chắc chắn sẽ nổ súng ngay, nhưng bọn chúng chưa chắc gì đã dám làm tổn thương đến mình. Ngăn Vương tiểu thư lại, người đàn ông bận đồ đen hét lên. Thế là có hai người mặc đồ đen xông về phía Vương Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu vứt khẩu súng trong tay mình ra, sau đó cho luôn gã đàn ông mặc đồ đen xông đến bên mình đầu tiên một quyền. Không ngờ tốc độ phản ứng của gã lại nhanh đến vậy, gã né sang một bên như cá bơi trong nước vậy, rồi chỉ lướt một cái đã đến sau lưng Vương Cửu Cửu rồi lại một lần nữa hai người từ hai bên tiến lại, kẹp Vương Cửu Cửu ở giữa. Rất nhanh đã hàng phục được Vương Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu cũng biết chút quyền trong quân đội, nếu để đối phó với khoảng 2-3 người đàn ông thông thường thì chẳng có vấn đề gì, nhưng nếu gặp phải những quân nhân có kinh nghiệm chinh chiến đầy mình thì còn kém xa. Bỏ ta ra, Vương Cửu Cửu giãy giụa hét lên. Cửu Cửu, tôi đi với họ một chuyến. Tần Lạc lo Vương Cửu Cửu sẽ bị thương nên từ bên phụ lái đứng thẳng dậy nói. Tần Lạc, anh không được đi cùng bọn chúng sẽ đánh anh đấy. Vương Cửu Cửu lo lắng hét lên. Tần Lạc cười khổ, nói, tôi cũng không muốn, nhưng họ không đồng ý mà. Kỳ thực, Tiểu Hắc vẫn ở trong người Tần Lạc, nhưng hắn thậm chí còn không rút nó ra dùng. Nếu lúc này mà rút súng ra để phản kích, thì mặc dù có thể thoát được cái tội danh mưu sát kia thì rất có thể lại rơi vào cái cạm bẫy nãy, ai mà có thể khẳng định được, đây không phải là một cạm bẫy mà người ta đã bày bố sẵn chứ. Lấy tính mạng ra để làm mồi dụ. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là có thể rơi vào vực sâu, chết cũng không có chỗ chôn ngay lập tức. Anh là một người thông minh đấy,
người đàn ông đầu tiên nói với giọng châm chọc. Tôi thực sự hoài nghi Trịnh Kiến Quân không phải là anh giết. Vốn cũng không phải là tôi giết. Những lời này anh giữ lại đến khi nào lên tòa án quân sự nói đi. Người đàn ông cầm đầu phất tay một cái rồi nói. Đưa anh ta đi, nếu anh ta dám làm gì sằng bậy thì lập tức bắn chết. Vâng, ba người đàn ông mặc đồ đen đáp lại. Sau đó một người phía trước và hai người phía sau, ba người áp giải Tần Lạc đi đến chiếc xe Việt dã màu xanh mà bọn họ vừa mới lái đến. Đợi đến khi chiếc xe áp giải Tần Lạc rời khỏi đó rồi thì hai người đàn ông mới buông Vương Cửu Cửu ra. Vương Cửu Cửu xoa xoa hai bả vai đau nhức của mình, sau đó nhân lúc bọn họ không đề phòng thì cho người đàn ông đứng cạnh một bạt tai, tức giận chửi, ai cho mày chửi ông của tao thế? Mày dựa vào cái gì mà chửi ông tao hả? Vừa chửi vừa tấn công lần nữa, tiếp đó thì người đàn ông khác cũng gặp nạn theo. Mày dựa vào đâu mà chửi ông tao? Ông ấy làm gì chúng mày rồi? Hai người bốn mắt nhìn nhau, bọn họ chửi người lúc nào? Hơn nữa còn chửi ông của Vương Cửu Cửu, một trong những người già được tôn kính nhất Trung Quốc. Vương Cửu Cửu tiếp tục cho bọn họ thêm mấy bạt tai, thế rồi cũng cảm thấy làm vậy với mấy người này thì chẳng có ý nghĩa gì, bèn nhảy lên chiếc xe đua của mình, sau đó khởi động xe và đuổi theo chiếc xe quân đội phía trước. Chương 457, Long Chi Nộ. 1. Với một người có độ nhận định phương hướng một cách kém cỏi như Tần Lạc cũng có thể nhìn ra, chiếc xe quân đội chở hắn không đi đường tiến vào thành phố, cũng không phải đi về hướng đến Lan Đình, mà là đi về phía nam, đi lên đường cao tốc ra khỏi thành phố. Rõ ràng là bọn họ muốn đưa mình ra khỏi Yến Kinh, sau đó tìm một địa điểm để xử lý. Đến lúc đó, trời thì cao, hoàng đế thì ở xa, có thẩm vấn thế nào thì cũng tùy ý theo bọn họ hết cả. Tần Lạc nghĩ bụng, mình thực sự là đã xem thường lòng quyết tâm và khả năng của thái tử. Thông thường mà nói, thì càng ở vị trí cao thì người ta lại càng biết giấu kín sự việc trong lòng, vậy mà thái tử lại không có tật xấu này. Về điểm này, Tần Lạc thực sự đánh giá cao hắn ta. Tần Lạc ngồi ở ghế phía sau của chiếc xe Việt dã, hai bên trái phải đều có một người đàn ông mặc đồ đen canh chừng. Họ không hề dùng đến những công cụ như còng tay đối với Tần Lạc, mắt thẳng về phía trước không một cảm xúc gì cả, căn bản là không có bất kỳ giao tiếp gì với hắn cả. Đối với tình hình khi nãy, khi mà Vương Cửu Cửu giao đấu với họ mà nói, thì Tần Lạc muốn chạy trốn cũng không phải là một việc gì khó khăn, nhưng hắn biết rằng, bọn họ sẽ nổ súng bắn chết hắn. Nghĩ đến đây, Tần Lạc lại nhớ đến câu chuyện Điền Kỵ Tái Mã mà Vương Cửu Cửu nói với mình. Nếu một con ngựa thượng đẳng như mình mà đi đặt cược cả tính mạng của mình với một đàn ngựa hạ đẳng như thế này thì nhất định sẽ bị người ta chửi là ngu xuẩn cho xem. Đừng có tin những câu chuyện nói vớ vẩn như thế, trên thế giới này người với người bình đẳng, đó là cái máy tuyên truyền dùng để lừa gạt bạn đó. Trong cái thế giới này, thì người vốn được phân thành 369, v.v. Bạn có thể không tin, thì bạn có thể thử phản bác lại xem sao. Nếu cái mạng nhỏ bé này của mình thực sự là sẽ mất trong tay những người này, phải nói lời chia tay với thế giới phồn hoa và những cô nàng xinh đẹp thì quả là một chuyện thương tâm, làm người ta phải thấy nuối tiếc. Tần Lạc không muốn chết. Không sợ, người đàn ông to lớn ngồi ở ghế phụ lên tiếng hỏi. Hắn ta là thủ lĩnh của đám người này, và cũng là người phụ trách chính trong hành động lần này, hắn vẫn ngồi đó hút những điếu thuốc không có logo và luôn quan sát thái độ của Tần Lạc qua kính chiếu hậu. Không sợ. Tần Lạc gật đầu nói. Vì sao vậy? Người đàn ông hỏi. Trung Quốc của chúng ta có một câu nói, đó là, không làm gì có lỗi với lương tâm thì không sợ quỷ đến tìm vào lúc nửa đêm. Tần Lạc hơi nhếch mép lên, thể hiện một thái độ vô cùng thản nhiên, thoải mái, nói, những kẻ xấu xa thì dưới thanh thiên bạch nhật, tất yếu sẽ bị tan thành mây khói mà thôi. Còn những kẻ chuyên đi dùng thủ đoạn để lừa gạt người khác thì sẽ nhận được báo ứng cả thôi. Trình Kiến Quân là thuộc hạ dưới quyền của tôi và cũng là người anh em của tôi. Người đàn ông thở một lọn khói ra rồi nói. Tần Lạc gật gật đầu tỏ vẻ là hắn nghe hiểu được. Cậu ta đúng là đã chết rồi. Anh ta không nên chết. Nhưng giờ đây cậu ta thực sự là đã chết rồi. Tần Lạc nheo hai mắt lại, nói, thế là các anh khẳng định tôi là hung thủ. Anh là đồng lõa, người đàn ông nói, hung thủ là một người khác, cô ta là người trực tiếp tấn công cậu ấy. Có vô số người chứng kiến việc này. Tần Lạc suýt chút nữa thì không nhịn nổi phá lên nói, các anh đã biết được hung thủ là một người khác, thì sao các anh lại không cho người đi bắt cô ấy đi? Sao chỉ bắt có một mình tôi thế này? Không công bằng chút nào. Người đàn ông quăng đót thuốc từ trên tay mình xuống, sau khi lăn vài vòng trên mặt đất thì rất nhanh đã biến mất tăm mất tích ở đâu đó.
Hắn ta quay ra nhìn Tần Lạc nói, tôi biết là anh đang cười cái gì. Tôi thừa nhận, cô ấy đúng là khó đối phó hơn anh một chút, lòng tức đúng là không dễ dây vào chút nào. Nhưng, như thế thì đã làm sao chứ? Chúng tôi đứng trên chữ công lý, có lý rồi thì chúng tôi mới dám bắt anh. Có lý, thì chúng tôi mới dám cản lại xe của con gái thủ trưởng, có lý rồi thì chúng tôi mới dám nổ súng, ví dụ như trong trường hợp vừa rồi nếu anh chạy trốn. Vì sao tôi lại phải chạy trốn? Tần Lạc hỏi lại. Có thể, anh cho rằng mình là thiên hạ vô địch, không ai trêu chọc gì đến anh cũng nên. Người đàn ông tự cho là mình đã nói một câu nói hài hước, sau đó ngồi cười nhạt ở một bên. Tôi sẽ không đi đâu cả, Tần Lạc vừa cười vừa lắc đầu nói tiếp, tôi đợi để xem trò vui. Trò vui gì? Một trò vui đặc sắc, Tần Lạc cười nói, có lẽ anh cũng biết rõ là tôi chẳng có bất kỳ liên quan gì đến chuyện này bởi vì từ đầu đến cuối tôi đều không động tay vào, cho dù Trình Kiến Quốc có thật sự là chết đi chăng nữa thì cũng không có liên quan gì đến tôi. Nhưng, vì sao lại có một đám quỷ nhỏ phụng mệnh đến bắt tôi chứ? Tôi cũng không hiểu nổi. Tần Lạc chắp hai tay vào với nhau. Giống như thầy giáo giảng bài cho học sinh vậy, hắn kiên nhẫn giải thích, bởi vì bọn họ biết là bọn họ chẳng có cách nào bắt được những người khác, nên mới bắt tôi. Tất nhiên là mục đích chủ yếu của anh ta thì vẫn là muốn bắt tôi. Vì sao vậy? Bởi vì anh ta có thù với tôi. Nếu đã hiểu được rõ ràng như vậy, thế sao anh lại không phản kháng? Đến Thạch Lĩnh rồi thì e rằng anh sẽ không thoát ra được đâu. Sao tôi lại phải chạy? Tần Lạc hỏi, người mà anh ta bắt là tôi. Nhưng cái mà anh ta khiêu chiến, đó là Long Tức, là Long Vương. Đến tận lúc này thì một chút hương khói còn lại mà Long Tức dành cho ta cũng đã bị vứt bỏ rồi. Tôi đang muốn xem một cục diện như vậy xem nó vui như thế nào. Sự việc lần này làm cho Tần Lạc cảm thấy thái tử điên mất rồi. Hắn ta đã biết rõ là mình là đồ đệ của Long Vương, biết rõ mình đang trị bệnh cho Long Vương, vậy mà lại dùng mưu kế quỷ quyệt để đối phó với mình. Vậy thì không nghi ngờ gì. Việc này sẽ chọc giận đến Long Vương, chọc đến cả toàn bộ Long Tức. Hắn ta chỉ vì muốn báo thù với mình mà không tiếc gì phải đối đầu với Long Vương, đối đầu với cả toàn bộ Long Tức. Đây không phải là hành động của một người điên thì là cái gì? Tần Lạc vì sao lại không phản kháng? Mà vì sao hắn lại phải phản kháng nhỉ? Một cục diện như vậy mới là cái mà hắn muốn nhìn thấy. Long Vương vốn nổi tiếng là người bênh vực người trong nhà mình. Chính vì vậy mà lần phong ba trước ở Lan Đình có hỏi đi chăng nữa thì cũng chẳng có kết quả gì. Nếu hắn ta không phải là thái tử, không phải là con trai chiến hữu của Long Vương, không phải là cốt nhục người con gái mà Long Vương yêu, thì liệu Long Vương có dễ dàng bỏ qua cho hắn ta không? Không bao giờ. Long Vương niệm tình cũ nên vẫn chưa ra tay với hắn ta. Ít nhất thì sự lựa chọn về mặt tình cảm, Long Vương đã lựa chọn thái tử. Nếu không thì, trong tình hình không rõ ràng như thế này thì Long Vương nhất định sẽ giúp mình tìm lại công lý. Lần này thì Long Vương còn có lý do gì để tiếp tục làm bộ như không thấy gì nữa đây? Hắn ta bắt mình, kỳ thực là muốn ép Long Vương phải chọn lựa. Từ thời khắc này, hắn ta đã hạ thư khiêu chiến với Long Vương. Nếu những người này đi bắt Ly thật thì Long Vương sẽ làm thế nào? Tần Lạc thực sự là có chút chờ đợi. Đáng tiếc là mình cũng lại là một người tham dự vào đó mà thôi, không phải là người đứng xem, nên không có cách nào chứng kiến được cảnh đó. Sao anh lại muốn nói với tôi những điều này? Phụng mệnh chấp hành là một việc, nhưng trong lòng phải hiểu đó là chuyện gì? Người có thể ngu chung, nhưng không được ngu muội. Tần Lạc nói, anh là bạn của người đã chết, tôi chỉ là muốn anh biết rõ một điều là trong lòng anh nên hận ai. Cảm ơn, mắt người đàn ông đột nhiên lóe sáng rồi trầm giọng nói. Không có gì, Tần Lạc gật đầu, các anh muốn đưa tôi đi đâu? Viện điều dưỡng Thạch Lĩnh. Lại là viện điều dưỡng, Tần Lạc cười khổ. Đợi đến khi nào tôi già rồi, nhất định là tôi sẽ không vào viện điều dưỡng đâu. Hy vọng là anh có thể đợi được đến ngày đó. Nhất định là được, Tần Lạc nói tiếp, nếu bây giờ đây mà lương tâm của anh thức tỉnh thả tôi đi, thì tôi cũng không có ý kiến gì. Người đàn ông lại rút một điếu thuốc nữa ra từ trong túi, sau đó ngậm vào miệng rồi châm lửa lên. Một khuôn mặt không có bất kỳ biểu hiện gì được hiện lên dưới ánh lửa. Một lát sau, anh ta mới nói, đây là quân lệnh. Kiều Mộc đi đầu tiên với vẻ mặt xa sầm lại, đằng sau là một đám người mặc đồ đen cũng có biểu hiện như vậy. Bước chân của bọn họ vừa nhanh vừa gấp, nhưng lại không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Mỗi người trong bọn họ, bất kỳ ai bước về phía ngôi lầu nhỏ đó thì đều phải kìm hãm bước chân của mình cho nhẹ lại. Bởi vì, nơi đó là thánh địa của Long Tức.
Nơi đó có vô số tín ngưỡng của con cháu nhà họ Long, Long Vương. Nhưng ngoại trừ một người đàn ông đứng tuổi thân mặc áo cổ tàu màu đen. Người đàn ông đứng tuổi đó khoảng hơn 50 tuổi, dáng người cao gầy, sắc mặt hồng hào như đã được bôi một lớp phấn son lên trên đó vậy. Ông ta để một mái tóc ngắn và một chòm râu dê, chân đi giày vải, vì vậy mà vốn dĩ khi dẫm lên đám cỏ thì sẽ không phát ra âm thanh gì. Nhưng ông ta lại giống như những đứa trẻ nghịch ngợm vậy, cố tình dẫm thật mạnh lên đất, như thể ông dùng hết lực của mình đặt lên mỗi bước chân đó vậy. Khi bước đến cửa căn lầu nhỏ, thì người đàn ông vẫn mê man bất tỉnh kia bỗng nhiên mở to mắt ra. Chỉ là động tác mở mắt này thôi, cũng làm cho những người đi qua ông ta có một cảm ứng và một áp lực vô hình. Những người mặc đồ đen chỉ trong nháy mắt đã quây thành một vòng, vây xung quanh ông ta. Vậy nhưng ông ta lại thản nhiên quay đầu lại, khoát tay nói, không cần phải chặn lại, nếu ông ta muốn ra tay thì các anh cũng không ngăn cản được đâu. Bọn chúng không xứng, người đàn ông nhìn đám người làm dáng tấn công kia, nhếch môi khinh thường nói. Tính cách của phó gia không thay đổi chút nào. Ha ha, thực làm cho người ta vui mừng. Ông già cười he he nói. Ông có xứng để nói chuyện với tôi không? Người đàn ông túm một túm tóc rối bời ở một chỗ rồi nói, ngày đó, ông đi xách dép cho tôi cũng không xứng. Ông, Phó Phong Tụy Ết, ông đừng có mà quá đáng quá. Ông cũng không nhìn lại cái bộ dạng của ông lúc này đi. Ông có xứng để nói chuyện với tôi không? Người đàn ông đứng tuổi mặc áo cổ tàu không biết giấu mặt ở đâu, liền chỉ vào người đàn ông lười như quỷ nói. Tôi đếm từ 1 đến 3 mà ông bẻ gãy cái ngón tay đang chỉ vào tôi xuống, thì tôi sẽ bẻ gãy cổ ông. Người đàn ông lười như quỷ lạnh lùng nói. Phó Phong Tuyết, ông dựa vào cái gì mà ngông cuồng như vậy? Tôi đến để tìm Long Vương bàn công chuyện, chứ không phải đến đây để nghe ông sai bảo. Ông cho rằng vẫn còn là 30 năm về trước sao? Bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn chơi cái trò cũ rích đó nữa? Tôi nói cho ông biết, lỗi thời rồi. Người đàn ông đứng tuổi mặc áo cổ tàu tức đến thở hổn hển nói. Trước mặt bao nhiêu thuộc hạ thế này mà bị người ta xỉ vả. Quả thực là làm cho ông ta không thể chịu đựng được. Đã bao nhiêu năm rồi, ông ta không còn bị đãi ngộ như vậy. Người đàn ông mặc chiếc áo khoác bộ đội cứ như là không nghe thấy gì vậy, chỉ chăm chú đếm, 1, 2. Cà rắc, một âm thanh giòn vang vọng lại. Tất cả những người bận đồ đen đều quay người đi, chỉ nghe thấy tiếng kêu đánh rắc một cái, người đàn ông đứng tuổi khi nãy còn kiêu ngạo ghê lắm, giờ đây đã bẻ gãy luôn ngón tay mình. Bọn họ không thể tin vào mắt mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào ông ta điên mất rồi? Hay là người đàn ông nhìn có vẻ dơ bẩn này đã niệm tạo ông ấy chăng? Cái cảnh tượng ở trước mắt này làm cho bọn họ sợ lạnh người, không còn tự tin để mà hoàn thành cái nhiệm vụ khó khăn đó nữa. Phó Phong Tuyết, lần này, ông nợ tôi đấy. Người đàn ông đứng tuổi mặc áo cổ tàu nói với ánh mắt âm u, lạnh lẽo. Tôi nợ người ta quá nhiều rồi, không thể trả hết được. Không thể trả hết được, người đàn ông lười đột nhiên lại không hứng thú gì tất cả những việc này. Ông ta lại quay về nằm trên chiếc ghế, nhắm mắt lại nói, vào đi, nếu mà các người không sợ chết. Chương 458, Long Chi Nộ. 2. Với một người có độ nhận định phương hướng một cách kém cỏi như Tần Lạc cũng có thể nhìn ra, chiếc xe quân đội chở hắn không đi đường tiến vào thành phố, cũng không phải đi về hướng đến Lan Đình, mà là đi về phía nam, đi lên đường cao tốc ra khỏi thành phố. Rõ ràng là bọn họ muốn đưa mình ra khỏi Yến Kinh, sau đó tìm một địa điểm để xử lý. Đến lúc đó, trời thì cao, hoàng đế thì ở xa, có thẩm vấn thế nào thì cũng tùy ý theo bọn họ hết cả. Tần Lạc nghĩ bụng, mình thực sự là đã xem thường lòng quyết tâm và khả năng của thái tử. Thông thường mà nói, thì càng ở vị trí cao thì người ta lại càng biết giấu kín sự việc trong lòng, vậy mà thái tử lại không có tật xấu này. Về điểm này, Tần Lạc thực sự đánh giá cao hắn ta. Tần Lạc ngồi ở ghế phía sau của chiếc xe Việt dã, hai bên trái phải đều có một người đàn ông mặc đồ đen canh chừng. Họ không hề dùng đến những công cụ như còng tay đối với Tần Lạc, mắt thẳng về phía trước không một cảm xúc gì cả, căn bản là không có bất kỳ giao tiếp gì với hắn cả. Đối với tình hình khi nãy, khi mà Vương Cửu Cửu giao đấu với họ mà nói, thì Tần Lạc muốn chạy trốn cũng không phải là một việc gì khó khăn, nhưng hắn biết rằng, bọn họ sẽ nổ súng bắn chết hắn. Nghĩ đến đây, Tần Lạc lại nhớ đến câu chuyện Điền Kỵ tái mã mà Vương Cửu Cửu nói với mình. Nếu một con ngựa thượng đẳng như mình mà đi đặt cược cả tính mạng của mình với một đàn ngựa hạ đẳng như thế này thì nhất định sẽ bị người ta chửi là ngu xuẩn cho xem. Đừng có tin những câu chuyện nói vớ vẩn như thế, trên thế giới này người với người bình đẳng,
đó là cái máy tuyên truyền dùng để lừa gạt bạn đó. Trong cái thế giới này, thì người vốn được phân thành 369, v.v. Bạn có thể không tin, thì bạn có thể thử phản bác lại xem sao. Nếu cái mạng nhỏ bé này của mình thực sự là sẽ mất trong tay những người này, phải nói lời chia tay với thế giới phồn hoa và những cô nàng xinh đẹp thì quả là một chuyện thương tâm, làm người ta phải thấy nuối tiếc. Tần Lạc không muốn chết. Không sợ, người đàn ông to lớn ngồi ở ghế phụ lên tiếng hỏi. Hắn ta là thủ lĩnh của đám người này, và cũng là người phụ trách chính trong hành động lần này, hắn vẫn ngồi đó hút những điếu thuốc không có logo và luôn quan sát thái độ của Tần Lạc qua kính chiếu hậu. Không sợ, Tần Lạc gật đầu nói. Vì sao vậy? Người đàn ông hỏi. Trung Quốc của chúng ta có một câu nói, đó là, không làm gì có lỗi với lương tâm thì không sợ quỷ đến tìm vào lúc nửa đêm. Tần Lạc hơi nhếch mép lên, thể hiện một thái độ vô cùng thản nhiên, thoải mái, nói, những kẻ xấu xa thì dưới thanh thiên bạch nhật, tất yếu sẽ bị tan thành mây khói mà thôi. Còn những kẻ chuyên đi dùng thủ đoạn để lừa gạt người khác thì sẽ nhận được báo ứng cả thôi. Trình Kiến Quân là thuộc hạ dưới quyền của tôi và cũng là người anh em của tôi. Người đàn ông thở một lọn khói ra rồi nói. Tần Lạc gật gật đầu tỏ vẻ là hắn nghe hiểu được. Cậu ta đúng là đã chết rồi. Anh ta không nên chết. Nhưng giờ đây cậu ta thực sự là đã chết rồi. Tần Lạc nheo hai mắt lại, nói, thế là các anh khẳng định tôi là hung thủ. Anh là đồng lõa, người đàn ông nói, hung thủ là một người khác, cô ta là người trực tiếp tấn công cậu ấy, có vô số người chứng kiến việc này. Tần Lạc suýt chút nữa thì không nhịn nổi phá lên nói, các anh đã biết được hung thủ là một người khác, thì sao các anh lại không cho người đi bắt cô ấy đi? Sao chỉ bắt có một mình tôi thế này? Không công bằng chút nào. Người đàn ông quăng đót thuốc từ trên tay mình xuống, sau khi lăn vài vòng trên mặt đất thì rất nhanh đã biến mất tăm mất tích ở đâu đó. Hắn ta quay ra nhìn Tần Lạc nói, tôi biết là anh đang cười cái gì. Tôi thừa nhận, cô ấy đúng là khó đối phó hơn anh một chút. Lòng tức đúng là không dễ dây vào chút nào. Nhưng, như thế thì đã làm sao chứ? Chúng tôi đứng trên chữ công lý, có lý rồi thì chúng tôi mới dám bắt anh. Có lý, thì chúng tôi mới dám cản lại xe của con gái thủ trưởng, có lý rồi thì chúng tôi mới dám nổ súng, ví dụ như trong trường hợp vừa rồi nếu anh chạy trốn. Vì sao tôi lại phải chạy trốn? Tần Lạc hỏi lại. Có thể, anh cho rằng mình là thiên hạ vô địch, không ai trêu chọc gì đến anh cũng nên. Người đàn ông tự cho là mình đã nói một câu nói hài hước, sau đó ngồi cười nhạt ở một bên. Tôi sẽ không đi đâu cả, Tần Lạc vừa cười vừa lắc đầu nói tiếp, tôi đợi để xem trò vui. Trò vui gì? Một trò vui đặc sắc, Tần Lạc cười nói, có lẽ anh cũng biết rõ là tôi chẳng có bất kỳ liên quan gì đến chuyện này bởi vì từ đầu đến cuối tôi đều không động tay vào, cho dù Trình Kiến Quốc có thật sự là chết đi chăng nữa thì cũng không có liên quan gì đến tôi. Nhưng... vì sao lại có một đám quỷ nhỏ phụng mệnh đến bắt tôi chứ? Tôi cũng không hiểu nổi. Tần Lạc chắp hai tay vào với nhau, giống như thầy giáo giảng bài cho học sinh vậy, hắn kiên nhẫn giải thích, bởi vì bọn họ biết là bọn họ chẳng có cách nào bắt được những người khác, nên mới bắt tôi. Tất nhiên là mục đích chủ yếu của anh ta thì vẫn là muốn bắt tôi. Vì sao vậy? Bởi vì anh ta có thù với tôi. Nếu đã hiểu được rõ ràng như vậy, thế sao anh lại không phản kháng? Đến Thạch Lĩnh rồi thì e rằng anh sẽ không thoát ra được đâu. Sao tôi lại phải chạy? Tần Lạc hỏi, người mà anh ta bắt là tôi, nhưng cái mà anh ta khiêu chiến, đó là Long Tức, là Long Vương. Đến tận lúc này thì một chút hương khói còn lại mà Long Tức dành cho ta cũng đã bị vứt bỏ rồi. Tôi đang muốn xem một cục diện như vậy xem nó vui như thế nào. Sự việc lần này làm cho Tần Lạc cảm thấy thái tử điên mất rồi. Hắn ta đã biết rõ là mình là đồ đệ của Long Vương. Biết rõ mình đang trị bệnh cho Long Vương, vậy mà lại dùng mưu kế quỷ quyệt để đối phó với mình. Vậy thì không nghi ngờ gì, việc này sẽ chọc giận đến Long Vương, chọc đến cả toàn bộ Long Tức. Hắn ta chỉ vì muốn báo thù với mình mà không tiếc gì phải đối đầu với Long Vương, đối đầu với cả toàn bộ Long Tức. Đây không phải là hành động của một người điên thì là cái gì? Tần Lạc vì sao lại không phản kháng? Mà vì sao hắn lại phải phản kháng nhỉ? Một cục diện như vậy mới là cái mà hắn muốn nhìn thấy. Long Vương vốn nổi tiếng là người bênh vực người trong nhà mình, chính vì vậy mà lần phong ba trước ở Lan Đình có hỏi đi chăng nữa thì cũng chẳng có kết quả gì. Nếu hắn ta không phải là thái tử, không phải là con trai chiến hữu của Long Vương, không phải là cốt nhục người con gái mà Long Vương yêu, thì liệu Long Vương có dễ dàng bỏ qua cho hắn ta không? Không bao giờ. Long Vương niệm tình cũ nên vẫn chưa ra tay với hắn ta.
ít nhất thì sự lựa chọn về mặt tình cảm, Long Vương đã lựa chọn thái tử. Nếu không thì, trong tình hình không rõ ràng như thế này thì Long Vương nhất định sẽ giúp mình tìm lại công lý. Lần này thì Long Vương còn có lý do gì để tiếp tục làm bộ như không thấy gì nữa đây? Hắn ta bắt mình, kỳ thực là muốn ép Long Vương phải chọn lựa. Từ thời khắc này, hắn ta đã hạ thư khiêu chiến với Long Vương. Nếu những người này đi bắt Ly thật thì Long Vương sẽ làm thế nào? Tần Lạc thực sự là có chút chờ đợi. Đáng tiếc là mình cũng lại là một người tham dự vào đó mà thôi, không phải là người đứng xem, nên không có cách nào chứng kiến được cảnh đó. Sao anh lại muốn nói với tôi những điều này? Phụng mệnh chấp hành là một việc, nhưng trong lòng phải hiểu đó là chuyện gì. Người có thể ngu chung, nhưng không được ngu muội. Tần Lạc nói, anh là bạn của người đã chết, tôi chỉ là muốn anh biết rõ một điều là trong lòng anh nên hận ai. Cảm ơn, mắt người đàn ông đột nhiên lóe sáng rồi trầm giọng nói. Không có gì, Tần Lạc gật đầu, các anh muốn đưa tôi đi đâu? Viện điều dưỡng Thạch Lĩnh. Lại là viện điều dưỡng Tần Lạc cười khổ, đợi đến khi nào tôi già rồi, nhất định là tôi sẽ không vào viện điều dưỡng đâu. Hy vọng là anh có thể đợi được đến ngày đó. Nhất định là được, Tần Lạc nói tiếp, nếu bây giờ đây mà lương tâm của anh thức tỉnh thả tôi đi, thì tôi cũng không có ý kiến gì. Người đàn ông lại rút một điếu thuốc nữa ra từ trong túi, sau đó ngậm vào miệng rồi châm lửa lên. Một khuôn mặt không có bất kỳ biểu hiện gì được hiện lên dưới ánh lửa. Một lát sau, anh ta mới nói, đây là quân lệnh. Kiều Mộc đi đầu tiên với vẻ mặt xa sầm lại, đằng sau là một đám người mặc đồ đen cũng có biểu hiện như vậy. Bước chân của bọn họ vừa nhanh vừa gấp, nhưng lại không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Mỗi người trong bọn họ, bất kỳ ai bước về phía ngôi lầu nhỏ đó thì đều phải kìm hãm bước chân của mình cho nhẹ lại. Bởi vì, nơi đó là thánh địa của Long Tức. Nơi đó có vô số tín ngưỡng của con cháu nhà họ Long, Long Vương. Nhưng ngoại trừ một người đàn ông đứng tuổi thân mặc áo cổ tàu màu đen. Người đàn ông đứng tuổi đó khoảng hơn 50 tuổi, dáng người cao gầy, sắc mặt hồng hào như đã được bôi một lớp phấn son lên trên đó vậy. Ông ta để một mái tóc ngắn và một chòm râu dê, chân đi giày vải, vì vậy mà vốn dĩ khi dẫm lên đám cỏ thì sẽ không phát ra âm thanh gì. Nhưng ông ta lại giống như những đứa trẻ nghịch ngợm vậy, cố tình dẫm thật mạnh lên đất. Như thể ông dùng hết lực của mình đặt lên mỗi bước chân đó vậy. Khi bước đến cửa căn lầu nhỏ, thì người đàn ông vẫn mê man bất tỉnh kia bỗng nhiên mở to mắt ra. Chỉ là động tác mở mắt này thôi, cũng làm cho những người đi qua ông ta có một cảm ứng và một áp lực vô hình. Những người mặc đồ đen chỉ trong nháy mắt đã quây thành một vòng, vây xung quanh ông ta. Vậy nhưng ông ta lại thản nhiên quay đầu lại, khoát tay nói, không cần phải chặn lại, nếu ông ta muốn ra tay thì các anh cũng không ngăn cản được đâu. Bọn chúng không xứng, người đàn ông nhìn đám người làm dáng tấn công kia, nhếch môi khinh thường nói. Tính cách của phó gia không thay đổi chút nào. Ha ha, thực làm cho người ta vui mừng. Ông già cười he he nói. Ông có xứng để nói chuyện với tôi không? Người đàn ông túm một túm tóc rối bời ở một chỗ rồi nói. Ngày đó, ông đi xách dép cho tôi cũng không xứng. Ông, phó phong tùy ết, ông đừng có mà quá đáng quá. Ông cũng không nhìn lại cái bộ dạng của ông lúc này đi. Ông có xứng để nói chuyện với tôi không? Người đàn ông đứng tuổi mặc áo cổ tàu không biết giấu mặt ở đâu, liền chỉ vào người đàn ông lười như quỷ nói. Tôi đếm từ 1 đến 3 mà ông bẻ gãy cái ngón tay đang chỉ vào tôi xuống, thì tôi sẽ bẻ gãy cổ ông, người đàn ông lười như quỷ lạnh lùng nói. Phó Phong Tuyết, ông dựa vào cái gì mà ngông cuồng như vậy? Tôi đến để tìm Long Vương bàn công chuyện, chứ không phải đến đây để nghe ông sai bảo. Ông cho rằng vẫn còn là 30 năm về trước sao? Bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn chơi cái trò cũ rích đó nữa. Tôi nói cho ông biết, lỗi thời rồi. Người đàn ông đứng tuổi mặc áo cổ tàu tức đến thở hổn hển nói. Trước mặt bao nhiêu thuộc hạ thế này mà bị người ta xỉ vả, quả thực là làm cho ông ta không thể chịu đựng được. Đã bao nhiêu năm rồi, ông ta không còn bị đãi ngộ như vậy. Người đàn ông mặc chiếc áo khoác bộ đội cứ như là không nghe thấy gì vậy, chỉ chăm chú đếm, 1, 2. Cà giác. Một âm thanh giòn vang vọng lại. Tất cả những người bận đồ đen đều quay người đi, chỉ nghe thấy tiếng kêu đánh rắc một cái, người đàn ông đứng tuổi khi nãy còn kiêu ngạo ghê lắm, giờ đây đã bẻ gãy luôn ngón tay mình. Bọn họ không thể tin vào mắt mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào ông ta điên mất rồi? Hay là người đàn ông nhìn có vẻ dơ bẩn này đã niệm tạo ông ấy chăng? Cái cảnh tượng ở trước mắt này làm cho bọn họ sợ lạnh người,
không còn tự tin để mà hoàn thành cái nhiệm vụ khó khăn đó nữa. Phó Phong Tuyết, lần này, ông nợ tôi đấy. Người đàn ông đứng tuổi mặc áo cổ tàu nói với ánh mắt âm u, lạnh lẽo. Tôi nợ người ta quá nhiều rồi, không thể trả hết được. Không thể trả hết được, người đàn ông lười đột nhiên lại không hứng thú gì tất cả những việc này. Ông ta lại quay về nằm trên chiếc ghế, nhắm mắt lại nói, vào đi, nếu mà các người không sợ chết. Chương 459, tôi là quân sư. Hai người đàn ông đô con đứng đằng sau nhắm thẳng súng vào Tần Lạc, còn hai người nữa ở hai bên, một trái một phải liền xông đến muốn tóm gọn vào bả vai Tần Lạc. Đợi đã, Tần Lạc hét lên, tôi đã đồng ý đến đây để phối hợp điều tra, nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý chấp nhận hình phạt. Muốn ép cung phải không? Không có cửa đâu nhé. Tần Lạc vóc dáng gầy guộc, hắn sợ là mình không cẩn thận sẽ khai ra hết. Có bản lĩnh thì chúng mày dùng mỹ nhân kế đi, nếu tao mà chủ động nhận thua thì tao sẽ không phải là họ Tần nữa. Ha ha, người phụ nữ mặc quân phục cười nhạt nói, mày có biết đây là nơi nào không? Tôi không cần biết đây là nơi nào, cô có thể thử dùng hình thì tôi cũng có thể thử phản kháng. Tần Lạc nói, hắn đồng ý đi cùng tới thạch lĩnh, điều đó có thể nói lên được thái độ của hắn. Hắn không chịu tiếp nhận dùng hình, điều đó cũng có thể nói lên được thái độ của hắn. Hắn đồng ý đến đây phối hợp điều tra là vì hắn là người bình tĩnh, chấp nhận điều này. Hắn không chịu tiếp nhận dùng hình để thẩm tra, là vì hắn không có tội. Những chi tiết nhỏ nhặt này thì đều được dùng đến trong các vụ cãi vã, kiện tụng vụn vặt. Đây là thạch lĩnh, còn có một ngoại hiệu là quỷ huyền. Chỗ đất này được xây dựng lên đã gần 50 năm rồi. Chưa từng có người nào nguyên vẹn bước ra được khỏi đây một khi đã đặt chân vào. Số người chết trong tay tao không đến 100 thì cũng phải đến 8-90 rồi, bình quân mỗi năm sẽ có 2 người phải thiệt mạng trong tay tao. Mày cũng không ngoại lệ đâu, người phụ nữ nói với vẻ mặt đắc ý, mụ ta không hề cảm thấy sợ sệt gì khi phải làm việc ở một nơi thế này, mà ngược lại, mụ còn cảm thấy kiêu ngạo và thỏa mãn. Nói với nó thế làm gì, cứ trói vào rồi dùng hình, tên hói nói với giọng khó chịu. Trời lạnh như thế này, tôi còn phải về ngủ một giấc nữa đấy. Người đàn ông có nốt ruồi ở mặt thì cười hề hề nhìn Tần Lạc, nói, Tần Lạc, vừa rồi khi còn ở bên ngoài anh cũng nghe thấy những lời Trịnh Hám nói rồi đấy, anh ta muốn có một kết quả, tôi cũng cần đưa cho anh ta một kết quả. Tôi cũng chẳng sợ gì mà không nói thật với anh đã đắc tội với người mà anh không nên đắc tội, vì thế mà, nếu tôi để cho anh vẫn khỏe mạnh mà rời khỏi đây, thì chẳng khác nào ba người chúng tôi làm việc thiếu chức trách. Hay thế này đi, anh chịu khó đối xử bất công với mình một chút nhé. Tôi chưa từng bao giờ đối xử bất công với bản thân mình, Tần Lạc lắc đầu cười. Hay là ba người các anh chịu khó đối xử bất công với bản thân một chút. Mẹ kiếp, tóm lấy nó, tên đầu hói nổi điên, đập tay mình xuống bàn đánh bốp, sau đó lớn tiếng quát. Bốn người đàn ông mặc quân phục sau khi nhận được mệnh lệnh thì lập tức xông đến bên Tần Lạc từ bốn hướng đông tây nam bắc, quây hắn vào giữa. Tám cánh tay đồng thời hướng vào phía người Tần Lạc. Tần Lạc lùi về phía sau mấy bước, sau đó đột nhiên sải về phía trước hai bước, cho luôn người đàn ông mặc quân phục đầu tiên một quyền vào mũi, người đàn ông đó kêu gào thảm thiết, sau đó ôm chặt lấy mũi rồi quỳ xuống đất. Máu tươi chảy dài ra từ những kẽ hở trong lòng bàn tay, còn cảm nhận được cả mùi ấm nóng và tanh ngòm của nó, Tần Lạc ra tay quá nhanh, làm cho gã không kịp phản ứng, chính vì vậy mà lĩnh một cú trời giáng như vậy vào mặt. Tần Lạc xuất quyền nhanh và mạnh, góc độ chính xác. Sau khi đã đánh trúng mục tiêu, hắn thậm chí còn cảm nhận được cả âm thanh vỡ vụn của mô xương trên mặt của gã đàn ông kia nữa. Vốn là mô xương đó lồi lồi ra trên gương mặt, nhưng sau khi bị Tần Lạc cho một quyền xong thì bộ phận đó bị đánh làm cho bằng phẳng. Không kịp cảm nhận cái khoái cảm này một cách tinh tế nhất, thì hắn đã lấy hai tay ôm chặt lấy đầu mình, tránh việc bị những người khác tấn công vào mặt hay những huyệt quan trọng như hai huyệt thái dương của mình. Đánh vào mặt thì làm hư tổn hình tượng, còn đánh vào tử huyệt thì sẽ mất mạng như chơi, đây không phải là kết quả mà hắn có thể chấp nhận được. Ba người kia người thì đá người thì đấm, Tần Lạc giờ đây chẳng khác gì một con thuyền nhỏ đang phải chịu sự vùi dập của bão tố phong ba cả, toàn thân lắc lắc lư lư, nghiêng hết bên này lại sang bên nọ, nhưng lại không bị nhấn chìm. Cách phòng thủ tốt nhất đó là tấn công, sau khi liên tiếp đỡ mấy chục đòn thì Tần Lạc lại một lần nữa xuất cước. Hắn nhanh chóng ngồi xuống. Hai tay áp sát mặt đất, hai chân đá ra nhanh như chớp. Liền một lúc đá ra 6 cước, chiêu nào cũng đá trúng mục tiêu. Ba người đàn ông mặc quân phục kia bị thương ở chân không đứng vững nổi, lảo đảo lui về phía sau. Tần Lạc thừa thắng xông lên,
xông đến trước mặt người đàn ông đứng đầu, tay nắm chặt cổ áo của hắn ta, hất văng hắn ta đến trước mặt mình, sau đó đấm liên hồi lên mặt của hắn ta như vũ bão. Cho đến khi ngũ quan của đối phương bị biến dạng, hai mắt nhắm tịt, bộ dạng không biết là còn sống hay đã chết, thì Tần Lạc mới dừng hành động dã man tàn bạo này của mình lại. Hắn vừa mới buông tay ra thì người đàn ông đó đã rơi đánh rầm xuống đất. Lúc này, bốn tên vệ sĩ ở trong phòng giờ chỉ còn có hai người đàn ông còn lại mặt lộ rõ vẻ hung dữ di chuyển xung quanh hắn, nhưng lại không tiến lên ngay. Các anh có đánh nữa không? Tần Lạc cười hỏi, cứ di chuyển mãi thế này cũng không phải là cách hay. Lên hết cho ta, người đàn ông có nốt ruồi khi nãy thúc giục. Biểu hiện của thuộc hạ làm cho hắn cảm thấy mất thể diện vô cùng. Có lệnh của cấp trên thì tiểu lâu la làm sao dám không nghe theo. Hai tên nhìn nhau, sau đó cắn răng cắn lợi xông lên. Thằng ngang thì sợ thằng ngu thì sợ thằng liều. Bọn họ dùng đấu pháp chỉ có đi mà không có lại, chỉ có tấn mà không có thủ, liều mạng xông lên, như thế này hóa ra lại làm cho Tần Lạc thấy phiền phức. Tần Lạc lùi lại liền mấy bước, lùi đến tận cạnh chỗ ghế mà hắn vừa ngồi. Nhìn điệu bộ hai tên nhắm mắt nhắm mũi hoa tay múa chân xông thẳng đến mình như vậy thì hắn liền quăng chiếc ghế cạnh đó ra. Ầm. Sau tiếng kêu động trời, thì hai người bị hắn đánh bay ra xa. Huỵch huỵch huỵch. Một loạt những tiếng vang được truyền đến, cơ thể hai người đó văng ra đập mạnh vào chiếc bàn dùng để thẩm vấn, đổ vỡ tung tóe, cơ thể người văng ra đập vào mặt bàn trơn tuột, theo đà đập cả thân hình vào tường, kêu ùnh lên một tiếng rồi mới dừng lại. Lúc này thì ba người phụ trách thẩm vấn đã sớm né tránh đi chỗ khác. Người đàn ông có nốt ruồi không ngờ Tần Lạc lại hung mãnh đến vậy, hắn liền cho tay vào trong người ấn mạnh lên chiếc cúc áo màu vàng. Reng reng, tiếng còi báo động kêu lên inh ỏi, chói hết cả tai. Rất nhanh, chiếc cổng sắt vốn được phong kín lại tự động mở ra, đội đặc nhiệm mặc áo chiến đấu, đầu đội mũ bảo hộ, tay cầm súng máy xông vào bên trong. Đứng im, giơ hai tay lên, thành viên đội đặc nhiệm hét lớn. Nòng súng nhắm thẳng vào người đang đứng giữa phòng là Tần Lạc. Tần Lạc thuận theo yêu cầu, giơ hai tay lêu, tốc độ của hắn có nhanh thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nhanh bằng đạn dược được. Hắn có đánh giỏi thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đánh lại được cả một đám người như thế này chứ. Thấy Tần Lạc bị chế phục thì ba người đó mới yên tâm, người phụ nữ biến thái đang trong trạng tiền mãn kinh lại nhét lại khẩu súng lục vào hông, sau đó bước đến trước mặt Tần Lạc, nhìn chằm chằm vào Tần Lạc rồi cười nhạt nói. Không phải mày đánh giỏi lắm sao? Đánh nữa đi nào. Bốp, Tần Lạc văng một cú bạt tai rơi thẳng vào mặt mụ. Gọn gàng dứt khoát, không một chút chần chừ. Cái tát này của hắn không một chút nương tay, ra tay vừa nhanh lại mạnh, lưu lại dấu tay màu đỏ tím trên lớp da sần sùi như vỏ quýt của người đàn bà già đó. Dưới ánh đèn sáng chói trong căn phòng này, nhìn cô ả thật là đáng sợ. Chị bảo tôi đánh mà, Tần Lạc cười tủm tỉm nói. Người đàn bà già đó ngẩn người. Tên đầu hói cũng ngẩn người. Tên có nốt ruồi cũng đơ ra đó. Bọn họ không ngờ Tần Lạc lại dám ra tay đả thương người trước bao nhiêu nòng súng chĩa vào mình như vậy. Một lát sau, người đàn bà già đó mới có phản ứng. Bà ta sờ lên vết thương còn bỏng rát trên mặt mình, rồi hét lên, giọng khàn khàn, giết chết nó đi. Nổ súng giết chết nó đi. Đừng, tên có nốt ruồi hét lên. Giết chết nó. Rồi đánh cho nát người nó ra. Người đàn bà già gào lên. Toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu tôi. Không được, trình tự của chúng ta còn chưa làm hết. Không cần làm hết, dù sao thì kết quả đều như nhau cả mà thôi. Nếu có việc gì thì tôi sẽ ăn nói với cấp trên. Không được, việc này do tôi toàn quyền đảm nhiệm. Tôi không cho phép xảy ra sai lầm, dù là nhỏ nhất. Đây không phải là sai lầm, mẹ kiếp, lẽ nào anh muốn nhìn tôi bị người ta đánh hay sao? Đó chỉ là điều ngoài ý muốn. Dù sao thì kết quả cũng như nhau, dù sao thì hắn ta cũng phải chết, thì vì sao không thể để cho hắn chết muộn hơn một chút. Tôi muốn nó chết ngay bây giờ. Tôi muốn nó phải chết ngay bây giờ. Bà ta quát lên một cách điên cuồng. Sau đó bà ta như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền rút khẩu súng lục ở bên hông ra, giơ thẳng vào mặt Tần Lạc định bắn. Tên có nốt ruồi thấy tình hình không ổn, liền xông lên phía trước vồ lấy bà ta, làm cho bà ta ngã luôn xuống đất. Thế rồi hai người lăn lộn vài vòng trên mặt đất, giằng co nhau để lấy quyển sử dụng súng. Bùm! Một viên đạn được bắn lên mặt sàn, làm cho mặt gỗ bị bắn toác tóe văng ra khắp nơi. Lúc này hai người mới bừng tỉnh, quay đầu ra nhìn tên đầu hói nổ súng trước mặt bọn họ.
Đây là lúc nào rồi mà hai người còn có tâm trí chơi trò này? Tên đầu hói tức giận nói. Tên có nốt ruồi thấy không phải, nên bò dậy từ trên bà ta, rồi nói, tạm thời thì hắn ta không thể chết. Nó phải trễ, người đàn bà già cũng lổm ngổm bò dậy, chỉnh sửa lại bộ quân phục của mình, nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, nói giọng tàn nhẫn cay độc. Trông bà ta không khác gì một con chó điên bị thương cả. Xoẹt. Tên có nốt ruồi như tia chớp, rút súng ra chĩa thẳng vào đầu người đàn bà đó nói, tôi đã nói rồi, ở đây thì phải nghe lời tôi. Làm sao, hôm nay lão dịch muốn ra uy hay sao? Bà ta cười nhạt nói. Nào, bắn đi, tôi cũng muốn xem lão dịch hôm nay có bản lĩnh đến mức nào. Lão dịch, anh đang làm cái gì thế? Mọi người đều sống với nhau, có cần phải đối xử với đồng bọn của mình như vậy không? Tên hói cao mày lại nói. Hơn nữa, trên vai anh và tôi đều đang gánh vác nhiệm vụ đó. Đừng để cho tên nhãi danh kia chê cười. Lão xác, không phải tôi không nói đạo nghĩa, mà là con đàn bà điên này muốn phá hỏng kế hoạch của tôi. Bên trên đã nói rồi, bước nào cũng phải chấp hành đến nơi đến chốn, không được xảy ra bất kỳ sơ sót gì, dù chỉ là một chút. Nếu có vấn đề gì, thì tôi sẽ khó mà sống nổi. Tôi nói trước, ai mà không để tôi yên thì tôi cũng sẽ không để cho người đó yên đâu. Bỏ súng xuống rồi nói chuyện, tên đầu hói nói, như thế này thì quả thực là không ra thể thống gì. Tôi nghĩ là, cô ấy sẽ không bị kích động mà làm những việc ngốc nghếch nữa đâu. Ha, từ bên trong đội đặc nhiệm truyền đến một tiếng ngáp dài rõ mồn một. Mặc dù tôi thấy cuộc biểu diễn của các người rất đặc sắc, nhưng, các người còn muốn kéo dài thế này đến bao giờ nữa? Đúng là lãng phí thời gian, giọng của một người phụ nữ truyền đến. Cô là ai? Đội trưởng đội đặc nhiệm hàng đầu tiên hỏi, trong khi hỏi thì nòng súng của anh ta đã đi đến mục tiêu mới, nhắm thẳng vào người đứng bên cạnh anh ta. Tôi là quân sư, người đó nói. Dưới mũ phòng hộ thì không nhìn rõ được mặt mũi ngựa ơi đó ra sao, nhưng có thể nghe ra được, đây là giọng của một người phụ nữ thành thục, quyến rũ. Chương 460, ông ấy sắp điên lên rồi. Yến Kinh, Thiên Phủ Gia Viên. Một cái tên rất quê mùa. Nhưng đó lại là khu xa hoa đệ nhất của nước Trung Quốc. Cả cái khu này đều được dựng lên bởi những căn biệt thự biệt lập với nhau. Khoảng cách giữa những ngôi biệt thự là vô cùng lớn, diện tích cây xanh chiếm đến hơn 60%. Điều này là không thể thực hiện được trong những khu mới được xây dựng lên, cho dù ở trong tờ quảng cáo của các nhà bất động sản cũng không dám khoe khoang khoác lác như vậy. Một nơi tùng trúc rậm rạp, cây hoa muôn nở thế này thì quả thật là rất thích hợp để ở. Sau khi Thiên Phủ Gia Viên được dựng lên thì không bán ra bên ngoài, mà bên quân đội đã bỏ tiền ra để mua hết, sau đó thưởng cho những tầng lớp cao trong quân đội đã có cống hiến to lớn vì nước vì dân. Vì vậy mà khu Thiên Phủ này có thể được coi như một đại viện của người nhà quân nhân. Hoặc có thể nói là, cái khu nhỏ này bản thân nó đã có quan hệ vô cùng mật thiết với bên quân đội. Không ít tướng lĩnh cao cấp đang tại ngũ cũng chọn nơi này làm nơi định cư của mình. Một chiếc Audi màu đen từ từ tiến vào cổng. Cửa kính xe được hạ xuống, một bàn tay trắng nõn như ngọc giơ tập giấy tờ màu xanh thẫm, trên có in Quốc Huy ra. Người canh gác sau khi tiếp lấy sấp giấy tờ rồi cẩn thận xem, thì lập tức dùng hai tay trả lại, sau đó đứng thẳng người chào một cách tôn kính. Cửa kính lại được đưa lên, chiếc xe tiến vào sân nhỏ ở tầng bên trong. Theo thói quen định cư của người Trung Quốc, thì càng là tầng ngoài thì lại càng là nhân vật nhỏ. Những người ở tít bên trong, im hơi lặng tiếng mới là những nhân vật to lớn. Khu Thiên Phủ này cũng không ngoại lệ, có kiểu nói là, ngoại tam là tướng quân, nội tam là nguyên soái. Chiếc Audi màu đen tiến thẳng đến trước khu biệt thự ở bên trái nội tam, lúc này mới chịu dừng lại. Cánh cửa xe được đẩy ra, một người thanh niên trẻ trung, tuấn tú, phong độ đầy người bước ra. Người thanh niên vẫy tay một cái thì chiếc Audi liền biết ý lui lại đằng sau. Ở một nơi ghê gớm như thế này thì nhất cử nhất động đều nên cẩn thận từng tí một. Hoàng Thiên Trọng ngẩng đầu lên nhìn cái biển có đề dòng chữ Bảo Gia Vệ Quốc và tên của ông già được khắc ở góc bên thì trong lòng cảm thán vô cùng. Nếu cha mà vẫn còn sống, thì cuộc đời mình sẽ còn đi về hướng nào nữa? Lúc đó, cái danh nghĩa thái tử này mới thực sự đúng nghĩa với nó cũng nên. Cũng may mà ông già đó vẫn còn. Hoàng Thiên Trọng đẩy chiếc cửa sắt ra, sau đó bước lên bậc thềm tiến vào bên trong. Khi đi đến cửa phòng khách thì theo phản xạ tự nhiên hắn dừng lại. Tựa như là đang suy nghĩ một điều gì đó vậy. Rất nhanh, vẻ mặt của hắn liền lộ rõ vẻ tàn nhẫn và tuyệt tình. Sau đó điệu bộ này liền bị bao phủ bởi một nụ cười thản nhiên,
không còn có thể tìm thấy bất kỳ tung tích gì trên khuôn mặt của hắn nữa. Hắn đi vào phòng khách, chân dẫm lên mặt sàn bằng gỗ, sau đó bước tới góc nhà ở sát phía đông, nơi mà sáng đèn nhất. Đèn bàn lờ mờ, hương thơm của sách phảng phất khắp nơi. Dưới ánh đèn bàn, có một người phụ nữ đang dựa vào ghế sofa xem sách. Dường như đang chăm chú đọc quá, hoặc là không nghe thấy tiếng bước chân người đang tiến đến, nàng thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn có một người thanh niên bước vào phòng này. Đây là một người phụ nữ đẹp, không, phải nói là đây là một người phụ nữ vô cùng mê hoặc lòng người. Đầu xuân của Yến Kinh có phần hơi lành lạnh, vì vậy mà trong phòng vẫn có lò sưởi, vì vậy mà cho dù trên người nàng hiện giờ chỉ mặc có một chiếc váy hoa liền quai gợi cảm màu tím, nhưng cũng không làm cho người ta có cảm giác mỏng manh. Mái tóc dài xõa vai, khí chất như đóa nhược lan đung đưa trước gió, làn da trắng mịn, vai nhỏ thon như được gọt giũa tinh xảo, hai hàng lông mày cong dài, tĩnh lặng, phảng phất một cái gì đó vô cùng ngây thơ. Bạn không thể nào nhìn ra được độ tuổi của bà, cũng không thể nào phân biệt được tính cách của bà ra sao. Đây là một người đẹp như viên ngọc trân châu vậy, nàng không buồn, không giận, không hờn, không oán mà thản nhiên như không giống như một pho tượng, nhưng lại rất giàu cảm xúc. Bà đắp trên đùi mình một chiếc chăn da báo, lộ ra bên ngoài hai bàn chân trắng mịn nõn nà, tựa như là được ngâm trong sữa tươi bao nhiêu năm rồi vậy, thấp thoáng đâu đây mùi sữa làm cho người ta phải ngây ngất không thôi. Tất nhiên là đôi chân này cũng là được ngâm trong sữa từ bao nhiêu năm nay rồi, mà không chỉ có chân không đâu, mà toàn thân nàng là như vậy. Vì thế mà khi Hoàng Thiên Trọng đi đến gần liền ngửi thấy có mùi hương thơm của sữa. Đây là mùi hương ác mà hắn vẫn thích. Mẹ tìm con, Hoàng Thiên Trọng đứng ở cửa hỏi, nói là hỏi nhưng thực ra đó là một câu khẳng định. Bởi cũng chính vì hắn nhận được cú điện thoại của người phụ nữ này nên mới quay về đây. Đã hơn 3 năm rồi không gặp lại. Người phụ nữ lúc này mới chịu bỏ quyển sách ở trong tay xuống một cách lưu luyến không rời. Không biết đó là quyển tiểu thuyết tình cảm ướt át gì nữa, sau đó bà liền vẫy tay gọi Hoàng Thiên Trọng, Thiên Trọng, đến đây. Hoàng Thiên Trọng từ từ bước tới ngồi trước mặt người phụ nữ. Người phụ nữ giơ tay ra vuốt ve khuôn mặt có phần mịn màng một cách quá đáng của Hoàng Thiên Trọng, nói, gầy rồi. Ăn không tốt hay sao? Trình độ nấu ăn của đầu bếp không thể nào ngon bằng những món mẹ nấu được. Hoàng Thiên Trọng ngượng ngùng gật đầu. Thế thì đổi người khác, cả đất Trung Quốc này có đến hơn 3 vạn đầu bếp, kiểu gì cũng tìm được một người thích hợp mà. Con người ta sống ở trên đời, cái gì có thể chịu khổ được chứ không thể để cái dạ dày của mình phải chịu khổ. Bốn chữ sống. Ăn, chờ, chết, thì ăn đứng ở vị trí thứ hai. Không tìm ra được cái cảm giác mà con muốn. Hoàng Thiên Trọng cười nói, giống như đứa trẻ nhỏ đang nũng nịu trước mặt mẹ mình vậy. Người phụ nữ gật gật đầu, sau đó liền chuyển sang đề tài khác. Nào, hãy nói cho mẹ biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Con muốn gì vậy? Con muốn đòi lại thể diện. Hoàng Thiên Trọng nói, thể diện của con, thể diện của cha con, và còn thể diện của mẹ nữa. Bọn họ không đưa nó cho con thì con phải đi cướp nó về. Nhưng, con không nên làm như vậy. Người phụ nữ khẽ thở dài một tiếng. Con có biết điều này sẽ đem đến cho con cái gì không? Sự phẫn nộ của Long Vương sao? Thái tử nở nụ cười chế giễu. Một ông già nằm liệt giường đã bao năm nay sao? Đúng vậy, con thừa nhận, ông ta rất có uy tín cũng rất có năng lực. Nhưng như thế thì đã làm sao chứ? Ông ta là một người thay lòng đổi dạ. Ông ấy không đứng ở bên phía chúng ta. Bốp, người phụ nữ vừa rồi còn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt hắn, vậy mà đột nhiên lại vung cao tay lên cho ngay Hoàng Thiên Trọng ta một bạt tai vào khuôn mặt anh tú non nớt đó. Bởi vì mặt của hắn ta quá ư là trắng, quá ư là non nớt, nên cái tát này vừa mới đặt xuống đã hằn lên hình năm ngón tay trên đó rồi. Không những thế, còn có cả một vệt máu dài do móng tay của người phụ nữ để lại. Hoàng Thiên Trọng không ngạc nhiên, cũng không giận dữ, hắn vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh, hòa nhã ban đầu. Hắn rút từ trong túi quần mình ra một chiếc khăn mùi xoa mềm mại, sau đó nhẹ nhàng dùng nó lau đi những vệt máu còn đọng lại trên mặt và khóe miệng. Giê-xu khuyên tín đồ của mình rằng, khi người ta đánh xong mặt bên trái của mình, thì mình nên giơ mặt bên phải của mình ra. Con không phải là Giê-xu, con cũng thấy may mà con không có cái tín ngưỡng này. Khi người ta đánh vào mặt bên trái của con, thì nhất định là con sẽ đánh vào mặt bên phải của nó. Đây là đòi nợ và cũng là lòng tự tôn của một người đàn ông. Hoàng Thiên Trọng trầm giọng nói, tất nhiên, mẹ là ngoại lệ. Mà trên thế gian này, chỉ có mẹ là ngoại lệ mà thôi. Con có biết là con đang tự tìm lấy con đường chết cho mình không?
Người phụ nữ nói với sắc mặt giận dữ, mẹ biết là con hận ông ấy không yêu thương con, hận ông ấy không quan tâm đến con, hận ông ấy trục xuất con ra khỏi Long Tức. Không, mẹ sai rồi. Hoàng Thiên Trọng ngắt lời người phụ nữ, nói, con hận ông ta, nhưng không phải vì những cái vừa rồi mà mẹ nói. Cái gì? Con hận ông ấy không cho con đi chết thay cho cha. Hoàng Thiên Trọng nghiêm mặt nói. Khi nói những lời này thì khóe miệng của hắn không ngừng run rẩy, ông ta mới đáng chết. Im lặng hồi lâu. Người phụ nữ không nói nữa. Hoàng Thiên Trọng cũng không nói thêm câu nào, hắn chỉ không ngừng đưa tay lên lau đi những vệt máu ở trên mặt, giống như một nam y tá tận tâm tận lực với chức trách của mình vậy. Con không nên động vào Tần Lạc, cậu một ta không mạnh đến độ cần con phải ra tay. Con càng không nên động đến Ly, con phải biết rằng, cô ấy là con gái nuôi của ông ta. Người phụ nữ chậm rãi nói, giọng nói có điều hòa nhã hơn. Rất nhiều con muốn khiêu chiến với ông ấy đúng không? Chính thức tuyên chiến với ông ấy. Không, con chỉ là muốn nói cho ông ấy biết là ông ấy không phải là vạn năng. Hoàng Thiên Trọng nói. Chẳng lẽ con không biết sao? Cái kế hoạch này của con có vô số sơ hở, căn bản là không có sức thuyết phục. Con biết, tất nhiên là con biết. Tất cả những việc này đều do một tay con thao túng hết cả thì làm sao mà con không biết được cơ chứ? Hoàng Thiên Trọng cười nói, nhưng, con đứng trên chữ lý, tất cả mọi người đều biết con là người đứng đằng sau chỉ đạo, tất cả mọi người đều biết rõ là con làm những thứ này vì muốn báo thù, nhưng, như thế thì đã làm sao nào? Bọn họ đúng là đã giết người, lẽ nào kẻ giết người lại không phải đền tội hay sao? Những biểu diễn đấu đá bên ngoài chỉ là để thu hút ánh mắt của người khác. Cuối cùng cũng là người xem phán định kết quả mà thôi. Bọn họ sẽ tìm ra điểm đột phá trong bản thân sự việc này. Nếu đúng là như vậy thì con sẽ thân bại danh liệt. Người phụ nữ nói với giọng cảnh cáo. Không thể có chuyện đó. Hoàng Thiên Trọng khẳng định nói. Người cũng đã chết rồi, điều này cũng chứng thực là do bọn họ đã đánh người ta cho đến chết. Có vô số người có thể làm chứng cho sự thật này. Chẳng có ai có thể thay đổi được sự thật. Chẳng lẽ lại nói, giơ đôi tay trưởng nghĩa của mình ra lại phải chịu trừng phạt hay sao? Có thể con sẽ không thắng được trong chuyện này, nhưng nhất định sẽ không thua. Khi con rời Long Tức thì mẹ đã nói với con rồi. Con có thể không thích ông ấy, nhưng con không được động vào ông ấy. Xem ra con đã quên rồi. Người phụ nữ nằm dài trên ghế sofa nói. Thiên Trọng, con còn chưa hiểu được sự đáng sợ của người đàn ông đó đâu. Đáng sợ sao? Hoàng Thiên Trọng cười, hắn giơ tay ra nắm lấy tay người phụ nữ rồi cười nói. Đáng sợ thì cũng chỉ là một tên tướng bại trận mà thôi. Con không hiểu. Không tất cả mọi sự việc này. Con đều hiểu hết. Hoàng Thiên Trọng nói, con muốn xem, lần này ông ta ngang tàng, kiêu ngạo đến độ nào. Con muốn xem, ông ta có đúng là có sự uy nghiêm của một con rồng, có thể làm cho vạn vật đều khiếp sợ hay không. Con chỉ là muốn ông ấy ngoi lên khỏi mặt đất mà thôi. Ông ấy an phận đã quá lâu rồi, cũng nên ra ngoài hoạt động một chút. Những việc như thế này sao không để người làm chứ? Mẹ từng nói với con về lý luận sát pháo và khái niệm lợi nhuận. Con đã quên hết rồi sao? Không, đây không phải là lý luận sát pháo. Những ông già đó thực sự đã già rồi, càng già càng nhát. Hiện giờ việc mà bọn họ có thể làm đó là xem ai có thể sống lâu hơn Long Vương mà thôi. Đây gọi là khái niệm lợi nhuận sao? Đây là nhu nhược. Người phụ nữ vẫn nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, ánh mắt thất vọng hiện lên rõ rệt, bà không nói thêm lời nào. Một lát sau, người phụ nữ mới mở miệng, xem ra. Cái tát vừa rồi không oan ức chút nào. Con điên thật rồi. Con không điên, hai mắt Hoàng Thiên Trọng đột nhiên đỏ au, nói với giọng điệu đầy dã tâm, con còn muốn chứng minh cho mẹ xem, mẹ thực sự đã đúng khi không chọn ông ta là người đàn ông cho mình. Thấy hắn vẫn mê muội như vậy thì người phụ nữ thực sự chán trường, không buồn để tâm gì nữa, bà giơ tay ra lấy quyển tiểu thuyết ở trên mặt bàn tiếp tục đọc, miệng thì thào nói, ông ấy sắp điên lên rồi. Chương 461, cơn giận của rồng. Nhìn thấy Long Vương tức giận, người đàn ông mặc áo cổ tàu trong lòng thầm lúng túng nhưng rồi ông ta nghiêm mặt, nói, Long Vương, chuyện này đối với những người khác thì không có vấn đề gì nhưng đây là vụ án mạng liên quan tới Lan Đình, bên quân bộ yêu cầu điều tra nghiêm chỉnh, chúng tôi mới có gan tới đây. Tôi cũng xuất thân từ Long Tức, tôi cũng muốn nghĩ cách che giấu nhưng khi ở hiện trường có rất nhiều người nhìn thấy nên vẫn phải mời Ly đi cùng chúng tôi một chuyến. Tôi lấy tư cách của chính mình đảm bảo tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra với Ly. Nếu có bất kỳ chuyện gì, tôi cũng sẽ tới thông báo với Long Vương.
Tư cách, mày dựa vào cái gì mà dám nói chuyện nhân cách với ta? Mày cũng là một người bị trục xuất ra khỏi Long Tức, mày có nhân cách gì? Long Vương mắng không chút khách khí, căn bản là ông không nể mặt người đàn ông này. Người đàn ông mặc áo cổ tàu cũng tức giận, ông ta âm trầm nói, Long Vương, ông cũng đừng cậy già lên mặt kẻ cả. Ông cho rằng ông vẫn là Long Vương trước kia hay sao? Ông hãy nhìn lại ông đi, ông đã liệt nhiều năm, thế giới này không còn như trước kia nữa. Bây giờ ông còn có thể làm gì đây? Còn ai có thể nghe lời ông nói đây? Đất nước nuôi dưỡng, cung phụng ông đó là vì nghĩ tới công lao trước kia của ông. Ông đừng có mà không biết tốt xấu, hôm nay chúng tôi tới đây, nhất định phải mang Ly đi. Cô ta là tội phạm, hiển nhiên phải bị trừng phạt theo pháp luật của đất nước. Nếu ta không cho mày mang người đi thì sao? Long Vương hừ lạnh một tiếng nói. Long Vương, ông đừng cố tình vi phạm luật pháp, ông đang vì tình riêng mà phạm pháp đó. Nói nếu ta trơ mắt đứng nhìn con gái nuôi của tao bị oan ức, không đòi lại công bằng cho nó. Tao đây mới không phải là Long Vương, là cầm thú. Chuyện này ta quyết định sẽ nhúng tay vào. Mày tuyệt đối không thể mang Ly đi. Còn nữa, ngay bây giờ mày hãy gọi điện thoại cho Hoàng Thiên Trọng. Ta mặc kệ nó muốn điều gì, muốn làm gì. Nếu như nó muốn làm tổn thương một sợi lông của Tần Lạc, ta sẽ tuyệt đối không coi nó là con của huynh đệ ta nữa. Nó đối xử với Tần Lạc thế nào, ta đối xử với nó như vậy. Tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan gì tới những người khác. Tôi là nhân viên giám sát kỷ luật của Lan Đình. Nhân viên của chúng tôi chết bất ngờ trong lúc thi hành nhiệm vụ. Tôi có trách nhiệm phải điều tra chân tướng sự việc này. Chuyện này đã chọc tới cấp trên. Tôi là người nắm chứng cớ, chẳng lẽ để cho ông Thiên vị con gái nuôi của ông không cho phép tôi đòi lại công bằng cho nhân viên của mình sao? Cao Tường, mày có biết tại sao ta không thích mày không? Ta không thích mày chính là vì vẻ nghèo hèn, thói đạo đức giả của mày. Chẳng lẽ mày sẽ dám nói mày không bị người khác sai khiến sao? Mày có dám thề với ông trời không? Người đàn ông mặc áo cổ tàu khinh bỉ nói, ông đúng là một lão già ngoan cố. Bây giờ còn có ai tin tưởng loại lời thề ấy không? Nếu như loại lời thề này có tác dụng thì hàng ngày sẽ có rất nhiều người bị thiên lôi đánh chết. Tôi sẽ không gọi điện thoại hộ ông. Nếu như ông tin tưởng lời nói của mình có sức mạnh như vậy thì ông hãy tự gọi đi xem người đó có nguyện ý nghe lời ông hay không. Ta sẽ đi cùng các người. Ta muốn xem các người có thể làm gì. Ta Ly đứng ở trong góc không nhịn được lên tiếng, sắc mặt nàng đằng đằng sát khí. Hay lắm, đây mới chính là giác ngộ của thành viên Long Tức. Người đàn ông tên Cao Tường nói, mang cô ta đi. Tự ta đi được, Ly cười nhạt nói. Cao Tường vừa mới ra lệnh, mấy tên nhân viên phía sau sớm đã không nhẫn nhịn được vì thái độ kiêu ngạo của Long Vương đã lập tức ra tay. Chúng lặng lẽ vào tới. Ánh mắt Ly lạnh lẽo. Bàn tay phải của nàng đã xuất hiện một thanh chủy thủ sắc bén. Bù! Ngân quang lập lòe, thanh chủy thủ sắc bén trong tay Ly vung lên hướng tới nắm tay của một gã áo đen bên tay trái. Gã áo đen đó nhận thấy nguy hiểm, muốn thu quyền lại. Đáng tiếc lúc này đã muộn, nói cách khác tốc độ ra chiêu của Ly nhanh hơn nhiều so với tốc độ thu quyền của hắn. Phập! Lưỡi dao đâm vào máu thịt, phát ra một âm thanh êm tai. Máu huyết bắn tung đầy trời. Phun ra như nước suối. Gã áo đen đó còn chưa kịp gào lên đau đớn, Ly đã rút thanh chủy thủ trong tay gã ra, sau đó nàng tung ra một cước. Gã áo đen kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình bay bổng, nặng nề rơi xuống một phiến đá trong sân. Ly không dừng lại, sau cú đá, nàng lại vung dao đánh tới. Răng rắc, tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, dường như lưỡi dao của nàng có mắt. Nó lần lượt rạch phá lồng ngực của gã áo đen bên phải. Quần áo bị xé rách, da thịt màu đỏ cũng lần lượt lộ ra. Ly đã thương liền hai người trong một lúc. Nói cách khác, hai cú đánh cực nhanh của Ly đã làm hai gã đó trọng thương, mất đi năng lực chiến đấu. Thực lực cường hãn của Ly làm những gã áo đen cảnh giác. Chúng sợ bị thương nên nhanh chóng lùi lại phía sau, chần chừ không dám tiến lên. Còn có ai nữa không? Ly lạnh lùng hỏi. Không một ai trả lời. Cao Tường cười nhạt nói, hay lắm. Cực kỳ hay. Ta muốn một lần nữa lĩnh giáo năng lực chiến đấu của Long Tức. Không sai, các người rất có khả năng nhưng như vậy thì đã sao nào? Các người có thể đối phó với một đội quân không? Tôi không tin thế giới này không có đạo lý. Đạo lý ư, tốt lắm, mày nói tới đạo lý, ta sẽ nói cho mày đạo lý là gì. Long Vương cười gằn nói, xem ra ta lặng im quá lâu rồi. Trước kia mày quỳ rạp giống như một con chó cầu xin ta. Bây giờ mày dám ngang nhiên tới đây uy hiếp ta.
Mày còn hỏi ta có sợ cả một đội quân không? Thật sự giật đáng cười. Được rồi, các người chủ động chọc ta, đừng trách lão tử ta phát điên. Khi ta nổi điên thì ngay cả bản thân ta cũng sợ hãi. Ông muốn làm gì? Cao Tường vội vàng hỏi khi nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của Long Vương. Không phải các người muốn đuổi cùng giết tận sao? Không phải các người muốn bắt giữ con gái nuôi và đồ đệ của ta sao? Vậy tại sao không bắt luôn cả lão tử ta? Dù sao trong mắt các người, lão tử cũng là một phế vật bị liệt. Hãy tới đây bắt ta đi cùng thôi, Long Vương cười to nói. Ông đúng là đồ càn quấy. Chuyện này vốn không liên quan gì tới ông. Tại sao chúng tôi lại phải bắt ông? Chúng tôi sẽ không đổ oan cho người tốt, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người xấu. Thúi lắm, Long Vương trợn trùng mắt to như chuông đồng mắng. Các người đã không dám bắt ta chỉ còn cách tự mình đi. Ly, đi, chúng ta chuẩn bị đi. Chúng ta cũng nên tới Thạch Lĩnh một chuyến. Mấy năm nay ta không ra ngoài. Ta muốn xem ai dám ngăn cản ta. Tương đương u tương đương. Một lực lượng như thần binh từ trên trời xuất hiện. Không một ai ngờ, bộ đội đặc biệt thần bí nhất, lực chiến đấu mạnh nhất ở Thạch Lĩnh lại để cho kẻ thù bên ngoài xâm nhập, hơn nữa còn có thể xâm nhập một cách bí mật. Điều tồi tệ nhất chính là bây giờ cô ta lại đang bắt cóc đội trưởng bộ đội đặc biệt. Trong tay cô gái có dáng vẻ giống như những thành viên đội bảo vệ khác có cầm một cái điều khiển từ xa nhỏ. Bên hông của đội trưởng có dán một quả bom trông giống như là kẹo cao su. Cô gái chỉ cần ấn vào nút đỏ của điều khiển từ xa, quả bom này sẽ lập tức nổ tung, biến thân thể của đội trưởng thành 180 mảnh, hoặc nhiều hơn nữa, xương tàn thịt nát. Đội trưởng, người muốn tiếp tục chĩa súng vào người ta sao? Cô gái uể oải nói, đầu ngón tay cô đặt trên nút bấm điều khiển từ xa. Đương nhiên, không phải đây chính là mạng đổi mạng sao? Ta đương nhiên muốn làm, mặc dù gã đội trưởng rất kinh ngạc không biết cô gái này đã dán loại bom sử dụng công nghệ ngụy trang tiên tiến này khi nào, nhưng hắn vẫn cứng cỏi nói. Binh! Cô gái đột nhiên ra tay, cô vung tay đấm thẳng vào ngực mang giáp bảo vệ của đội trưởng. Loảng xoảng! Âm thanh trầm đục vang lên, gã đội trưởng cảm thấy lỗ tai mình nổ vang. Yết hầu như cứng lại, trước ngực như có một khối đá nặng ngàn cân đè xuống, thân thể hắn lảo đảo trực ngã. Ta dám đánh ngươi một quyền, ngươi có dám đánh ta một quyền không? Cô gái vô cùng bình tĩnh, mọi chuyện vẫn nằm trong khống chế của cô. Người gã đội trưởng do dự, không dám bóp cò. Coi như là trước khi chết, cô gái kia sẽ dễ dàng lôi hắn cùng xuống địa ngục. Hắn là đội trưởng, hắn không muốn chết. Không dám thì hãy quay nòng súng sang hướng khác, cô gái khuyên nhủ. Không phải ta sợ ngươi dám nổ súng, mà là ta sợ ngươi không cẩn thận cướp cò. Gã đội trưởng cảm thấy từ đan điền của mình có một luồng khí nóng bốc lên đầu. Hắn cắn răng, đành phải dằn lòng mình lại, cuối cùng quyết định chúi mũi súng xuống nền nhà. Gã đội trưởng thúc thủ bó tay, tiểu đội tác chiến đặc biệt mất đi tác dụng. Gã môi giới, gã đầu chọc cùng với thành viên nữ duy nhất trong nhóm đưa mắt nhìn nhau. Bọn chúng chính là những lực lượng cuối cùng có thể dựa vào. Bình thường đây là một nơi cực kỳ an toàn, không ngờ lần này đã không có tác dụng gì hết mà chúng còn trở thành con tin trong tay người khác. Rốt cuộc cô ta là người thế nào? Ngay cả bản thân hắn và những triển hữu lâu năm của hắn cũng không thể phát hiện ra. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao ngươi có thể vào đây? Người phụ nữ da sần sùi như bà phù thủy thở hổn hển nói. Tại sao những người này không có ý thức pháp luật gì vậy hả? Chẳng lẽ chúng không biết chúng đóng giả nhân viên thi hành công vụ của đất nước là phạm pháp sao? Ta nói rồi, y ta là quân sư, cô gái nói. Còn về phần tại sao ta có thể vào đây thì xin lỗi, ta không có hứng trả lời một câu hỏi cực kỳ ngu xuẩn như vậy. Người phụ nữ tức giận dậm chân, không nói được. Người muốn làm gì? Gã môi giới trấn tĩnh lại trước tiên, ánh mắt sáng quắc của hắn nhìn chằm chằm vào quân sư hỏi, bây giờ tình hình đã rõ ràng. Người có thể nói rõ điều kiện của mình. Ta muốn sống, quân sư nói. Ta có thể đồng ý, gã môi giới sảng khoái đồng ý, bây giờ ngươi có thể đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Quân sư cười mỉa mai nói, như vậy có được không? Không phải như vậy sẽ phá vỡ quy củ của quỷ huyền sao? Ta nghe nói hơn 10 năm qua không có một ai bị bắt vào đây có thể còn sống ra ngoài. Ngươi là một ngoại lệ, gã môi giới cười ha hả nói. Tốt lắm, các người đã khách khí như vậy. Ta sẽ mang người đi, quân sư vừa nhìn Tần Lạc vừa nói. Xin lỗi, điều này không phù hợp với quy định, gã môi giới lắc đầu nói. Không có mệnh lệnh của cấp trên, hắn tuyệt đối sẽ không để Tần Lạc chạy thoát. Vậy sao? Quân sư chăm chú suy nghĩ rồi nói, được, ta cũng ở lại với anh ta.
Gã đầu chọc tính tình nóng nảy tức giận nói, ngươi cố ý làm vậy hả? Ta không cần biết ngươi là ai, nhất định ta sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Đây là quy củ của ta, quân sư khanh khách cười nói. Còn nữa, không nên đe dọa ta, ngươi cắt ngang lời của ta, ta không bia nói gì nữa. Trong lúc nói, quân sư giơ súng lên nhằm gã đầu chọc bắn. Chương 462, thả người. A! À, gã đầu chọc gào lên một tiếng thảm thiết, ngã xuống nền nhà, chiếc giày da của gã xuất hiện một lỗ thủng. Quân sư tuy dùng súng bắn người nhưng không muốn lấy đi tính mạng của gã đầu chọc, nàng chỉ có ý lập uy. Ngươi không biết là Long Túc các ngươi rất quá đáng sao? Gã môi thâm tức giận nói, gương mặt hắn co rúm lại, chòm lông trên nốt ruồi cũng rung rung, trông không có uy thế chút nào, ngược lại làm người khác có cảm giác rất buồn cười. Bây giờ ngươi đã biết ta là người của Long Túc rồi sao? Quân sư cười hỏi. Quân sư, uy danh lẫy lừng, đội trưởng kiêm bộ não của Long Túc sao ta không thể nhận ra chứ? Gã môi thâm không thể không nói toạc thân phận của đối phương. Rất nhiều chuyện cực kỳ đơn giản, nếu như bạn không nói ra thân phận của đối phương, người đó sẽ cứ giả ngây giả dại, mặc sức làm bậy. Nhưng sau khi bạn bóc trần thân phận thực sự của đối phương, nhất định sẽ kiêng dè không dám làm bậy nữa. Ngươi đã biết ta là thành viên Long Túc, hẳn ngươi cũng biết ta chỉ có thói quen nói chuyện với người chết. Mặc dù quân sư đội mũ sắt bảo vệ nên không nhìn rõ vẻ mặt lúc này của nàng, nhưng chỉ cần dựa vào đường cong di chuyển của mũ sắt là có thể đoán ra ánh mắt nàng đang nhìn ai. Người sống rất nguy hiểm, ta không ngần ngại khiêu khích các ngươi, sau đó sẽ biến các ngươi thành những xác chết an toàn. Giọng nói của quân sư cực kỳ nghiêm khắc nhưng cũng không kém phần ngang ngược. Những người nghe thấy nàng nói câu này đều có hai loại cảm xúc trái ngược nhau. Một loại cảm xúc phẫn nộ, cảm giác nàng vô cùng kiêu căng, cuồng vọng, không nhịn được chỉ muốn xông lên đấu lý với nàng một phen. Một cảm xúc khác là rét lạnh, bởi vì những người nghe thực sự tin tưởng biết nàng thực sự sẽ làm như vậy. Đây đại khái là một người làm người khác vừa hận vừa sợ. Quân sư chỉ vào Tần Lạc nói, hãy để ta mang anh ta đi, hay nói cách khác ta và anh ta sẽ cùng ở lại đây. Các ngươi hãy lựa chọn đi. Người đang ép buộc chúng ta, hiển nhiên gã môi thâm không thể tự đưa ra quyết định của mình. Hắn được lệnh phải giữ Tần Lạc lại nhưng hắn cũng không có cách nào phản kháng lệnh của quân sư. Long Túc đáng ghét vậy sao? Giống như một tòa núi cao dồn nén các binh chủng khác nhưng chỗ nào cũng có mặt. Đây là vấn đề của ngươi, quân sư nói. Nàng nhìn Tần Lạc đang đứng bên cạnh hỏi. Anh có ý kiến gì không? Cô cầm súng, tôi nghe lời cô, Tần Lạc cười nói. Tốt lắm, chúng ta đi, quân sư nói. Nàng chỉ mũi súng vào gã môi thâm nói, trước khi ngươi đưa ra quyết định, ngươi nhất định phải suy xét cẩn thận. Ngươi sẽ không thu được lợi ích từ người đó. Ngươi cũng giống như chúng ta, là quân cờ. Ngươi không giống chúng ta, ngược lại ngươi có thể bị đẩy ra chịu tội thay cho người khác. Đây chính là vận mệnh của loại người như các ngươi. Khóe miệng của gã môi giới co rúm lại, hắn không nói gì. Làm phiền Diệp đội trưởng hộ tống chúng tôi ra ngoài, quân sư cười nói. Đội trưởng đội tác chiến đặc biệt bất đắc dĩ chịu nhục đóng vai con tin đi trước, dẫn đường cho hai con sơn dương có mưu đồ ra khỏi thạch lĩnh khỏi lạc đường. Một nhóm đội viên đội tác chiến đặc biệt đi phía sau, mang súng cảnh giới. Trong mật thất chỉ còn lại gã môi thâm, người phụ nữ da sần sùi và gã đầu chọc đang nằm rên rỉ. Bây giờ phải làm sao? Gã môi thâm hỏi. Làm cái gì ư? Hãy mau gọi bác sĩ cho ta, gã đầu chọc tức giận kêu lên. Gặp phải hai đồng đội thấy bạn mình chết không cứu thì quả thật đúng là một bi kịch lớn nhất của đời người. Không chết được, người phụ nữ nóng nảy nói ý. Trong ba người, gã môi thâm có chức vụ cao nhất. Lần hành động này cũng do hắn phụ trách, đứng trên lập trường của hắn. Rốt cuộc hắn cũng không muốn nhìn thấy đồng đội của mình xảy ra chuyện. Vì vậy hắn gọi điện thoại gọi bác sĩ. Bây giờ phải làm sao đây? Hắn lại lên tiếng hỏi. Anh là người phụ trách, chúng tôi nghe theo anh, gã đầu chọc nằm dưới sàn rên rỉ nói. Lúc ấy tôi đã muốn nổ súng giết hắn, anh lại không đồng ý. Bây giờ ha ha, tôi cũng không có ý kiến nữa. Nếu như có người cầm súng chỉ vào đầu lão nương, tôi không muốn xông sao. Có xấu hổ không? Người phụ nữ châm chọc. Gã môi thâm thở dài nói, không sợ đối thủ như lang sói, chỉ sợ bạn bè giống như heo. Tại sao anh lại nói vậy? Người phụ nữ tức giận nói. Gã môi thâm chẳng muốn để ý tới hai người chỉ biết tranh đấu nội bộ này. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Anh không sợ sao? Quân sư nhìn Tần Lạc hỏi. Không sợ, Tần Lạc nói. Tại sao? Bởi vì tôi biết cô sẽ tới, Tần Lạc cười nói.
Nếu như không có Long Tức che chở, Tần Lạc sẽ không bao giờ theo Trình Hám đi tới Thạch Lĩnh. Tần Lạc là thầy thuốc chữa bệnh cho Long Vương. Vì để đảm bảo an toàn cho Tần Lạc, hay nói cách khác là để đảm bảo cho việc chữa trị cho Long Vương kịp thời, Ly đưa cho Tần Lạc một thiết bị báo nguy. Đây là một cúc áo nho nhỏ. Khi gặp phải sự nguy hiểm tới tính mạng chỉ cần ép lên cái cúc áo đó, tất cả các thành viên Long Tức có thể thu được tín hiệu. Đây vốn là một trang bị cứu viện được sử dụng cho các thành viên Long Tức nhưng được sử dụng cho Tần Lạc, một người bên ngoài. Ngay khi xe của Vương Cửu Cửu bị chặn lại, Tần Lạc vẫn chưa sử dụng thiết bị này. Loại ân tình này giống như vay tiền bạn bè đã cho cũng chỉ có thể mượn một lần. Nếu tiếp tục vay mượn có lẽ người bạn sẽ đóng cửa lại, hay nói dối không có tiền. Ngay khi những người đó dám có gan ra tay với Vương Cửu Cửu, Tần Lạc mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Đây không phải là việc điều tra hay thẩm vấn mà mấy người đó thực sự tới trả thù. Vì vậy khi ở trong xe Tần Lạc kích động ấn vào thiết bị cảnh báo. Rất nhanh chóng thiết bị báo nguy chấn động trở lại, đó là tín hiệu trả lời của người ở gần Tần Lạc. Tần Lạc rất bình tĩnh bởi vì hắn biết có thành viên Long Tức ở gần đây. Càng tiếp xúc với Long Tức, Tần Lạc càng hiểu thêm về sự cường đại của Long Tức. Tần Lạc không biết ở đất nước này có chuyện gì mà bọn họ không làm được không, nhưng hắn biết rõ nhất định bọn họ sẽ nghĩ ra cách giải cứu mình. Đây cũng là nguyên nhân hắn ngăn cản sự kích động của Vương Cửu Cửu và bình tĩnh đi theo Trình Hám tới Thạch Lĩnh. Mặc dù khi xe của Vương Cửu Cửu bị cản lại trên đường, ngăn cản nàng đi theo, nhưng Tần Lạc vẫn tin tưởng người của Long Tức vẫn đi theo sau hắn. Bởi vì không ai có đủ sức ngăn cản Long Tức. Quả nhiên người của Long Tức không làm cho hắn thất vọng. Người của Long Tức quả thực đã tới, hơn nữa lại là quân sư, người Ly cực kỳ tôn sùng. Tần Lạc chưa từng gặp quân sư, hắn không biết bản thân nàng là một mỹ nữ hay là một người xấu xí, nhưng mà hắn đã rất nhiều lần nghe thấy tên nàng từ miệng của Ly. Nghe giọng nói thì quân sư vẫn còn trẻ nhưng nàng cũng giống như Ly, đều là những người phụ nữ đã trải qua bao đau thương. Các nàng khó có thể thổ lộ với người khác về chuyện xưa của mình. Các nàng đang đi trên một con đường mà những người phụ nữ bình thường khó có thể tưởng tượng nổi. Quân sư tiếng cười trở nên vô cùng êm ái, nói, là một người đàn ông, chẳng lẽ anh không muốn nói cho tôi biết cần phải ứng phó thế nào với tình hình hiện tại sao? Tôi biết câu trả lời của tôi nhất định sẽ làm cô thất vọng, Tần Lạc bất đắc dĩ nhún vai nói, điều chúng ta có thể làm bây giờ chính là chờ đợi. Không sai. Bên ngoài ngôi biệt thự nhỏ, người đứng lấu nhố, kín đặc. Từng hàng, từng dãy. Không thể đếm hết. Bọn họ mặc quân phục màu xanh biếc, thân hình cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị, đứng lặng yên, không một tiếng động. Bọn họ giống như một rừng trúc xanh biếc, những tòa cổ tháp rêu phong, không giận, không cười nhưng thanh thế kinh người. Tần Lạc có thể hiểu vì sao nhiều năm nay không có ai có thể thoát ra ngoài Thạch Lĩnh này. Nơi này không chỉ là một trại an dưỡng cao cấp, một nơi thẩm vấn kinh khủng mà còn là một căn cứ quân sự. Tất cả những người này đều là những quân nhân ưu tú nhất của Trung Quốc. Bọn họ có thể làm được điều gì? Một Long Tức hùng mạnh, một quân sư mạnh mẽ thì cũng có thể giết hết những người này sao? Không dám mà cũng không có khả năng. Hơn nữa đây còn là đồng bào. Ta đã suy nghĩ lại, không thể để hai người chạy thoát được, gã môi thâm từ phía sau đi tới. Hắn cười nói, ta sợ Long Tức, ta cũng sợ quân sư. Ta không phải là người không biết đặt lợi ích lên trên, thậm chí ta rốt cuộc cũng biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng chuyện đã xảy ra tới nước này. Ta không còn đường lui nữa, vậy ta phải giải quyết chuyện này tốt đẹp. Sau này khi người khác nhắc tới ta, độc lang của Thạch Lĩnh cũng phải giơ ngón tay lên khen ngợi. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề đơn giản nhất, quân sư nói, ngươi có biết người mà ngươi dùng trăm phương ngàn kế để cản lại là ai không? Tần Lạc gã môi thâm nói, đương nhiên hắn biết tên Tần Lạc. Anh ấy là anh hùng, quân sư nói, chúng ta là quân nhân vì vậy chúng ta phải bảo vệ biên giới quốc gia, nhưng việc anh ấy làm cũng hoàn toàn không ít hơn. Không kém hơn khi so với chúng ta. Anh ấy chỉ sử dụng một phương thức khác mà thôi, không bạo lực nhưng cũng không kém nguy hiểm. Ngươi nói những điều này với ta cũng vô dụng, gã môi thâm từ chối tiếp nhận những thông tin này. Hắn đương nhiên cũng biết. Có tác dụng, quân sư nói, anh ấy đại thắng Hàn Uy, dương cao uy danh của đất nước, được vô số người dân ủng hộ. Ngày anh ấy về nước, đất nước chúc mừng, vạn người ra sân bay đón tiếp. Tất cả những điều anh ấy đạt được đều dựa vào cố gắng của anh ấy. Anh ấy là người tốt. Quân sư nhìn gã môi giới hỏi, tại sao ngươi lại muốn giết một người tốt? Người tốt, tốt như vậy. Người tốt hiếm hoi như vậy. Tại sao ngươi còn muốn giết một người tốt? Người tốt, gã môi thâm ngẩn người.
đã rất nhiều năm nay hắn chưa từng nghe thấy hai từ này. Trong cái xã hội này chỉ có người nói cho hắn biết, đàn ông, đàn bà, người nghèo, người giàu có, người có ích, người không có ích, người có giá trị lợi dụng, người không có giá trị lợi dụng, nhưng chưa có bất kỳ ai nói cho hắn biết là có người tốt. Anh không thể giết một người tốt. Ta thừa nhận anh ta là người tốt, sốt cuộc gã môi thâm cũng bị thuyết phục, nhưng cái đó và việc ta cần làm không có liên quan gì tới nhau. Quân sư không thèm nói lại, người nàng toát ra sát khí kinh người. Hiển nhiên nàng tức giận. Ngươi cho rằng bọn họ có thể ngăn cản ta sao? Quân sư bình tĩnh nói. Không, gã môi thâm lắc đầu nói. Bọn họ tới ngăn cản ngươi, nhưng bọn họ không thể ngăn cản ngươi. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, những người này đều là bia đỡ đạn, cũng là những tấm bia đỡ đạn bọn chúng đưa tới để quân sư chém giết. Đúng vậy, bất kỳ một đất nước nào cũng có những kẻ điên chỉ vì lợi ích cá nhân mà mất hết nhân tính. Siêu siêu, một luồng ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, soi rõ như ban ngày. Luồng ánh sáng đó càng lúc càng gần, tiếp theo đó thì đứng lại ngay trên đỉnh đầu, thì ra đó là một chiếc trực thăng quân sự. Cạch, một chiếc thang dây được thả từ trên trực thăng xuống, sau đó một người phụ nữ mặc trang phục màu đen theo thang dây leo xuống dưới. 3 giây đồng hồ sau, người đó đã nhảy xuống mặt đất. Ngay sau đó một người đàn ông cũng từ trên trực thăng leo xuống. Tần Lạc biết người này. Đó là Kiều Mộc, đội trưởng đội bảo vệ của Long Vương. Người thứ ba nhanh chóng xuất hiện, Tần Lạc quả thực không dám tin vào hai mắt mình. Mặc dù trực thăng vẫn ở trên không trung nhưng thân hình cao lớn, uy vũ làm người khác phải ngưỡng mộ. Mái tóc dài của người đó bị gió thổi tung bay, hàng ria mép lâu không cạo càng làm cho người đó trông không giận mà uy. Ngay cả cách thức xuống thang của người đó cũng làm cho người xem há hốc mồm. Người đó không có vào thang dây đi xuống mà như một cánh chim đại bàng nhảy từ trên cabin trực thăng xuống dưới. Sau khi hạ xuống được một nửa, người đó giơ tay bắt lấy thang mây. Hành động đó khiến cho người đó treo lơ lửng ở trên không trung. Cử động này làm giảm tốc độ rơi xuống, sau đó người đó thả người rơi thẳng từ khoảng chừng hơn chục mét xuống đất. Kiều Mộc nắm đúng thời cơ, ném hai cây gậy trống trong tay lên không trung. Hai cây gậy trống xé gió bay tới chỗ người đàn ông đó. Hai tay người đó duỗi ra bắt lấy gậy trống. Hai tay nhanh chóng hợp lại rồi tách rời nhau. Ngay lập tức trên mỗi bàn tay đã cầm một cây gậy trống. Thân thể người đó rất nhanh rơi xuống, chỉ nghe cạch một tiếng, đầu cây gậy trống trên tay người đó chạm vào mặt phiến đá trên sân phát ra ánh lửa. Ngay khi cây gậy trống lên mặt đất, lực phản làm người đó bay lên cao. Hình như người đó có thể lợi dụng sức gió, thân thể đang ở trên không trung lại có thể đổi phương hướng, ầm ầm chuyển về chỗ Tần Lạc đang đứng. Tần Lạc trợn tròn mắt. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đây mới là cao thủ. Đây mới là cao thủ chân chính. Người cường đại nên mới có thể bay lượn trên không trung. Ngay khi thân thể Long Vương đứng lại, ông đưa mắt nhìn Tần Lạc, nhìn quân sư ở bên cạnh Tần Lạc, sau đó ông nhìn gã môi giới nói, thả người. Tôi, gã môi thâm đột nhiên phát hiện ra bản thân không sao có thể nói được. Sự kiên trì cùng sự cố chấp cuối cùng trong hắn cũng bay mất, hai chân hắn run rẩy, suýt ngã. Binh! Long Vương vung tay bạt tai gã môi thâm, đánh hắn bắn ra ngoài. Ly và Kiều Mộc nhanh chóng bước lên trước, cả hai cùng kéo gã môi thâm dậy. Thả người, Long Vương lại nói. Giọng nói không to nhưng lại khiến người khác nghe như sét đánh bên tai. Tôi muốn gọi điện thoại ngay lúc này. Gã môi thâm vẫn chưa ngất xỉu mặc dù một bên má của hắn sưng lên như sợi mì lên men. Binh! Long Vương lại vừa bạt tai hắn. Lần này má còn lại của hắn cũng nhanh chóng sưng lên. Tôi gã môi thâm muốn nói nhưng bởi vì gương mặt đã sưng phù, ảnh hưởng rất lớn tới khả năng diễn đạt của hắn, làm cho người ta không hiểu được hắn rốt cuộc có đồng ý hay không. Binh! Long Vương căn bản không để hắn có cơ hội giải thích. Ông lại cho hắn một cái tát nữa rồi mới nói, thả người. Đáng tiếc không ai có thể cho ông câu trả lời. Sau 3 cái tát, gã môi thâm đã ngất xỉu. Chương 463, làm việc cũng cần phải đẹp. Khủng khiếp! Tất cả mọi người đều bị hành động vô cùng bá đạo của người đàn ông bá đạo này làm cho há hốc mồm kinh ngạc, thậm chí còn ngã ngửa người ra vì kinh hãi nữa. Ông ta nhảy từ trên không sống, như một thiên thần giáng thế, bộ dạng hào hùng, khí thế oai vệ, thân hình vạm vỡ, giống như Tống Nhạc tái sinh, lại giống như Trương Phi, Quan Vũ tung hoành ngang dọc như chỗ không người, đơn thương độc mã giữa chốn ba quân hỗn loạn lấy thủ cấp tướng địch, dễ như lấy đồ từ trong túi ra vậy. 3 câu nói thả người, là 3 cái bạt tai đau điếng,
mỗi một câu nói như sấm rền bên tai, mỗi một cái tát như trống dội ba quân, khí thế của ông ta khó có ai có thể cưỡng lại, giọng nói như chuông đồng, không cho bất kỳ ai có cơ hội giải thích, cứ như thế bạt tai cho người ta đến ngất lịm đi. Bạn đã gặp qua người đàn ông nào bá đạo như thế này bao giờ chưa? Tại đây có bao nhiêu là người, bao nhiêu là đàn ông, bao nhiêu là quân nhân trong tay lăm lăm súng ống, vậy nhưng bọn họ chỉ biết dương mắt éch ra chứng kiến cảnh tượng kinh hãi này. Trong lúc Long Vương hành hạ làm nhục tên môi thâm kia, thì tất cả mọi người ở đây chỉ biết đứng như trời trồng, không có bất kỳ một phản ứng gì hết. À không, phải nói là bọn họ không biết nên phản ứng ra sao mới phải. Im lặng. Một sự im lặng chết chóc. Ông ấy chính là Long Vương. Người đàn ông mặc đồ đen đứng phía sau sắc mặt tái xanh lại nói. Không sai, ông ấy chính là Long Vương. Trịnh Hám nhìn về phía Long Vương, mắt trợn tròn lên đáp lại. Có người, cho dù hai chân bị liệt, tay phải chống nặng, nhưng ông ta vẫn có thể trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Không có một ai có thể thay thế được vị trí đặc biệt đó của ông ta, cho dù đó có là minh tinh Hollywood đi chăng nữa cũng không phải là ngoại lệ. Nhiệm vụ của chúng ta, người đàn ông đồ đen thở dài ra nói, e rằng thất bại đến nơi rồi. Không, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, Trịnh Hám nói, Lan Đình nghi ngờ Tần Lạc có liên quan tới vụ việc đánh chết Trình Kiến Quân, chúng ta phụ trách đưa tội phạm đến đây xét xử và điều tra, đây mới là nhiệm vụ của chúng ta. Vậy nhưng chúng ta vẫn chưa thể báo thù được cho Kiến Quân. Người đàn ông kia nói. Không có nhưng gì hết, Trịnh Hám không nhịn được nói, anh ta đưa tay vào trong người moi ra một điếu thuốc đưa lên miệng, muốn tìm một mồi lửa, nhưng lại sợ làm kinh động đến Long Vương nên lại bỏ điếu thuốc xuống rồi đút vào trong người. Chờ đến khi chúng ta tìm ra được kẻ thù thật sự rồi thì báo thù cũng vẫn chưa muộn mà. Chúng ta vẫn còn cơ hội, Trịnh Hám lắc đầu nói. Vâng, người đàn ông kia lúc này mới sực tỉnh, vội vã đáp lại. Long Vương lúc này lại như người bị bại liệt, không thèm để ý tới gã môi thâm đang nằm mềm nhũn dưới chân ông như một con chó chết đuối, cũng không hề hỏi thăm Tần Lạc hay quân sư đang đứng ở bên cạnh ông, mà ông chỉ lặng lẽ quay người lại, đối diện với vô số quân nhân đang im lặng đứng đó, rồi gầm lên, thả người. Lạch cạch, tất cả mọi người nơi đây đều bị khí thế của Long Vương làm cho sợ đến kinh hồn bạt vía, bất giác đều lùi lại một bước. Khí thế này của Long Vương, chẳng khác gì Trương Phi đứng trên cầu trường bản hét vỡ mật tướng địch cả. Mọi, việc, đều có thể thương lượng. Mụ đàn bà kia lắp ba lắp bắp nói. Gã đầu hói thì bị trúng đạn nhập viện, gã môi thâm thì bị Long Vương bà tai cho đến ngất xỉu, Thạch Lĩnh Tam Cầm bây giờ chỉ còn mỗi mụ ta mà thôi. Tuy trong lòng mụ vô cùng lo sợ, nhưng vẫn cố đứng lên gánh chịu sự tức giận của Long Vương. Không có thương lượng gì hết, lập tức thả người. Mắt Long Vương long lên sòng sọc như hai viên bi đồng, ông dùng một tay chống nặng nâng đỡ thân thể của mình, sau đó đưa chiếc tay cầm nặng còn lại lên chỉ về phía đám quân nhân, để cho bọn chúng về đi. Ta không cần biết bọn chúng vâng lệnh của ai mà đến đây, nhưng bây giờ phải về ngay lập tức. Long Vương để mặc cho long tức của mình hoành hành ngang ngược không quản, bây giờ lẽ nào lại muốn quản chuyện của Thạch Lĩnh chúng tôi hay sao hả? Hàng người nghe vậy bỗng nhiên tách sang hai bên, một người đàn ông có vóc người hơi mập, đeo kính bước lên phía trước. Anh ta là một người khá dũng cảm, trong lúc tất cả mọi người chỉ muốn chạy khỏi nơi này càng sớm càng tốt, thì anh ta lại chậm rãi, ung dung bước tới trước mặt Long Vương, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mặt của ông ta. Anh là ai? Long Vương lên tiếng hỏi. Thái Hành Chánh, tôi chỉ là một nhân vật vô danh tiểu tốt, Long Vương dĩ nhiên cũng chưa từng nghe qua đến thân phận của tôi. Người đàn ông đó tự cười chế nhạo mình. Nhưng không biết ông ta tự cười bản thân mình xuất thân hèn kém, hay cười nhạo Long Vương cao ngạo không biết trời cao đất dày là gì. Không sai, đúng là ta chưa nghe qua tên tuổi của anh. Long Vương vẫn rất khách khí đáp lại, sau đó ông đưa tay lên chỉ vào đám quân nhân hỏi, có phải anh mệnh lệnh cho bọn họ đứng ở đây không? Không sai, bọn họ đang chấp hành nhiệm vụ quân vụ khẩn cấp. Người đàn ông đó trả lời rất thẳng thắn. Chúng tôi nhận được chuông báo có một nhóm người muốn vào đây cướp phạm nhân của Lan Đình, đó không phải là ông đấy chứ. Bọn họ đều là người lính, chứ không phải là tốt đen cho anh sai bảo, anh có hiểu không hả? Ánh mắt của Long Vương sáng quắc như lư đồng nhìn thẳng vào người đàn ông đeo kính này hỏi. Bọn họ có thể chết, nhưng bọn họ chết trên chiến trường, chết dưới đạn pháo, giáo mác của quân địch, chứ không phải là chết trong địa phận của Trung Quốc, và đặc biệt là chết ngay tại đây. Long Vương gằn giọng nói. Tôi dĩ nhiên là biết bọn họ là người lính, bọn họ cũng là thủ hạ dưới quyền của tôi, bọn họ cũng là binh lính của quốc gia, bây giờ có người vi phạm pháp luật, thì bọn họ phải có trách.
Quỳnh. Long Vương không cho ông ta kịp nói hết câu nói của mình. Ông đột ngột giương cây nạng trong tay mình lên, bổ thẳng xuống đầu của người kia một cú điếng người. Thái Hành Chánh nói gì thì cũng là người xuất thân từ quân ngũ, nên phản ứng cũng khá nhanh nhẹn, khi ông ta phát hiện ra động tác của Long Vương thì đã kịp đưa tay lên đỡ. Vậy nhưng, tiếc là 3 năm võ tẩu cũng không bằng một chầu củ đậu, võ công có cao mấy thì cẳng tay sao đọ lại được với cây nạng trong tay Long Vương. Rắc, hự, cánh tay của người đàn ông đeo kính kêu lên ghê rợn, dường như đã bị gãy làm đôi. Bịch, uịch, đó là tiếng của chiếc nạng vặn theo đà bổ xuống. Đập một cú trời giáng vào đầu của người đàn ông đeo kính kêu lên những tiếng chát chúa và ghê rợn. Thái Hành Chánh chỉ biết hự lên một tiếng yếu ớt, sau đó ngã gục xuống đất, nằm mềm nhũn bên cạnh gã Môi Thâm. Sự sỉ nhục của một quân nhân, Long Vương vẫn chưa hả giận chửi. Chấm, gạch dưới gạch dưới. Long Vương vừa mới vào trong này mà đã đánh trọng thương hai người. Bây giờ không còn có ai đứng ra ngăn cản, không còn có ai muốn đứng ra giải thích. Không còn có ai chạy đến trước mặt của Long Vương làm trò này nọ nọ nữa rồi. Bởi vì mấy thằng ngu vừa dõi đã chứng minh rằng, ai làm những việc ngu ngốc đó, đều có một hậu quả khó lường. Long Vương không hề ưa thích mấy cái trò đó, mày muốn chiến, thì ông chiều. Đây là phong cách của Long Vương. Cút, Long Vương quay sang đám lính đứng trước mặt mình quát lên. Không biết ai đứng ở phía trước dẫn đầu, rất nhanh mấy người đứng chặn ở cổng đã rút lui không một bóng người. Cứ như bọn họ chưa từng chạy đến đây vậy. Cút, Long Vương lại quay sang đám đặc vụ của Thạch Lĩnh đứng ở sau lưng ông, hét lên. Quân sư lúc này cũng bỏ tên đội trưởng đặc vụ ra, cũng chẳng lo bọn họ làm bậy nữa. Viên đội trưởng kia cởi bỏ đồ phòng vệ trên người xuống, rồi cúi người kính chào Long Vương một cách cung kính sau đó liền kéo theo mấy tên đàn em chạy mất dạng. Có lẽ danh tiếng của Long Vương trong quân đội có ảnh hưởng quá lớn nên mới như vậy. Còn trong giới đặc vụ thì hình ảnh của ông chẳng khác gì thánh sống cả, ai cũng kính ngưỡng và hâm mộ. Không một ai biết được Long Vương đã đào tạo ra bao nhiêu là lính đặc công, càng không một ai biết rằng, các nhân vật đầu não quân đội ở các doanh trại quân đội ở Vân Chấn, Dương Thành, Nam Hải, Bắc Dương có khởi đầu bằng chữ Long. Chỉ cần là người xuất thân trong bộ đội đặc chủng, thì bọn họ đều có quan hệ với Long Vương hết. Long Vương là người sáng lập, cũng là người gây dựng lên bộ đội đặc chủng của Trung Quốc. Đồ đệ của ông tràn lan khắp nơi, đi đến đâu cũng có người của ông. Do vậy mà không nên chọc giận Long Vương, cũng đừng có động chạm gì đến ông, có khi đội trưởng đội đặc nhiệm gì gì đó lại là đồ tử đồ tôn của Long Vương thì sao? Dĩ nhiên, Long Vương bị bại liệt bao năm nay, cũng có không ít người cho rằng ông đã già rồi, tàn phế rồi, bỏ đi rồi. Chính vì vậy mà bọn họ mới dám làm loạn như ngày hôm nay. Chúng ta đi thôi, Long Vương nói. Sau đó ông liền nắm lấy chiếc nạng giò dẫm đi ra bên ngoài, Ly và quân sư mỗi người một bên, đi bên cạnh Long Vương, Tần Lạc và Kiều Mộc quay ra nhìn nhau một cái, sau đó cũng vội vàng nối gót theo sau. Một người ra trận, khóng ai đỡ nổi. Trong căn phòng cũ kỹ, một ông lão cầm cây bút lông, cúi người bên chiếc bàn đọc sách, đưa tay lên viết từng nét của chữ, điền. Ông lão mặc một bộ quần áo kiểu tôn trung sơn màu cà phê, áo được cài khuy chắc chắn. Mái tóc bạc được hất ra đằng sau, trông rất gọn gàng. Bộ dạng trầm lặng, tĩnh, cùng với nét bút bay bổng của ông vô cùng mạnh mẽ, nhưng nét mặt của ông vẫn lại cực kỳ cẩn trọng, giống như đang xử lý quốc gia đại sự vậy, không dám có chút sơ sài, qua quyết nào cả. Trong phòng lúc này vẫn còn hai người nữa, một người mặc bộ vest đen, dáng người tao nhã đứng ở cách đó không xa, anh ta lúc này cũng đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của ông lão kia. Trong thư phòng lúc này vẫn còn một người dáng người mập mạp, bộ dạng hầm hầm đang quỳ bên dưới, gã béo này không hề kêu oan, cũng chẳng nói câu gì, chỉ dập đầu xuống sàn kêu lên bôm bốp. Nét bút cuối cùng của chữ điền cùng cũng đã viết xong, ông lão liền đặt bút xuống, sau đó tiếp lấy chiếc khăn lau khô tay, khó chịu nhìn gã béo rồi nói, thôi, được rồi. Không cần phải dập đầu nữa đâu, cả cái không khí thanh tĩnh, tao nhã của ta đã bị cậu phá hỏng hết cả rồi đây này. Gã béo kia nghe vậy liền thôi không dập đầu nữa. Ngước đầu lên nước mắt nước mũi rầm rề nói, thủ trưởng lấy lại công bằng cho cha của cháu với. Bị thương nặng lắm hả? Ông lão vừa nói vừa nhấp một ngụm anh tuyết nhĩ và táo đỏ vừa nói. Đầu bị đánh một cú rất nặng, bác sĩ nói có thể trở thành người thực vật. Gã béo mắt đỏ ngầu lên, hầm hầm nói. Người thực vật, ông lão bây giờ không còn tâm tình đâu mà thưởng thức canh ngọt nữa. Ông đưa bát canh sang cho người đứng ở cạnh đó rồi nói, ông ta đúng là ra tay vẫn nặng như mọi khi. Cha của cháu hết lòng vì nước vì dân,
ông ấy kính trọng nhất vẫn là thủ trưởng, vậy mà bây giờ lại gặp phải cảnh tượng đối xử bất công bằng như vậy, xin thủ trưởng nhất định phải đòi lại công bằng cho cha cháu. Thái Liên nói mà nước mắt chảy xuống như mưa. Trong vụ việc xảy ra tại Thạch Lĩnh, thì người đứng ra nói chuyện với Long Vương là Thái Hành Chánh, là một trong hai dũng tướng của Hành Cáp và là cha của Thái Liên. Vậy nhưng, tiếc rằng ông ta bị Long Vương đập cho một nạng vào đầu, kết quả là bị chấn thương sọ não, đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, rất có thể sẽ trở thành người thực vật. Thôi được rồi, ta biết rồi, cậu cứ về đi. Ông lão vẫy vẫy tay lên nói. Thái Liên lại quỳ xuống đất, dập đầu lại tiếp ba cái rồi mới đứng dậy ra về. Những người khác cũng bị đuổi theo về hết, bây giờ trong thư phòng chỉ còn mỗi ông lão và Hoàng Thiên Trọng, ông lão chỉ vào cái chữ điền ở trên bàn rồi nói, cậu thấy thế nào? Khí độ hòa hợp, công thủ đều đủ cả. Hoàng Thiên Trọng đáp. Ông lão nghe vậy liền lắc lắc đầu nói, đừng có để cái tư tưởng đấu đá nhau trong đầu hoành hành như vậy, như thế không hay chút nào đâu. Cậu có biết tại sao tôi lại thích viết chữ điền như vậy không? Ông lão hỏi. Bởi vì ông họ Điền. Hoàng Thiên Trọng đáp. Vẫn còn một nguyên nhân nữa, là chữ điền có ba nét ngang và ba nét dọc hợp lại mà thành, mỗi một nét ngang hay nét dọc đều có những kiểu viết khác nhau, độ dài, độ nhấn, mỗi một nét đều có vẻ đẹp riêng của nó. Viết chữ thì điều quan trọng nhất chính là đẹp, không có cái tiền đề này thì vứt đi hết. Ông lão gật gù giải thích. Hoàng Thiên Trọng nghe vậy liền gật đầu đáp, vâng Thiên Trọng đã hiểu. Ông lão nghe vậy liền gật đầu nói, viết chữ cần đẹp, làm việc cũng cần đẹp như thế. Lần này cậu làm việc chẳng đẹp chút nào cả. Chương 464, khám nghiệm tử thi. Hoàng Thiên Trọng nghe vậy liền xấu hổ nói, vâng, Thiên Trọng suy xét tình hình thiếu suy nghĩ, để cho ông gặp nhiều phiền phức rồi. Cũng chẳng có gì là phiền phức cả, chỉ cần một cái cớ thôi, một cái cớ có thể làm cho người ta thất điên bát đảo. Cậu lần này làm việc không được đẹp cho lắm, nhưng cũng không có lỗ hổng nào cả, vậy nhưng Long Vương làm việc lại vừa không đẹp, vừa có nhiều lỗ hổng. Ông ta thích khoe khoang mình là giỏi, chúng ta tìm ông ta giải thích cũng chẳng có gì quá đáng phải không? Ông muốn xuất hiện sao? Hoàng Thiên Trọng nói. Ta mà không lên tiếng, thì cậu cũng đã tiêu tùng từ lâu rồi. Ông lão thở dài nói, thời đại bây giờ khác xưa rồi, không còn có những dũng sĩ xung phong đánh trận nữa rồi, bây giờ toàn là những người ngồi quan sát tình hình. Mọi người đều im lặng, bọn họ đều quan sát xem xét thái độ của ta không có ý gì, thì bọn họ cũng coi như không thấy gì. Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vậy phiền ông quá, Hoàng Thiên Trọng cảm kích nói. Ông lão nghe vậy liền khoát khoát tay nói, mỗi lần viết chữ, ta đều viết nháp trước một lượt, viết làm sao cho nét chữ nó thật là đẹp rồi thì ta mới động bút. Về sau cậu hành sự cũng nên động não một chút, cái chữ, đấu này có người viết cả đời mình rồi, mà viết có ra cái gì đâu. Không được phép vội vã. Vâng, Hoàng Thiên Trọng cúi người đáp. Thôi đi đi, ông lão vẫy tay ra hiệu. Cậu đi an ủi gia đình nhà họ Thái trước đi đã, bây giờ vẫn chưa phải lúc bọn họ làm loạn đâu. Và còn nữa, ông lão quay sang nhìn Hoàng Thiên Trọng một cái rồi nói, lần sau, đừng có tự cho mình là thông minh đưa nó đến đây, cậu làm như vậy là muốn ra uy với tôi, hay là muốn chiếu tướng tôi hả? Vâng, Thiên Trọng hiểu rồi ạ. Hoàng Thiên Trọng nghe ông lão nói mà vã mồ hôi hột, vội vã cúi người đáp. Tần Lạc chậm chậm mở mắt ra, trông thấy có một bóng người đang ở trước mặt của mình. Độ cảnh giác quá kém, nếu như tôi mà là sát thủ, thì anh cũng đã chết rồi. Bóng người đó lên tiếng nói. Tần Lạc nghe vậy cười khổ đáp, Ly, đây là Long Tức, lẽ nào nơi này sát thủ cũng có thể mò vào được hay sao? Tối hôm qua, sau khi được Long Vương cứu về, Tần Lạc liền ở đây, không về nhà nữa, hắn gọi điện thoại báo cho Lâm Hoán Khê, rồi ở lại đây chữa trị. Ngày trước mỗi lần châm cứu cho Long Vương xong, mệt quá là hắn nằm lại nghỉ ngơi luôn ở trong căn phòng này. Quân sư có thể, tôi cũng có thể. Ly đáp lại gọn lòn. Chấm, gạch dưới gạch dưới. Tần Lạc cảm thấy bản thân mình khó có thể nói chuyện được với Ly về vấn đề này, nên chuyển sang chuyện khác nói. Đúng rồi, cô vừa nhắc đến quân sư tôi mới nhớ quân sư đâu rồi. Đi thi hành nhiệm vụ rồi. Ly đáp. Thi hành nhiệm vụ, Tần Lạc kinh ngạc nói. Vừa tối qua còn ở đây, vậy mà hôm nay đã lại đi thi hành nhiệm vụ khác rồi. Tần Lạc và quân sư mới gặp mặt nhau lần đầu. Nhưng hắn vẫn chưa nhìn rõ mặt nàng trông như thế nào, nàng ta luôn mặc bộ đồ đặc biệt, mặt đeo mặt nạ, trước giờ chưa từng bỏ nó xuống lần nào, nên Tần Lạc vẫn chưa có cơ hội được chiêm ngưỡng dung nhan của nàng. Khi Tần Lạc bước theo Long Vương lên xe, thì nàng ta lại biến mất trong màn đêm, nàng ta cứ như một nữ hiệp thời cổ đại vậy,
tất cả đều vì dân vì nước mà cống hiến tuổi thanh xuân của mình. Lần sau gặp lại chắc hắn không nhận ra ai là quân sư nữa, cũng chẳng có cơ hội để cảm ơn nàng, Tần Lạc cũng thầm cảm thấy có gì tiếc nuối. Ly không hề trả lời câu hỏi của Tần Lạc, mà hỏi ngược lại hắn, anh có biết đại đầu là ai không? Đại đầu, Tần Lạc ngẫm nghĩ một lát rồi nói, nhớ chứ, cậu ta sao rồi? Khi Tần Lạc là giảng viên của Đại học Y khoa Thủ đô, thì một cậu thanh niên dìu cha của cậu ta đến khám bệnh. Tần Lạc cũng đã chữa khỏi được cơ thể chứa đầy độc tố của ông ta, cũng được hai cha con cảm tạ rối rít. Khi hai cha con bọn họ đến biệt thự nhà họ Lâm cảm tạ thì Ly phát hiện ra tiềm năng tốc độ của đại đầu, sau đó cậu ta được đưa vào Long Tức rèn luyện và đào tạo. Hôm qua, cậu ta đã chính thức gia nhập vào Long Tức rồi đó. Ly nói, Tần Lạc không biết Long Tức sát hạch nghiêm khắc ra sao, nhưng đại đầu có thể vào được Long Tức thì đó quả là một điều vô cùng đáng mừng. Bởi vì cơ duyên này chính là bước ngoặt cuộc đời của đại đầu, Tần Lạc cũng vì đó mà mừng rỡ khôn nguôi. Gửi lời chúc mừng của tôi đến cho cậu ta nhé, Tần Lạc mỉm cười nói. Lần này cậu ta cùng quân sư đi chấp hành nhiệm vụ. Quân sư rất xem trọng cậu ta, cảm thấy cậu ta rất có tiền đồ, có khả năng phát triển rộng lớn và toàn diện. Phát triển toàn diện, Tần Lạc kinh ngạc nói. Quân sư là đội trưởng của chúng tôi, cũng là bộ não chỉ huy của Long Tức, cô ấy có thể độc lập chấp hành nhiệm vụ cũng có thể vạch ra kế hoạch tác chiến cho Long Tức, cái này cũng có thể gọi là phát triển toàn diện. Ly nói, thật là không thể tưởng tượng nổi. Tần Lạc mỉm cười nói, mới sáng sớm thế này mà đã nhận được tin tốt lành như vậy, nên tâm tình của hắn cũng trở nên vui vẻ khác thường, những uất ức, khó chịu của ngày hôm qua bây giờ cũng đã tan biến đi đâu hết cả. Anh có thể dậy được rồi đấy, Ly nói. Cô luôn thay đổi chủ đề một cách đột ngột như vậy, không hề có chút lân la hay cà kê gì cả. Bất kỳ chuyện gì cũng vậy, cô chưa bao giờ phải vòng vo tam quốc rồi mới chuyển được chủ đề câu chuyện, mà cứ trực tiếp vào đề không hề có chút gượng gạo nào. Tần Lạc thầm nghĩ, có thể đây là bản tính đặc trưng của các thành viên trong Long Tức, ngày trước khi trông thấy đại đầu, hắn cũng cảm thấy cậu ta là người lầm lì ít nói, nhưng lại rất chân thành, quả nhiên, cậu ta bây giờ đã là một thành viên trong Long Tức rồi. Bây giờ mấy giờ rồi? Tần Lạc đưa mặt lên liếc chiếc đồng hồ treo trên tường nói, 8 giờ. Nghĩa phụ cũng đã dậy rồi. Ly nói, nghĩa phụ muốn gặp anh. Tần Lạc nghe vậy liền chui ra khỏi chăn, sau đó nhìn Ly một cái rồi nói, tôi phải mặc quần áo cái đã. Tôi biết, Ly đáp. Cô không cần ra ngoài kia sao? Tần Lạc hỏi. Cần tôi ra ngoài sao? Ly hỏi vặn lại. Ngẫm nghĩ một lúc, Ly lại nói, tôi chờ anh ở bên ngoài. Tần Lạc theo Ly đến chỗ Long Vương, thì đã thấy ông ta đã ôm lấy chiếc nạng đứng tập thể dục buổi sáng rồi. Tần Lạc không phải là người đeo bám thần tượng hay coi ai đó là thần tượng, hắn thích người khác coi hắn là thần tượng thì đúng hơn. Nhưng khi nhớ đến thần thái như thiên thần giáng thế của Long Vương, rồi cảnh trông ông ấy hành hạ gã môi thâm, cầm nạng đập vỡ sọ gã đeo kính, thì lập tức nhiệt huyết trong người của Tần Lạc lại sôi lên sùng sục. Như vậy mới đúng là người đàn ông chân chính. Làm đàn ông thì phải là người như vậy. Long Vương chống tay lên chiếc nạng, mồ hôi rầm rề, thở dốc, trông thấy Tần Lạc bước tới, ông mới dừng lại, bước lại gần chiếc ghế trúc đặt gần đó. Chiếc ghế trúc này là chiếc ghế mới, chính vì vậy mà nó còn thơm mùi tre, chiếc ghế hôm qua đã bị ông trong lúc tức giận đập nát rồi. Người làm lúc này đưa lên cho Long Vương chiếc khăn nóng, Long Vương tiếp lấy rồi đưa lên lau mặt, sau đó đặt nó lên chiếc khay gần đó, rồi nhìn Tần Lạc nói, con sao rồi? Hôm qua ngủ ngon chứ hả? Ngủ rất ngon, nếu như không có Ly đến quấy rầy, thì con đã không muốn dậy rồi, sư phụ thì sao ạ? Tần Lạc hỏi. Ta thì ngủ không được. Long Vương thẳng thắn nói, bây giờ có mấy con chuột nhắt càng ngày càng mất dậy, hỗn láo, thật là đáng ghét. Theo ta thì cứ đem cả nhà nó ra xử bắn cho nó nhẹ nợ. Tần Lạc nghe vậy liền mỉm cười an ủi nói, bọn chúng toàn là bọn tiểu nhân, sư phụ việc gì phải giận bọn chúng cơ chứ? Thân thể của sư phụ cũng mới bình phục, chính vì vậy mà người đừng vì cái chuyện vặt vãnh này mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Tần Lạc vừa nói đến đây, thì hắn đã tiến tới chỗ của Long Vương, nhấc cánh tay của ông ta lên, hắn lo lắng về việc hôm qua tâm tình của Long Vương quá đỗi phấn khích, vận động quá sức sẽ làm hao tổn sức lực, có hại cho sức khỏe. Bọn chúng không nên kéo con vào trong chuyện này. Long Vương nói, con là bác sĩ, là một bác sĩ tốt, con lại đang phải làm một việc vô cùng quan trọng. Thế mà mấy con sâu mọt đó có thèm để ý gì đến đâu, bọn chúng chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của bọn chúng mà thôi, ta quyết không cho phép. Cảm ơn sư phụ, Tần Lạc cảm kích nói. Ơn nghĩa cái gì,
Con là bác sĩ, nhiệm vụ của con là chữa bệnh cứu người, đó là thiên chức của con, còn ta là lính thì phải ra chiến trường giết địch, vậy nhưng có rất nhiều người đã biến chất hết cả rồi. Long Vương nói, đại bộ phận thì vẫn là người tốt, Tần Lạc cảm khái nói. Đúng vậy, đại bộ phận là người tốt, Long Vương gật đầu nói, bọn họ cần một lời giải thích. Giải thích gì vậy hả sư phụ? Tần Lạc hỏi. Giải thích động cơ, Long Vương cười như dại nói, bọn họ nói ta bênh vực con cháu trong nhà, đúng là như thế đấy, ta thích thế đấy, đứa nào làm gì được ta cơ chứ? Ta không bảo vệ con cháu của ta, lẽ nào lại đi bảo vệ mấy thằng khốn bên ngoài hay sao? Ly, con nói cho ta biết, cái thằng Trình Kiến Quân kia có phải con đánh chết không? Long Vương quay sang nhìn Ly hỏi. Là con đánh nó, nhưng con không giết nó. Ly trả lời gọn lỏn. Nhưng mà nó chết rồi. Long Vương nói, sau cuộc xung đột thì chúng ta phải giải quyết vấn đề, bọn chúng đang chờ một lời giải thích của chúng ta. Không phải là con giết, Ly nói. Tần Lạc nghe vậy thì cười khổ, quay sang Ly nói, bà cô của tôi ơi, bọn tôi biết là cô không giết nó, khi chúng ta rời đi, thì nó vẫn còn sống sờ sờ ra đấy. Nhưng mà bây giờ đúng là nó đã nằm dưới lòng đất sâu 5 tấc rồi, chính vì vậy mà bọn chúng cứ bám vào cái này mà lằng nhằng với chúng ta. Việc chúng ta làm bây giờ là chứng minh cho chúng biết là chúng ta không có liên quan gì đến vụ này. Có lẽ việc này đúng, là có liên quan đến chúng ta thì sao? Vậy anh nói xem, chúng ta phải làm sao đây? Ly tức giận nói, sau đó cô ngẫm nghĩ một lúc rồi lại bồi thêm một câu, tôi không phải là cô của anh, cũng chẳng phải là bà của anh. Chấm. Gạch dưới gạch dưới. Long Vương cũng đã quá quen với việc cãi nhau giữa Tần Lạc và Ly rồi, ông không những không tức giận, mà ngược lại ông còn rất thích nghe hai người cãi nhau như vậy nữa. Long Vương lúc này khoát tay lên, mỉm cười nói, Tần Lạc. Tuy thân thủ của Ly tốt, nhưng tính cách và phong cách làm việc lại có phần cổ quái, cứ lúc thế này lúc lại thế kia, rất khó giải thích rõ cho người ta hiểu được, theo con ta phải làm sao đây? Con muốn khám nghiệm xác chết, Tần Lạc nói. Khám nghiệm tử thi hả? Vâng, đúng vậy, chỉ cần khám nghiệm tử thi thì con có thể xác định được, anh ta rốt cuộc là làm sao mà chết, và cái chết của anh ta có liên quan đến chúng ta hay không? Tần Lạc nói. Nếu như có liên quan thì sao? Long Vương nói. Nếu mà như vậy, Tần Lạc liếc mắt về phía Ly rồi nói, thì cũng có liên quan gì đến con đâu cơ chứ, dù sao cũng có phải con hạ thủ đâu mà lo. Anh, loáng một cái tay của Ly đã lóe lên một tia sáng. Con dao đã lăm lăm trong tay, như muốn xông lên cắm phập vào người của Tần Lạc. Ly Long Vương quát lên, con đi theo Tần Lạc khám nghiệm thi thể một chuyến đi. Vâng, thưa nghĩa phụ, Ly nói xong liền quay sang lườm Tần Lạc một cái. Chương 465, anh là bác sĩ hay luật sư? Tai họa từ Lan Đình mà ra. Chính vì vậy mà Tần Lạc lại một lần nữa đứng ở trước cổng viện điều dưỡng Lan Đình, trong lòng hắn bất giác thấy chán nản và căm ghét nơi này vô cùng. Nếu như không phải do bắt buộc, thì hắn còn lâu mới chịu quay lại cái nơi toàn chuyện không vui thế này chút nào. Đặc biệt là khi biết nơi này còn có một gã ngoại hình giống với mình, nhưng lại đáng ghét hơn mình gấp tỷ lần đang ở trong này, thì cái cảm giác khó chịu trong người hắn càng lúc càng trỗi lên mạnh mẽ hơn. Vậy nhưng, xác chết của Trình Kiến Quân lại nằm trong viện điều dưỡng Lan Đình, nếu như mình muốn đến khám nghiệm tử thi, thì dĩ nhiên phải đến địa bàn của bọn chúng rồi. Hai người không phải đợi chờ lâu. Nửa phút sau, một đoàn người mặc đồ đen đã nhanh chân bước đến trước mặt. Người đi đầu chính là người lần trước đã bắt Tần Lạc Trịnh Hám, còn bọn đàn em của anh ta thì đi sau lưng. Chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Trịnh Hám không hề quay sang Ly chào hỏi, mà nhìn Tần Lạc nói. Đúng vậy, Tần Lạc mỉm cười nói, cũng may là anh, nếu là người khác thì có lẽ bọn tôi phải đợi thêm 2 tiếng nữa cũng nên. Có thể lắm, Trịnh Hám nói, quân nhân thường hay nhắc tới thân phận. Người bị giết là người của Lan Đình, những người còn lại của Lan Đình đều vì chuyện này mà vô cùng buồn rầu và tức giận. Cảm ơn, Tần Lạc nói, hắn nghe ra cả hàm ý trong câu nói của Trịnh Hám. Bên trên đã đồng ý cho các anh đến khám nghiệm tử thi. Vậy nhưng, đến lúc đó vẫn sẽ có cả những bác sĩ pháp y chuyên nghiệp đến cùng nữa. Trịnh Hám nói, mời vào. Tần Lạc và Ly quay ra nhìn nhau một cái. Sau đó hai người liền nối gót đi theo sau Trịnh Hám và đám đàn em của anh ta bước vào bên trong. Lan Đình được gọi là khu điều dưỡng, thì dĩ nhiên cũng có nơi để xác, đoàn người đi xuyên qua một hòn núi, bước qua một cây cầu, rồi men theo con đường nhỏ trong rừng, đến một nơi hẻo lánh rồi dừng chân lại. Nơi này là nơi để thi thể, Trịnh Hám nói, chỉ vào một người mặc vest đen đứng ở ngay cổng, đầu anh ta hơi to,
mũi thì đỏ chót giống y như một củ cà rốt được đặt lên mặt của anh ta, tuổi trạc trung niên, mặt dỗ nhằng nhịt nói, đây là Trương Mạc, pháp y của Lan Đình, anh ta sẽ đi theo hai người vào khám nghiệm tử thi. Chào anh, Tần Lạc lịch sự đưa tay ra chào hỏi, pháp y cũng là bác sĩ, một bên là cứu người, còn một bên là minh oan cho người đã khuất, cũng được coi là đồng nghiệp. Không cần đâu, Trương Mạc không hề có ý đưa tay ra, anh ta nói tiếp, chúng ta vào xem cái đã, tôi biết anh là bác sĩ, chữa bệnh cứu người thì có lẽ tôi không bằng anh, nhưng chuyện của người chết thì có lẽ anh không bằng tôi. Tần Lạc nghe vậy mỉm cười, hắn không phản bác lại, mà chỉ nói, chúng ta vào trong xem sao. Nơi để xác chết này cũng không lớn lắm và cũng không đẹp đẽ bằng các nơi khác, nơi đây chỉ có vài cái bàn bằng sắt cùng với một số thiết bị giải phẫu đơn giản. Xác của Trình Kiến Quân được đặt trên một chiếc bàn ở chính giữa, bên trên người anh ta còn phủ một lớp vải màu trắng chi lộ ra khuôn mặt tím bầm, sưng vù lên như mặt heo, hiển nhiên anh ta trước khi chết chắc chắn đã gặp phải một cuộc ngược đãi vô cùng dã man. Tần Lạc bước tới bên bàn, lật chiếc khăn trắng phủ trên người của Trình Kiến Quân lên. Sau đó hắn cẩn thận tra xét những vết máu, vết bầm tím, cùng với những vết thương trên người của Trình Kiến Quân. Thi thể được bảo quản khá tốt, chưa hề bị động đến hay trải qua một cuộc giải phẫu nào cả, tất cả các bộ phận trên thi thể đều còn khá là hoàn hảo. Ly cũng đứng bên cạnh Tần Lạc, cô nghiêm nét mặt ngắm nghía cái xác một cách cẩn thận, thi thoảng lại đưa tay lên sờ sờ, mó mó. Cô lẽ nào không cần tránh đi hay sao? Tần Lạc quay người lại hỏi Ly. Tại sao tôi lại phải tránh? Ly ngơ ngác hỏi lại. Anh ta không mặc quần áo, Tần Lạc nói, cái cô gái này chẳng nhẽ lại không biết ngượng ngùng hay xa ú hổ là gì cả hay sao? Lúc anh không mặc quần áo tôi còn nhìn rồi nữa là. Thế này có gì cơ chứ? Ly đáp lại gọn lòn. Nghe Ly nói câu này, tất cả mọi người ở trong phòng xác bất giác đều ngẩng đầu lên dò xét Tần Lạc và Ly. Có người còn thầm nghĩ, chả trách mà Long Vương lại bảo vệ thằng danh này như vậy. Hóa ra là nó đã có quan hệ với con gái nuôi của Long Vương rồi. Thế nào hả, đại bác sĩ Tần, có gì mới không hả? Trương Mạc đứng ở bên cạnh lên tiếng hỏi, có thể nghe ra được là những người ở Lan Đình rất phản cảm với hắn. Tất cả các vết thương đều do một người gây ra, Tần Lạc nói. Dĩ nhiên rồi, ngoại trừ người của Long Tức ra, thì còn ai dám cả gan như vậy cơ chứ? Trương Mạc nói với giọng châm chọc và khiêu khích. Vậy nhưng... toàn bộ vết thương này không thể làm anh ta mất mạng được. Tần Lạc nói với giọng không chắc chắn cho lắm. Không có vết thương chí mạng vậy thì mỗi một vết thương đều có thể là chí mạng. Tình trạng của những vết thương này tích tụ đến một chừng mực nào đó thì cũng có thể dẫn đến cái chết. Anh là bác sĩ, anh cũng không hiểu hay sao? Tần Lạc nghe vậy liền gật gật đầu đồng ý câu nói của anh ta rồi nói không sai. Nhìn từ bên ngoài thì cái chết của Trình Kiến Quân có liên quan trực tiếp đến người đã đánh đập anh ta. Cái gì mà gọi là liên quan trực tiếp, tôi đã xem qua các cuộc phỏng vấn của anh rồi, anh dùng từ có bao giờ hàm xúc như vậy đâu. Người ta đúng là bị các người đánh cho đến chết, người bị đánh chết thì nằm đây, còn người khám nghiệm tử thi cho anh ta lại là hung thủ, cái thế giới này đúng là bị điên hết cả rồi. Trương Mạc phẫn uất nói. Được thôi, Tần Lạc chỉnh sửa lại câu nói của mình, từ những vết thương trên người của xác chết, thì anh ta đúng là do Ly chẳng may ra tay nặng quá mà chết. Anh nói cái gì? Ly trợn mắt lên nhìn Tần Lạc một cách kinh ngạc, cô không hề hiểu nổi Tần Lạc đang đứng về bên nào nữa. Sao hắn lại quay ngoắt 180 độ đâm mình một nhát dao như vậy, điều này làm cho cô không thể nào ngờ tới được. Tôi không giết anh ta, Ly nói. Không phải cô, thì là ai? Trương Mạc hỏi vặn lại. Tôi không biết, Ly đáp. Sự thật rành rành thế này, lẽ nào cô còn chối cãi hay sao? Trương Mạc vặc lại. Tôi làm thì tôi chịu, tôi không làm thì tôi không nhận. Ly cãi cố. Việc này là do cô làm, cô còn không nhận sao? Trương Mạc gắt lên. Không nhận, Ly thách thức nói. Tần Lạc lại quan sát tỉ mỉ xác chết thêm một lần nữa, rồi quay lại hỏi Trịnh Hám, anh ta chết khi nào vậy? Chết vào lúc 5 giờ 17 phút ngày 16 tháng 4. Trịnh Hám nói rành rọt từng câu một. Có giấy chứng minh của bệnh viện không? Tần Lạc hỏi. Có, Trương Mạc nói xong liền mở chiếc ca táp của mình ra. Lấy một xấp tài liệu đưa cho Tần Lạc nói, tất cả các tư liệu cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi, anh ta chết khi nào, vì sao mà chết, các kết quả chẩn đoán ra sao, anh không tin thì có thể điều tra. Người ta thường nói tất cả các thông tin đều không thể qua mặt được Long Tức mà, cái chuyện vặt thế này sao lừa anh được. Mà cũng chẳng ai muốn làm giả chuyện này để làm gì. Tần Lạc tiếp lấy xem một lượt rồi nói, chúng tôi gặp anh ta là khoảng vào 1 giờ rưỡi trưa,
sau đó thời gian anh ta vào viện và chết vào lúc 5 giờ 17 phút, như vậy có nghĩa là có khoảng hơn 3 giờ đồng hồ, trong khoảng thời gian này các anh làm gì? Trên này có ghi chép hết cả. Trương Mạc chỉ vào tập tài liệu trên tay của Tần Lạc nói, sau khi nhận được điện thoại báo cảnh sát, thì bệnh viện gần nhất đã phái một xe cứu thương tới đưa anh ta đến bệnh viện, khi xe cứu thương tới hiện trường là khoảng 2 giờ 5 phút. 2 giờ 5 phút, 2 giờ 5 phút Lạc nhẩm đi nhẩm lại thời gian rồi lại hỏi tiếp, Trình Kiến Quân mấy giờ được đưa đến bệnh viện? 4 giờ 20 phút, Trương Mạc đáp, bệnh viện cách hiện trường xảy ra vụ án bao xa? Tần Lạc hỏi tiếp, khoảng 5 cây số. Tần Lạc nghe vậy thì mỉm cười nói, tôi có chỗ không hiểu, lẽ nào xe cứu thương của bệnh viện là xe đạp hay sao mà quãng đường có 5 cây số mà cần chạy tới 2 tiếng đồng hồ là sao? Chấm, gạch dưới, không ai trả lời, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Đây là một chi tiết nhỏ đã cố tình được bỏ qua, nhưng không ngờ lại bị Tần Lạc nhắc tới. Cái này tôi có thể giải thích, Trịnh Hám đứng lên nói, theo tình hình lúc đó, thì trên đường xe cứu thương đưa Trình Kiến Quốc đến bệnh viện, bỗng nhiên có một vụ tai nạn xảy ra làm tắc đường, vì vậy mà xe đã bị kẹt ở giữa đường trong thời gian khá lâu. Nếu mà đã biết phía trước tắc đường như vậy, tại sao các anh không nhảy xuống khiêng anh ta chạy đến bệnh viện chứ? Mới đầu chúng tôi nghĩ rằng tắc đường sẽ giải quyết nhanh thôi. Ngồi chờ cả nửa tiếng đồng hồ sau rồi mà các anh vẫn ngồi đần ở trên xe đợi tiếp được hay sao? Nếu như đây chỉ là hành động vô ý thì có thể chứng minh là đội cấp cứu của bệnh viện đó quá đỗi ngu dốt và lười nhác, đầu óc cũng có vấn đề, không biết linh hoạt, nếu như là cố ý thì bọn chúng thật là đáng chết. Tần Lạc nghiến răng nói. Trương Mạc nghe vậy thì gầm lên, anh không thể nào cứ nắm vào cái thời gian đó mà đổ hết trách nhiệm lên đầu đội ngũ cấp cứu của bệnh viện, nếu như anh không hành hung anh ta, thì Trình Kiến Quốc đã không bị thương nặng đến nỗi mất mạng như vậy. Nếu như không phải mấy người phái anh ta theo dõi bọn tôi, thì bọn tôi hành hung anh ta làm gì? Ly lạnh giọng nói. Vậy nhưng, về thực chất thì mấy người mới là hung thủ, bởi vì Trình Kiến Quốc do bị các người hành hung, không chữa trị được mà chết. Trương Mạc vẫn cố cãi lý. Anh không được phép dùng từ lung tung như vậy được. Tần Lạc nói, chữa trị không được với chữa trị không kịp thời là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy. Chữa trị không được là do bệnh nhân đưa đến viện rồi nhưng các bác sĩ bó tay chịu thua, không chữa trị được làm cho bệnh nhân bị chết. Còn chữa trị không kịp thời là khi người bị mắc kẹt trên đường đến bệnh viện khiến cho thời gian bị kéo dài ra, khi được đưa đến bệnh viện rồi thì không kịp chữa trị, dẫn tới cái chết. Trường hợp của Trình Kiến Quốc rõ ràng là do xe cứu thương làm ăn bê bối, trễ thời gian cứu chữa nên mới chết như vậy. Nếu như anh ta được đưa tới bệnh viện kịp thời, thì với những vết thương trên người của anh ta, tôi tin chỉ cần chữa trị kịp thời, anh ta sẽ sống lại được. Tôi nghi ngờ có người lợi dụng việc này mà đổ oan cho Long Tức và Ly. Vớ vẩn, đúng là vớ vẩn hết chỗ nói, làm gì có chuyện chối tội nực cười như vậy được cơ chứ? Nếu mà đúng như anh nói, thì bọn tội phạm trong tù đã được trả tự do hết rồi. Trương Mạc vì tức giận quá đỗi, mà cái mũi cà rốt của anh ta vốn đã đỏ thì nay lại càng đỏ hơn nữa. Vậy anh nói cho tôi biết, với vết thương của Trình Kiến Quân mà kịp thời đưa đến bệnh viện, anh ta có cứu sống được hay không? Tần Lạc hỏi. Chấm, gạch dưới. Được hay không? Tần Lạc gần giọng nhắc lại. Có thể là được, Trương Mạc đáp. Chính xác, có thể, tôi không biết trình độ của cái bệnh viện đó ra sao, nhưng nếu như là tôi thì chắc chắn sẽ cứu chữa được cho anh ta bởi vì những vết thương trên người của anh ta đều không là những vết thương chí mạng, chỉ là những vết thương ngoài da mà lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nhẹ mà thôi. Vậy nhưng, anh ta đúng là đã chết rồi, Trương Mạc nói. Đúng vậy, đây mới là vấn đề quan trọng, Tần Lạc gật đầu tán thành. Vậy nhưng mấy cái vết thương trên người anh ta làm sao mà dẫn đến cái chết được? Quãng đường chỉ có 5 cây số, sao lại phải đi hết 2 giờ đồng hồ? Rồi thì sao lại có vụ tai nạn xảy ra đúng lúc xe cứu thương đi tới chứ? Lẽ nào mấy người Lan Đình các anh không nghi ngờ điều gì hay sao? Tôi chắc chắn rằng đã có người đứng sau điều khiển tất cả. Lẽ nào anh muốn đổ hết trách nhiệm và tội lỗi lên đầu của người gây ra tai nạn giao thông hay sao? Trương Mạc châm biếm nói. Vậy các anh cũng không thể đẩy hết trách nhiệm cứu chữa chậm trễ lên hết đầu chúng tôi chứ? Tần Lạc cũng châm biếm lại. Anh chấm ANS rốt cuộc là bác sĩ hay là luật sư vậy? Trương Mạc tức giận nói, Tần Lạc ăn nói quá sắc sảo làm cho anh ta không thể nào cãi lại được nửa câu. Chương 466, tôi rất đặc biệt. Là bác sĩ, hay là luật sư? Tần Lạc cười lên một cách kiêu ngạo rồi nói, tôi là một bác sĩ trung y.
tất cả người Trung Quốc đều có thể làm chứng được điều này cho tôi. Dĩ nhiên, nếu như anh không tin những con dân của nước mình thì anh có thể đến nước bạn của chúng là Hàn Quốc hỏi thử xem sao, bọn họ cũng sẽ có thể chứng minh cho anh biết sự thật này. Tần Lạc nói. Tần Lạc nghĩ, có lẽ người Hàn Quốc hiểu rõ Tần Lạc là một bác sĩ hơn là người Trung Quốc, nhưng trong mắt họ hắn không chỉ là một bác sĩ, mà còn là một thằng vô lại. Trương Mạc đưa tay lên sờ sờ vào mũi của mình, đây là một thói quen nhỏ của anh ta, hành động này có thể làm cho anh ta hóa giải được áp lực rồi nói. Nếu anh là một bác sĩ thì anh nên đứng trên góc độ của y học để giải thích vấn đề. Anh cũng đã kiểm tra thi thể, cũng biết rằng Trình Kiến Quân do Ly đánh nên mới bị chết như vậy. Đây là một sự thật, đơn giản chỉ có vậy mà thôi. Không thể định tội dễ dàng như vậy được. Tần Lạc nói, một người phụ nữ yêu một người đàn ông, 3 năm sau cô ấy và anh ta kết hôn, điều này chứng minh được điều gì đây? Chứng minh cái gì? Chứng minh cô ấy yêu người đàn ông kia. Trương Mạc nghe mà chẳng hiểu mô tê gì cả. Anh ta không hiểu tại sao Tần Lạc lại đột nhiên đem vấn đề này ra làm ví dụ, vụ án này và hai người kia yêu nhau rồi cưới nhau có liên quan gì với nhau cơ chứ? Chẳng chứng minh được điều gì cả, có lẽ trong 3 năm đó, người phụ nữ đó và anh chàng kia chia tay sau đó gặp được người đàn ông khác, cô ấy và người đàn ông thứ hai này đều yêu nhau, rồi dọn về sống cùng với nhau, thậm chí còn có với nhau một mặt con. Vậy nhưng, cha mẹ của hai nhà đều phản đối. Thế là người phụ nữ kia lại quay về lấy người đàn ông đầu tiên kia. Đấy là tất cả quá trình sự việc, trái tim của người phụ nữ kia đã thuộc về người đàn ông thứ hai. Lẽ nào lúc này chúng ta có thể nói rằng, cô ấy vì yêu người đàn ông thứ nhất nên mới kết hôn với anh ta hay sao? Tần Lạc mỉm cười giải thích. Trương Mạc nghe mà như muốn phát điên lên nói, anh rốt cuộc là ý gì vậy? Anh lấy ví dụ như vậy là có ý đồ gì? Tần Lạc đáp, tôi muốn nói cho anh biết rằng, bất kỳ việc gì cũng có đầu có đuôi, và chúng ta phải xem quá trình phát triển của nó ra sao. Trong lúc Trình Kiến Quân được đưa đến bệnh viện thì đã phát sinh quá nhiều vấn đề, sao anh lại có thể bỏ qua dễ dàng như thế được nhỉ, sao anh lại có thể chắc chắn Ly là hung thủ giết người. Tần Lạc nói xong liền liếc mắt nhìn Ly một cái, rồi nghĩ, tuy là cô trông cũng giống với hung thủ và Trình Kiến Quốc đúng là đã chết dưới tay của cô, vậy nhưng phán quyết một cách võ đoán như vậy thì thật là bắt nạt người ta quá mức. Anh lại giở cái trò này ra rồi, anh rốt cuộc là bác sĩ hay là luật sư? Mục đích của anh đến đây là để ngụy biện hả? Trương Mạc chỉ vào mặt Tần Lạc chửi bới. Thế anh là pháp quan hả? Tần Lạc tỉnh bơ hỏi lại. Trương Mạc ngơ ngác đáp, không phải. Tôi biết anh không phải là pháp quan chính vì vậy mà tôi chẳng cần phải trả lời mấy cái câu hỏi vớ vẩn vừa rồi của anh. Tần Lạc mỉm cười đáp lại, hơn nữa, anh cũng không có quyền hỏi tôi những câu hỏi như vậy. Anh... Trương Mạc cứng cả lưỡi lại. Điều của tôi nói hoàn toàn là sự thật. Tần Lạc nhếch môi lên nói chân lý càng lúc càng sáng tỏ rồi, chỉ có những lý lẽ sai trái mới lằng nhằng mãi mà chẳng dứt thôi. Trương Mạc lúc này quay sang Trịnh Hám nói, Trịnh Hám. Anh cũng thấy rồi đấy, tôi không thể nào giao tiếp với anh ta đến đây hoàn toàn là để ngụy biện, anh nói tôi phải nói với anh ta thế nào đây? Thế nào đây hả? Trịnh Hám ngước mắt lên nhìn Tần Lạc một cái rồi nói, chuyện của các anh. Tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm kết quả cuối cùng của cuộc khám nghiệm tử thi là gì mà thôi. Tần Lạc nghe vậy liền nhìn Ly một cái rồi nói, kết quả của tôi là Ly sẽ chịu một phần trách nhiệm khi đã đánh bị thương Trình Kiến Quân, bất kể là các anh có bắt giữ hay tạm giam cô ấy thì với bổn phận là một công dân mẫu mực của đất nước Trung Quốc, tôi nghĩ cô ấy không hề có ý kháng lại mệnh lệnh này. Ly nghe vậy liền đưa mắt lên nhìn Tần Lạc, sau đó im lặng không phản đối gì cả. Ly biết Tần Lạc đang đứng về phía của cô, đang giúp cô tránh bị phán tội nặng hơn. Những cái gì là sự thật thì mọi người đều biết hết cả rồi, cô căn bản là không còn gì có thể thoái thác trách nhiệm của mình được, việc gì cô đã làm thì cô phải chịu. Cùng lắm là bị giam 2 tháng, ăn mấy bữa cơm đối với Ly thì mấy thứ này chẳng đáng là gì cả. Vậy nhưng đằng sau đó còn có những việc dây dưa rễ má không rõ ràng, cô nhất định phải thoái thác, đó không chỉ là bị giam ăn cơm tù đơn giản như vậy. Mà là cô đã phạm tội, phải đứng trước tòa án quân sự chịu tội. Còn những việc xảy ra sau đó thì thật là đáng ngờ vô cùng, chúng tôi nghi ngờ có người lợi dụng cơ hội hạ độc thủ nhằm hãm hại Ly và Long Tức. Chúng tôi sẽ điều tra người đứng đằng sau vụ này, cũng hy vọng là Lan Đình các anh hợp tác giúp đỡ. Tôi sẽ đưa báo cáo của anh báo cáo lên trên biết. Trịnh Hám nói, sao lại có thể như vậy được cơ chứ? Trịnh đội trưởng, hành động này của bọn họ là trốn tránh trách nhiệm. Anh không được phép tin vào bọn họ. Trương Mạc gào lên. Tôi tin anh ấy, Trịnh Hám nói, đứng trên lập trường của cá nhân tôi thì tôi tin.
Anh chấm ANS không phải là người của Lan Đình nữa rồi. Anh có phải là bạn thân của Trình Kiến Quân nữa hay không? Trương Mạc thất vọng nói. Tôi là người của Lan Đình, cũng là bạn của Trình Kiến Quân, chính vì vậy mà tôi mới tin anh ta. Trịnh Hám đáp lại. Đồ phản bội, Trương Mạc phẫn nộ trước thái độ của Trịnh Hám, kết quả này chẳng có gì là hợp lý cả, tôi phản đối. Anh có thể bảo vệ ý kiến của mình, đó là quyền của anh. Trịnh Hám liếc về phía Trương Mạc nói, tôi cũng sẽ đem kết quả báo cáo của anh trình lên trên. Khám nghiệm tử thi thế là cũng đã đến hồi kết thúc, Tần Lạc liền lấy bút ký vào bản báo cáo kết quả của hắn, sau đó hắn còn nhờ Lan Đình bảo quản thi thể giúp hắn, sau đó mới cùng Ly rời khỏi đây. Khi đi ra đến ngoài cửa thì gặp ngay Trịnh Tồn Cảnh, một trong hai đại tướng Hanh Cáp. Người đàn ông gầy như que củi này trông thấy Tần Lạc thì mỉm cười một cái, Tần Lạc trông ông ta như một bộ xương di động, bất giác cũng gật đầu đáp lại, sau đó mỗi người một hướng. Thái tử chắc chắn là vẫn ở trong này. Tần Lạc nói, cái gã tự cho mình là thông minh hả? Ly nói, chính xác, Tần Lạc gật đầu tán đồng, vụ việc lần này đúng là khá phức tạp, liên quan đến nhiều phương diện, nhưng cuối cùng hắn cũng may mắn thoát hiểm, còn thái tử thì mất nhiều hơn là được. Tình thế của thái tử bây giờ rõ ràng đã là đối địch với Long Vương, tự mình làm cho mình rơi vào thế bị động. Nếu như Lan Đình muốn truy cứu trách nhiệm trong vụ án Trình Kiến Quân, vậy thì gã thái tử đó, cùng với thủ hạ của hắn chắc chắn sẽ không thoát khỏi bị truy cứu. Nếu như bọn họ không muốn truy cứu thì cũng dở, vì bọn họ không có cách gì để ăn nói với người của bên mình, nhất là với những đồng đội của Trình Kiến Quân. Hơn nữa, Long Vương tái xuất cũng đem lại tầm ảnh hưởng vô cùng to lớn, không những làm khiếp sợ lòng người, ông còn dùng cây nạng của mình nện cho hai con chó bên mình thái tử, một trong hai viên đại tướng Hanh Cáp, cha của Thái Liên, Thái Hành Chánh biến thành người thực vật. Đây đúng là hợp với điển tích Tam Quốc khi xưa, đã mất phu nhân lại thiệt binh. E rằng trong bụng bọn chúng đang chửi thầm thái tử hành động có phần lỗ mãng, bất tài cũng nên. Anh rất giống thái tử Ly bỗng nhiên thốt lên. Chấm, gạch dưới. Trên đường quay về, Ly chăm chú lái xe, không nói thêm câu nào nữa. Tần Lạc ngồi ngay bên cũng không có tâm trí đâu mà nói chuyện, hắn chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Cho đến khi chiếc xe lái ra bên ngoài ngoại ô thành phố, sắp vào đến trong thành rồi thì Tần Lạc mới từ từ mở mắt ra. Sau khi chúng ta đệ trình báo cáo khám nghiệm tử thi lên trên, thì cứ việc ngồi chờ một vụ kiện tụng cãi nhau lung tung xòe thôi. Muốn có được kết quả, thì có lẽ sẽ phải đợi trong một thời gian khá dài đấy. Tần Lạc nói. Sau đó hắn mỉm cười bồi thêm một câu, có lẽ, cũng chẳng có một kết quả nào cũng nên. Tôi hiểu anh nói gì. Ly nói. Thôi được rồi, tôi bây giờ không về viện điều dưỡng nữa, cô về báo cho sư phụ biết, cho sư phụ tĩnh dưỡng nghỉ ngơi vài ngày. Chờ tôi từ châu Âu về rồi sẽ chữa trị đôi chân cho ông ấy. Tần Lạc nói. Anh đi châu Âu, Ly dùng một giọng điệu vô cùng kỳ quái nói. Đúng vậy, Tần Lạc đáp, chỉ vì chuyện của Lan Đình mà hắn lùi lại hai ngày, thời gian của hắn bây giờ là vô cùng hạn hẹp, hắn trong hai ngày nay phải làm rất nhiều việc và còn phải gặp rất nhiều người nữa. Tôi phải đi làm nhiệm vụ đây, Ly nói. Đi đâu thế? Bí mật. Đi châu Âu. Tần Lạc nhìn gương mặt thanh tú của Ly, thương tiếc nói, cô phải bảo trọng. Nhiệm vụ thất bại rồi thì không sao, nhưng an toàn vẫn là trên hết. Ly nghe vậy liền trợn mắt lên nói, người của Long Tức không được phép thất bại. Đây là quy định hả? Tần Lạc giận dữ hỏi, tại sao lại có một cái quy định vô nhân đạo như vậy cơ chứ? Nước Mỹ người ta còn cho phép binh lính của mình đầu hàng nữa kia kìa. Tần Lạc đang chuẩn bị khi nào quay về xem tình hình của Long Vương nhân tiện để tranh luận với ông về vấn đề này, cái ông lão này đúng là càng già càng hâm rồi. Không phải vậy đâu, Ly nói. Vậy thì là cái gì? Tần Lạc hỏi. Là lòng kiêu ngạo của các thành viên trong Long Tức. Ly đáp. Chấm, gạch dưới. Nhịn một lúc lâu, Tần Lạc mới lên tiếng, đối với một người đàn ông mà nói, thì kiêu ngạo là vô cùng quan trọng, con người ta đều chết vì sĩ diện mà. Nhưng đàn bà phụ nữ thì cần gì mấy cái này cơ chứ? Có vị anh hùng dân tộc nào là nữ giới không hả? Chính vì vậy mà việc của cô cần làm là phải sống cho tốt. Tôi nhớ là tôi đã cảnh cáo anh rồi thì phải, anh đừng xem thường phụ nữ. Ly nói. Tôi cũng nhớ là tôi đã dặn dò cô rồi, cô đừng coi mình là đàn ông. Tần Lạc nói. Tần Lạc nói xong liền đưa tay lên ôm lấy thân thể của Ly nói, sống sót quay trở về. Khi làm hành động này, thì Tần Lạc cũng đã chuẩn bị tâm. Lý bị Ly tẩn cho một trận. Hoặc là một cú cùi trỏ vào ngực,
hoặc là một cú vào chân. Vậy nhưng, điều mà hắn hoàn toàn không ngờ tới là Ly không hề có phản ứng gì. Điều làm hắn ngạc nhiên hơn nữa chính là chiếc vô lăng trong tay của Ly bỗng nhiên mất cân bằng, chiếc xe lượn sang trái rồi lại sang phải, sau đó mới bình thường được như cũ. U, Tần Lạc bắt một chiếc taxi về trung tâm thành phố Yến Kinh, xe taxi lúc này đã dừng trước một tòa nhà cao chọc trời có tên Hoàn Cầu Building. Hoàn Cầu Building vốn là một tòa lầu làm việc theo chế độ cổ phần, nhưng khi nội bộ công ty có mâu thuẫn, công ty đứng bên bờ vực phá sản, phân chia thì văn nhân mục. Nguyệt sau khi tiếp quản tập đoàn của gia tộc thì đã đầu tư một khoản tiền lớn vào công cuộc làm ăn của mình, và Hoàn Cầu Building đã được cô mua lại. Khi đó, cô ra giá với một cái giá cao chót vót, và khoản đầu tư to lớn này đã nhận được không ít phản hồi của cấp cao, nhưng văn nhân mục Nguyệt vẫn nhất quyết làm đến cùng. Quả nhiên chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, giá trị của tòa lầu này đã nhân lên gấp mấy lần so với ban đầu. Toàn lầu này không cho bất kỳ công ty ngoài nào đến thuê cả, nó trở thành văn phòng đại diện của gia tộc văn nhân, và văn phòng làm việc của văn nhân Mục Nguyệt nằm ở tầng 16 của tòa lầu này. Tần Lạc muốn trước khi hắn rời Yến Kinh đi châu Âu thì sẽ đến gặp văn nhân Mục Nguyệt một chuyến. Bởi vì chuyến đi sang Đài Loan, hắn đã hứa với văn nhân Mục Nguyệt, chính vì vậy mà hôm nay hắn đến trả nợ. Vậy nhưng, sự việc lại có phần không được thuận lợi cho lắm. Tần Lạc sau khi bước vào thang máy, thì hắn mới phát hiện ra trong này không có nút ấn lên tầng 16. Thế là, hắn liền đi ra đại sảnh hỏi nhân viên phụ trách ở đây, tầng 16 thì đi như thế nào? Muốn lên tầng 16 phải đi bằng đường khác, phải thông qua một chiếc thang máy chuyên dụng mới lên được tầng 16. Nhân viên phục vụ đáp, sau đó nàng ta nhìn Tần Lạc dò xét nói, vậy nhưng, chỉ có người có thân phận đặc biệt mới được phép đi đường đó. Tần Lạc nghe vậy mỉm cười ngượng ngùng nói, không sao, tôi là một người có thân phận vô cùng đặc biệt. Chương 467, dễ thương thái quá. Nhân viên phục vụ nghe vậy lại đưa mắt lên ngắm Tần Lạc một lần nữa rồi hỏi, xin hỏi, ngài tên họ là gì ạ? Cô không nhận ra tôi là ai sao? Tần Lạc kinh ngạc hỏi, danh tiếng của hắn nổi như cồn, thế mà người phụ nữ trước mặt hắn lại không biết hắn là ai, thì quả thực là quá thất bại. Lần sau gặp Mục Nguyệt hắn phải đề xuất ý tưởng với cô mới được. Nhân viên của cô cần phải đề cao tố chất lên một chút, nếu không thì tư chất của nhân viên nơi đây kém quá, đến Tần Lạc mà cũng không biết là ai nữa. Thành thật xin lỗi, nữ nhân viên phụ trách nhẹ nhàng xin lỗi rồi nói, trông anh khá lạ, tôi chưa gặp anh thì phải. Khá lạ, cô ta dám nói trông mình khá lạ. Mình là anh hùng dân tộc, mấy hôm trước TV, đài báo cùng với những hình ảnh đăng tải trên mạng ầm ầm ra như thế, thế mà cô ta dám nói trông mình khá lạ. Người phụ nữ này, lẽ nào là người đến từ Sao Hỏa? Tần Lạc ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô nhân viên, sau đó lập tức phủ nhận ý nghĩ vừa rồi của mình bởi vì những nét đẹp trên khuôn mặt của cô ta rất phù hợp với thẩm mỹ của người trái đất. Tôi là Tần Lạc, Tần Lạc chậm rãi nói. Tần Lạc, cô nhân viên ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói, Tần Lạc Trung Y. Đúng vậy, Tần Lạc Trung Y, Tần Lạc ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói. Thảo nào tôi thấy trông anh quen thể. Quả nhiên là anh, Tần Tiên Sinh, bạn của tôi rất mến mộ anh đấy, bọn họ cứ nhắc đến tên tuổi của anh suốt, chỉ tiếc là tôi vẫn chưa xem những ảnh của anh ở trên mạng xã hội, chính vì vậy mà. Tôi không nhận ra anh, thành thật xin lỗi. Nữ nhân viên niềm nở nói. Tần Lạc nghe vậy liền khoát khoát tay, tỏ vẻ độ lượng nói, không cần khách khí đâu. Lần sau sẽ quen thôi mà, tôi lên tầng thứ 16 kiểu gì đây? Thưa Tần Tiên Sinh, tầng 16 là tầng hành chính đặc biệt. Ngoài các vị tổng giám đốc ra, thì những người khác không được vào trong đó, không biết anh có hẹn với vị tổng giám đốc nào. Không hẹn với ai cả. Tần Lạc lắc lắc đầu nói, hắn lúc này mới sực nhớ ra rằng trước khi đến đây thăm văn nhân Mục Nguyệt, hắn chưa gọi điện thoại báo trước. Như vậy không được, anh trước khi lên trên lầu thì phải thông báo trước với vị tổng giám đốc đó, sau khi xác định anh là ai thì anh mới được phép dùng cái thang máy đó. Cô nhân viên rất kiên nhẫn giải thích cho Tần Lạc hiểu. Phiền phức như vậy hả? Tần Lạc càng nghe càng thấy nhức đầu. Vâng đúng là có hơi phiền phức, nhưng đây là quy định bởi vì có rất nhiều khách đến đây, chính vì vậy mà các vị lãnh đạo cũng không có cách nào khác. Thư ký là một người thông minh, họ đều biết cách giúp sếp của mình giải quyết vấn đề ra sao. Thế này vậy, tôi liên lạc với cô ấy trước cái đã, Tần Lạc mới đầu định cho văn nhân Mục Nguyệt một sự bất ngờ, nhưng sự bất ngờ của hắn dành cho nàng bây giờ đã bị giảm giá nghiêm trọng. Tần Lạc móc trong người ra chiếc di động, rồi bấm số của văn nhân Mục Nguyệt.
Chào Tần tiên sinh, tôi là Mã Duyệt đây. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói từ tốn của Mã Duyệt. Di động của Văn Nhân Mục Nguyệt từ trước đến giờ đều nằm trong tay của Mã Duyệt, người nào muốn tìm nàng, thì trước tiên phải thông qua Mã Duyệt đã. Chào cô, Mã Duyệt, tôi là Tần Lạc. Tôi biết anh là Tần Lạc. Chấm, gạch dưới. Có chuyện gì không? Mã Duyệt chủ động lên tiếng hỏi. Tôi đang ở dưới lầu 1 của công ty. Tần Lạc nói, Mục Nguyệt có rảnh không? Không rảnh, tiểu thư rất bận, Mã Duyệt đáp. Vậy thì thôi, tôi về đây. Tần Lạc cười khổ, nàng ta đúng là chẳng biết nể mặt ai cả, gặp mặt bao nhiêu lần vậy rồi, cũng được coi như người quen rồi, thế mà. Tần Lạc ngẫm nghĩ một hồi lâu, hắn cũng đâu có đắc tội gì với nàng ta đâu. Tại sao nàng ta lại có ý thù địch với mình như vậy nhỉ? Vậy nhưng, nếu anh muốn gặp tiểu thư, tôi nghĩ tiểu thư chắc chắn sẽ vui vẻ xếp thời gian để gặp anh. Mã Duyệt bồi thêm một câu. Tần Lạc nghe xong mà mừng rỡ, cô ả này đúng là đáng ghét thật. Tôi có chuyện muốn gặp cô ấy, vậy nhưng không thể nào lên lầu trên được, Tần Lạc nói. Anh chờ chút nhé, anh đưa điện thoại của anh cho nhân viên dưới lầu, tôi sẽ thông báo hộ anh. Mã Duyệt nói. Được Tần Lạc đáp, sau đó hắn tiến tới chỗ Lễ Tân đưa điện thoại cho cô nhân viên phụ trách tên Hình Tâm Duyệt kia. Điện thoại của ai vậy? Cô nữ nhân viên nghi hoặc hỏi. Mã Duyệt, Tần Lạc nói. Mã Duyệt, Hình Tâm Duyệt ngơ ngác hỏi. Hình như là trợ lý của tổng giám đốc của cô đó. Tần Lạc giải thích, không biết cô gái này bị đứt dây thần kinh nào nữa. Đến cả nhân vật cao cấp trong ban lãnh đạo mà cũng không biết hay sao. Nhưng Tần Lạc không biết rằng, Văn Nhân Mục Nguyệt thuộc vào tầng lớp vô cùng đặc biệt của cả tập đoàn, nàng nắm bắt hoàn toàn cục diện, nhưng không đảm nhiệm bất kỳ nhiệm vụ nào ở đây. Mỗi một công ty con trong tập đoàn đều có một người đứng ra phụ trách, người đại diện tập đoàn cũng không phải là nàng. Nàng thuộc vào dạng nhân vật vô hình trong công ty, không bao giờ lên mặt báo hay lộ diện ra bên ngoài. Là một nhân viên cấp thấp trong tập đoàn, nên Hình Tâm Duyệt dĩ nhiên không thể nào biết được trong công ty của mình có một nhân vật như Mục Nguyệt, lại càng không biết Mã Duyệt là ai. Vâng, xin chào, Hình Tâm Duyệt tiếp lấy điện thoại nói. Tôi là Mã Duyệt, là người trong bộ phận trí não của tập đoàn, cô đưa Tần Lạc tiên sinh ra thang máy đặc biệt, sau đó nhập mã số thông hành 361, công việc của cô chỉ có vậy. Sau đó sẽ có người đến đón anh ấy. Mã Duyệt không phải là người thích nói năng nhiều lời với nhân viên, nàng ta nói rất gọn, không khác gì một mệnh lệnh. Vâng ạ, Hình Tâm Duyệt cảm thấy sự nghiêm khắc của Mã Duyệt, không dám có biểu hiện nghi ngờ nào nữa, liền đáp lại một cách không do dự. Sau khi dập máy xuống, Hình Tâm Duyệt liền quay sang Tần Lạc nói, Tần tiên sinh, xin mời anh theo tôi. Cảm ơn cô, Tần Lạc cúi đầu lịch sự đáp. Hình Tâm Duyệt nói xong liền dẫn Tần Lạc xuyên qua một đại sảnh lớn, rồi qua một cái hành lang, đi vào một căn phòng rỗng được phòng vệ vô cùng nghiêm ngặt. Xin chào, Tần tiên sinh là khách lên lầu 16, mã số thông hành của anh ta là 361. Hình Tâm Duyệt rõ ràng cũng là lần đầu tiên đến nơi này, giọng nói của nàng có vẻ run run khi đứng trước một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ đen có phong cách tao nhã, phong độ. Tôi đã nhận được điện thoại rồi, người đàn ông đó mỉm cười nói. Cảm ơn cô đã đưa Tần Lạc tiên sinh đến đây. Không có gì, bị một anh chàng đẹp trai để ý đến mình như vậy, Hình Tâm Duyệt lại càng cảm thấy hồi hộp hơn. Tần tiên sinh, chào anh, Hình Tâm Duyệt quay sang Tần Lạc mỉm cười lịch sự lên tiếng chào, sau đó quay người rời đi. Người đàn ông kia liền nhập mật mã vào chiếc máy tính cầm trên tay, thế là chiếc thang máy liền mở ra, anh ta đưa tay ra mời Tần Lạc vào trong nói, Tần tiên sinh, mời anh vào. Trong lúc vận hành, thì thang máy không hề dừng lại ở bất cứ tầng lầu nào, trong này cũng không có bất kỳ những chỉ thị nào cả, thậm chí Tần Lạc còn không cảm nhận được là nó đang hoạt động. Khi thang máy dừng lại, rồi mở ra, thì Tần Lạc đã trông thấy Mã Duyệt đứng chờ tại cửa thang máy từ bao giờ. Nàng ta vẫn vậy, mặc một bộ quần áo văn phòng màu đen đơn giản, đi một đôi tất mỏng màu đen, tóc dài vấn ra đằng sau, lộ rõ chiếc cổ thon dài trắng nõn. Gương mặt của nàng thanh tú, bộ ngực đầy đặn. Nhưng ngay trên sống mũi lại kèm theo một gọng kính, làm cho nàng trở nên nghiêm túc và lão luyện lạ thường. Từ lúc quen Mã Duyệt đến giờ, Tần Lạc để ý thấy nàng ta toàn ăn mặc như vậy, dường như chưa có lần nào thay đổi. Tiểu thư đang ngồi chờ anh trong phòng làm việc, Mã Duyệt nói. Cảm ơn. Mã Duyệt cũng không nói thêm câu nào nữa, nàng liền đưa Tần Lạc đi đến chỗ của Văn Nhân Mục Nguyệt, khi đến một căn phòng không có bất kỳ một ký hiệu chỉ dẫn nào thì liền dừng lại. Đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa rồi nói, anh vào trong đi.
Vừa dứt lời xong, thì Mã Duyệt đã tự tay mở cửa cho Tần Lạc bước vào. Tần Lạc gật đầu tỏ ý cảm ơn, sau đó liền bước vào bên trong. Văn nhân Mục Nguyệt lúc này đang đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài một cách chăm chú, khi nghe thấy bước chân của Tần Lạc bước vào, cô liền ngoảnh lại nhoẻn miệng cười với hắn. Người con gái như thế này, cho dù đêm nào cũng ôm nàng ngủ một mạch đến sáng sớm hôm sau tỉnh dậy ngắm nhìn nàng đang say trong giấc nồng cũng vẫn thấy nàng đẹp một cách kiều diễm mà lộng lẫy. Chúc mừng anh hùng dân tộc, văn nhân Mục Nguyệt cười nói. Cô cũng cười nhạo tôi sao? Tần Lạc cười đáp, không chờ cho văn nhân Mục Nguyệt kịp lên tiếng, Tần Lạc đã ngồi lên chiếc ghế đặt cạnh đó. Không phải là cười nhạo anh, văn nhân Mục Nguyệt lên tiếng giải thích, tôi đã xem mấy bài báo đó rồi, tất cả các báo đều nói anh như vậy, thành tựu của anh ai cũng công nhận mà. Được rồi, vậy thì tôi không phủ nhận nữa. Tần Lạc mặt dày đáp lại lời khen ngợi của Mục Nguyệt, Mã Duyệt nói rằng cô rất bận. Cũng thường thôi, văn nhân Mục Nguyệt đáp, tôi biết anh quay về rồi, cũng biết anh rất bận, chính vì vậy mà tôi không đến tìm anh, nếu anh không chủ động đến tìm tôi, thì có lẽ tôi sẽ đến tìm anh. Đến tìm tôi, có chuyện gì sao? Tần Lạc ngạc nhiên hỏi. Văn nhân Mục Nguyệt nghe vậy liền tiến đến bàn làm việc, rút từ trong ngăn bàn ra một tập tài liệu đưa cho Tần Lạc xem, rồi nói, thiếu niên Y Vương chuẩn bị quay rồi, nam diễn viên chính vẫn chưa quyết định được là ai, bên dưới cứ dục tôi suốt. Tôi cũng chưa chọn được ai cả. Đây là cái gì vậy? Tần Lạc lật lật tập tài liệu vừa đọc vừa hỏi. Tất cả những tư liệu để lựa chọn nam diễn viên chính. Văn nhân Mục Nguyệt giải thích. Tần Lạc xem được mấy tờ rồi hỏi, cô thấy ai hợp với vai diễn này? Tôi không biết, văn nhân Mục Nguyệt đáp. Cô không biết. Văn nhân Mục Nguyệt quay sang Tần Lạc rồi nói, anh là anh, làm gì có ai thay thế được cơ chứ? Cô lẽ nào lại muốn tôi diễn chính bản thân mình hay sao? Tần Lạc mỉm cười đáp. Như vậy càng tốt chứ sao? Văn nhân Mục Nguyệt trả lời một cách vô cùng chân thành, chỉ có bản thân mình mới hiểu mình nhất, nếu như để người khác lên diễn, thì tôi nghĩ tôi chắc chắn sẽ không xem bộ phim này. Tại sao vậy? Chẳng có gì thú vị cả. Tần Lạc mỉm cười, sau đó cất giọng bông đùa nói, thôi được rồi. Tôi sẽ đảm nhiệm vai nam chính, nếu đã là thiếu niên Y Vương, thì không biết cô có xuất hiện trong bộ phim này hay không nữa. Vì nói cho cùng thì cô cũng xuất hiện trong cuộc sống của tôi mà. Được, văn nhân Mục Nguyệt đáp, tôi sẽ diễn bản thân tôi. Cô muốn diễn bản thân của mình. Trong đầu của Tần Lạc lập tức hiện lên những hình ảnh đó, rồi hắn không nhịn được, liền cười phá lên. Trước tiên không bàn tới việc tiểu thư của gia tộc văn nhân lại đi đóng phim làm bao nhiêu người trong giới thượng lưu phải chú ý, mà chỉ là hình ảnh của cô đứng trước ống kính thôi đã làm cho mọi người vô cùng mong đợi rồi. Đúng vậy. Tôi không cho phép ai diễn tôi cả, chỉ có tôi mới diễn xuất nổi bản thân mình. Mục Nguyệt nói với giọng điệu vô cùng bá đạo. Văn nhân Mục Nguyệt mặc một chiếc áo màu bạc, chân đi đôi giày cao gót màu đen, trên cổ thắt một chiếc khăn hàng hiệu màu tím nhạt, đầu ngẩng cao bước trước mặt Tần Lạc, điệu bộ vô cùng nghiêm túc nói, mã số của tôi là 9547, là người máy thông minh đời thứ ba, tên tiếng Trung là Văn nhân Mục Nguyệt, tên tiếng Anh của tôi là Chủ nhân. Xin hỏi người có việc gì ạ? Tần Lạc nghe mà há hốc mồm kinh hãi. Đang trong lúc kinh hãi thì trong đầu hắn hiện lên bốn chữ, thật là dễ thương. Người phụ nữ trước mặt đột nhiên trở nên dễ thương thái quá. Chương 468, so người với người, giận điên người. Bởi vì tác phong của văn nhân Mục Nguyệt mạnh mẽ, cùng với địa vị hiện tại của nàng nên luôn làm người khác có cảm giác nàng cực kỳ cứng nhắc, đoan trang, cao ngạo, lạnh lùng, thông minh quyết đoán. Nàng thực sự giống nữ gia cát. Trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm khó nàng, bày mưu lập kế quyết thắng ngàn dặm. Nàng chưa từng có một gương mặt đáng yêu như vậy, đương nhiên cũng không ai nghĩ nàng có một gương mặt đó. Khi ở Đài Loan, Tần Lạc mang nàng chạy trốn. Vào cái đêm đó tuy nàng đã thoát khỏi sự gò bó của thân phận và các tùy tùng của mình nhưng vẫn có nhiều thứ nàng vẫn không thể nào từ bỏ được. Trước kia, Tần Lạc là diễn viên, nàng là khán giả của Tần Lạc. Hôm nay nàng là người biểu diễn. Tần Lạc lại trở thành khán giả của nàng. Điều này thật sự làm người khác rất kinh ngạc nhưng cũng làm người ta khó mà chấp nhận nổi. Đương nhiên trong lòng Tần Lạc vẫn rất vui mừng khi hắn được làm một khán giả may mắn chứng kiến kỳ tích này. Đây là một người máy, còn là một người máy mỹ nữ mặc đồng phục. Tần Lạc thầm nghĩ nếu có công ty lấy nguyên mẫu của văn nhân Mục Nguyệt chế tạo người máy bán thì nhất định sẽ trở thành món hàng hot toàn cầu. 100.000 bạn có mua không? 100 vạn. Dù sao thì Tần Lạc sẽ một cô người máy như vậy.
Ban ngày hắn để bối bối chơi đùa, buổi tối chính mình chơi đùa. Chủ nhân, xin hỏi anh có gì căn dặn? Sắc mặt văn nhân Mục Nguyệt vẫn không đổi, nàng hỏi tiếp. Hiển nhiên nàng đã chuẩn bị sẵn màn biểu diễn này. Hãy rót cho tôi một chén trà, Tần Lạc nói. Trên thế giới này dường như chỉ hai người có thể sai bảo cô nàng văn nhân Mục Nguyệt này. Một người là văn nhân lão gia, một người chính là Tần Lạc. Dạ, chủ nhân, xin hỏi anh muốn cà phê, trà xanh hay trà đen? Trà xanh, Tần Lạc nói. Dạ, chủ nhân, xin hỏi anh muốn uống trà Long Tỉnh Tây Hồ hay Bích Loa Xuân Đông Đình, Cố Trừ Tư Trà, Ngọ Tử Tiên Hào hay Mao Phong Hoàng Sơn? Long Tỉnh Tây Hồ. Dạ, chủ nhân, xin hỏi là anh muốn nước pha trà 80 độ, 90 độ hay nước 100 độ? Tần Lạc có cảm giác như sụp đổ. Điều này mà cũng cần hỏi sao? Đúng vậy, chủ nhân, người máy muốn đã tốt vẫn còn tốt hơn nữa. Mỗi một loại nước pha trà sẽ cho trà có hương vị khác nhau, văn nhân Mục Nguyệt nói. Tần Lạc nói, vậy coi như xong, em là do công ty nào sản xuất, tôi muốn trả lại hàng. Xin lỗi, hàng hóa đã bán ra không được trả lại. Xin mời xem điều khoản thứ 25, trang thứ 3 trong hợp đồng bán hàng. Nhìn thấy dáng vẻ ngột ngạt, buồn bực của Tần Lạc, Mục Nguyệt không nhịn được nở một nụ cười rất thoải mái. Hai hàng mi vỉnh, đôi mắt cong cong, dáng điệu cực kỳ đáng yêu, cũng cực kỳ xinh đẹp. Cô ấy nhất định là một thiên sứ. Tần Lạc si mê nhìn dáng vẻ của văn nhân Mục Nguyệt, thầm nghĩ. Tôi sợ rằng trước mắt không có thời gian quay phim, Tần Lạc nói, hai ngày nữa tôi sẽ đi châu Âu. Thật vậy sao, đi châu Âu làm gì? Văn nhân Mục Nguyệt gật đầu hỏi, khi nào anh quay về? Không biết, còn xem mọi chuyện có thuận lợi không đã, Tần Lạc nói. Nhiệm vụ lần này khó hơn rất nhiều so với hành trình tới Hàn Quốc lần trước. Lần trước chỉ là một cuộc thi đấu tay đôi. Chỉ cần phát huy đầy đủ y thuật của mình đánh cho bọn họ đại bại, tàn phế, dẫm nát dưới chân là được. Nhiệm vụ lần này không giống như vậy, vượt qua khỏi phạm trù y học, giống với một chuyến đi vì giao tiếp xã hội hơn. Thái công dân ở thời khắc quyết định phái mình đi, nhất định là ông cũng không còn lựa chọn nào khác. Văn nhân Mục Nguyệt không hỏi Tần Lạc đi tới nước nào, nàng cũng không hỏi hắn đi làm việc gì. Đây là chuyện của đàn ông, nàng tin tưởng hắn có thể giải quyết ổn thỏa. Không sao. Trước tiên tôi sẽ thay đổi lại ngày quay phim hay đợi tới một thời điểm thích hợp thì bắt đầu quay cũng không sao. Còn nữa, bọn họ đã tìm được một nhà văn phù hợp tên là Liễu Hạ Huy, người này sẽ phụ trách biên soạn tiểu sử của anh. Tôi đã xem trước mấy chương trong cuốn sách, nội dung rất khá nhưng vấn đề là ông ta vẫn còn thiếu nhiều tư liệu về anh. Anh có thể cung cấp cho ông ta một ít, để ông ta có thể viết về nhân vật phong phú hơn, càng hấp dẫn hơn. Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi nói. Tôi sẽ sắp xếp thời gian gặp tác giả. Tôi sẽ bảo Mã Duyệt xếp cuộc gặp này cho anh, văn nhân Mục Nguyệt nói. Tần Lạc tủm tỉm nhìn văn nhân Mục Nguyệt nói, ngày này em cũng xử lý nhiều công việc, em lấy đâu thời gian quan tâm tới những việc nhỏ nhặt như này. Sao em không giao việc này cho cấp dưới xử lý? Bọn họ xử lý không tốt, văn nhân Mục Nguyệt nói. Dường như nàng e sợ Tần Lạc vẫn tiếp tục nói về vấn đề này nên lảng sang chuyện khác, anh tới có việc gì? Tôi tới để thực hiện lời hứa, Tần Lạc cười nói. Lời hứa? Em quên rồi sao? Tần Lạc nhìn thấy vết sẹo trên trán của văn nhân Mục Nguyệt đã hoàn toàn lành ra. Hắn nói, tôi đã nói, tôi sẽ không để trên mặt của em lưu lại bất kỳ vết sẹo nào. Đôi mắt sáng ngời của văn nhân Mục Nguyệt chớp chớp, nàng nhìn Tần Lạc hỏi, anh vẫn còn nhớ chuyện đó sao? Nhớ chứ, sao tôi có thể quên được, Tần Lạc nói, khi trước tôi quá bận rộn, không có thời gian đi Vân Điền kiếm Kim Dũng. Mới rồi có một người bạn đã mang về cho tôi một hộp. Tôi dùng số kim dũng đó điều chế được một ít thuốc bột, chỉ bôi lên vết sẹo là nó có thể hoàn toàn bình phục, hệt như trước khi bị sẹo. Tần Lạc chăm chú nhìn trán văn nhân Mục Nguyệt và nói, thế nhưng vết sẹo của em cũng gần như khỏi hẳn. Nếu như không nhìn kỹ thì không thấy bất kỳ dấu vết nào. Tôi thấy có khi không cần dùng thuốc nữa, được không? Một khi bôi thuốc kim dũng lên vết sẹo thì lại phải mở miệng vết sẹo ra. Nếu như vậy, văn nhân Mục Nguyệt lại thêm một lần chịu sự đau đớn mà Tần Lạc lại không muốn chứng kiến điều này. Không cần phải xóa vết sẹo đi, văn nhân Mục Nguyệt nói, tôi không sợ xấu. Nó cũng không gây đau đớn gì cả. Coi như là lưu giữ một kỷ niệm, nàng thầm nghĩ. Yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng tới sắc đẹp của em. Em vẫn là đệ nhất mỹ nữ ở Yến Kinh, Tần Lạc cười nói. Coi như anh đang gián tiếp khen ngợi chính mình, phải không? Có ý gì vậy? Tần Lạc không hiểu. Có phải từ chối đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh là một thành tích đáng tự hào không?
chấm, gạch dưới. Văn nhân Mục Nguyệt cũng không muốn làm khó Tần Lạc nên nàng nói tiếp, đây là đánh giá của người ngoài. Tôi cũng nghĩ như vậy, Tần Lạc vội vàng nói. Tần Lạc vội vàng giải thích khi nhìn thấy văn nhân Mục Nguyệt muốn nói tiếp, tôi biết, tôi không nên nói em là người máy có chỉ số IQ cao. Lúc đó tôi thực sự chưa biết nhiều về em. Bây giờ khi tiếp xúc nhiều với em, tôi thấy dù em có chỉ số thông minh của một người máy nhưng có người máy nào xinh đẹp, đáng yêu như em vậy không? Tôi rất thích nghe những câu này, văn nhân Mục Nguyệt cười chúm chím nói. Tần Lạc nhìn vào hai mắt của văn nhân Mục Nguyệt và nói, trong mắt hơi đỏ. Có phải tối qua em ngủ không ngon không? Ừ, tôi đang chuẩn bị đi tìm nhân viên massage để xoa bóp một chút, văn nhân Mục Nguyệt gật đầu nói. Cần tìm nhân viên massage làm gì? Tôi chính là thầy thuốc, Tần Lạc cười nói, để tôi xoa bóp xương cổ cho em. 5 phút là có hiệu quả. Được văn nhân Mục Nguyệt thoải mái ngồi ở trên ghế, dáng vẻ để mặc Tần Lạc tùy ý xử trí. Tần Lạc đứng dậy, hắn đi tới phía sau Mục Nguyệt. Hai bàn tay chà sát nhẹ vào nhau sau đó nhẹ nhàng chạm vào chiếc cổ trắng nõn nà, nhỏ xíu như cổ thiên nga của văn nhân Mục Nguyệt. Từ ngón tay truyền tới một cảm giác mềm mềm, có cảm giác thân thể nàng mềm như đậu phụ. Một xúc cảm tuyệt vời. Thân thể văn nhân Mục Nguyệt như căng cứng lại, nàng khẽ nói, ngứa. U, cô thư ký xinh đẹp bưng tới cho Tần Túng Hoành một ly trà nữa. Đây đã là chén trà thứ ba hắn uống. Tần Túng Hoành giơ tay nhìn đồng hồ và nói với cô thư ký, xin mời giúp tôi trợ lý mã duyệt. Xin chờ một chút, cô thư ký trả lời, sau đó nàng rời khỏi phòng khách. Chỉ một lát sau, mã duyệt trong bộ trang phục công sở màu đen đi vào, nàng nhìn Tần Túng Hoành hỏi, đại thiếu tìm tôi sao? Cuộc họp của Mục Nguyệt vẫn chưa kết thúc sao? Tần Túng Hoành hỏi. Kết thúc rồi, mã duyệt thẳng thắn nói. Thật vậy sao? Tốt, làm phiền cô dẫn tôi tới gặp Mục Nguyệt. Tôi đợi đã hơn một giờ rồi, Tần Túng Hoành nói. Xin lỗi, tiểu thư đang tiếp khách, mã duyệt nói. Đang gặp gỡ khách hàng sao? Khách gì vậy? Một người khách quan trọng. Ô, Tần Túng Hoành cười ha hả nhìn mã duyệt nói, chẳng lẽ cô cho rằng tôi tìm Mục Nguyệt là không có chuyện quan trọng cần thương lượng sao? Đây là chuyện cá nhân, không liên quan gì tới anh, mã duyệt nói. Tần Túng Hoành là người thông minh, thoáng cái hắn đã đoán ra chân tướng sự việc liền nói, Tần Lạc đến gặp Mục Nguyệt phải không? Không sao, chúng tôi cũng là bạn bè, cô có thể dẫn tôi tới gặp Tần Lạc, cậu ấy lập đại công. Tôi cũng muốn tới chúc mừng Tần Lạc. Xin lỗi, tôi không nhận được lệnh như vậy, mã duyệt từ chối. Nụ cười trên gương mặt Tần Túng Hoành càng lúc càng tươi hơn, hai mắt hắn nheo lại, hắn nhìn mã duyệt nói, cô chỉ cần thông báo một tiếng thôi. Gặp hay không gặp cô không thể quyết định được chuyện này. Tôi hiểu rõ tiểu thư của tôi, mã duyệt không bị thái độ của Tần Túng Hoành hù dọa, vì vậy tôi mới lựa chọn giúp tiểu thư. Tiểu thư bận nhiều việc, tạm thời không có thời gian gặp anh. Tôi nhất định phải gặp Chí công tử, Tần Túng Hoành cũng bắt đầu nổi giận. Tôi sẽ gọi bảo vệ. Đây là cách các cô tiếp khách sao? Người khác người nên phương thức tiếp khách cũng khác nhau, mã duyệt nói, xin lỗi, xin đừng làm khó tôi. Nói xong, mã duyệt cũng không để ý tới sắc mặt ngày một âm trầm của Tần Túng Hoành, nàng quay người bỏ đi làm việc của mình. Chương 469, anh không xứng với cô ấy.